Chương 42, tự mình não bổ, đáng sợ nhất. Nguồn Mê truyện audio.com, nên đón ta. Nhậm Trường Sinh có chút dừng lại, gặp qua cửu tiên, nhìn đến hư không chín người, Cơ Linh Nhi có chút dừng lại, lập tức hơi hơi chắp tay. Cơ Linh Nhi cũng không nghĩ tới, Đại Tần Đế Quốc lại phái phái chín người này đến đây. Chín người này, bình thường đó cũng đều là không xuất thế đó a, à, hôm nay vì Nhậm Trường Sinh, toàn bộ đều tới. Tấu nhạc lão giả dẫn đầu, hét to một tiếng, sau một khắc, tại mọi người rung động hai con mắt bên trong, hư không một đạo tường vân, bao phủ mà đến. Tường vân phía trên, y phục trực rỡ bồng bềnh. Từ xa nhìn lại, trên trăm đạo bóng hình xinh đẹp, trôi nổi tường vân phía trên, chỉ gặp bọn họ tay cầm các loại nhạc cụ, bắt đầu tấu lên, từng đạo tiếng nhạc, truyền khắp mười ngàn dặm. Ông ông, thiên địa tường vân, càng ngày càng cuồn cuồn. Nhậm công tử, mời. Cửu tiên hướng nhậm trường sinh, khẽ cười nói. Đa tạ nhậm trường sinh vung tay lên, lập tức nhảy lên một cái, rơi vào phi thiên thần hổ trên lưng. Phi thiên thần hổ phóng lên tận trời, bay lượn trên trời cao. Nhậm trường sinh sau lưng. Cửu tiên đi theo, lập tức là trên trăm nhạc sư. Một đường trùng trùng điệp điệp. Hướng tận quốc đế đô mà đi. Bắc hoang sơn mạch. Ai? Nhìn lấy nhậm trường sinh rời đi, triệu long nhỏ nhỏ thở dài một cái, nhậm trường sinh không nói, triệu long cũng rõ ràng, nhậm trường sinh là xem thường hắn. Triệu long kiếm tiên nếu là không chê, không bằng tiếng vào ta đại tần đế quốc ta đại tần đế quốc mặc dù không có trung châu các đại thế lực cường thịnh nhưng cũng có thể bảo vệ một phương vào thời khắc này cơ linh nhi trong mắt chợt lóe sáng đột nhiên nói bái kiến linh nhi công chúa triệu long kiếm tiên hơi hơi do dự lập tức quỳ bái trên mặt đất hắn hiện tại đắc tội thiên ma tông thêm vào đại tần đế quốc đó cũng là lựa chọn tốt nhất triệu long kiếm tiên mời mời hai người đạp không mà lên hướng đại tần đế đô mà đi đại tần đế đô bên ngoài chúng ta bái kiến văn thánh truyền nhân. Bái kiến văn thánh truyền nhân. Khoảng cách đế đô còn có hơn trăm dặm, đại nho điện mang theo trên trăm thư sinh, nguyên một đám quỳ bái tại trên mặt đất, những sách này sinh, đọc diễn cảm lên từng đạo cổ lão thánh ngôn. Hư không bên trong, có thể thấy được thư viện biến ảo mà ra. Đứng lên. Nhậm trường sinh hơi hơi phất tay. Đa tạ văn thánh truyền nhân. Một đám người, cung kính đứng lên. Âm âm. Nhưng vào thời khắc này, hư không lần nữa chấn động lên, chỉ thấy đại tần đế đô phương hướng, đột nhiên truyền đến chính đạo nộ hống thanh âm. Rống rống. Cái kia tiếng rống, mang theo long uy. Một lát. Có thể nhìn đến chính đầu trên trăm trượng thần long, phóng lên tận trời, chính đầu thần long, tại hư không hội tụ, lập tức tại nhậm trường sinh trung động thần sắc, một tòa kim loan, xuất hiện tại hư không. Cái kia cửu long lôi kéo kim loan. Hướng nhậm trường sinh mà đến. Bái kiến tần đế. Bái kiến tần đế. Để đô bên trong, để đô bên ngoài bất kể là ai giờ phút này đều quỳ bái xuống dưới cho dù là cửu tiên cũng không mặt khác chỉ có nhậm trường sinh còn đứng ở phi thiên thần hổ trên lưng phô trương thật lớn a à. nhậm trường sinh cảm thán nói tần đế người này ngồi tại kim loan bên trong cái kia kim loan còn chưa tới gần nhưng nhậm trường sinh đã cảm giác được một cổ chân long uy áp bao phủ mà đến thế nhưng là trường sinh tiểu hữu một đạo cởi mở thanh âm truyền đến bất quá mấy cái hô hấp cái kia kim loan đã đến cửu long tại kim loan hạ bàn xoáy cung cuộn đế uy đáng sợ vô biên theo đạo thanh âm này cái kia kim loan rốt cục mở ra chỉ thấy một vị trung niên nam tử xuất hiện tại nhậm trường sinh trước mắt nam tử kia người mặt long bào trong cái nhất tay uy nghiêm tự lộ ra tần đế người này chính là đại tần đế quốc tần đế trường sinh gặp qua tần đế nhậm trường sinh hơi hơi chắp tay trường sinh tiểu hữu khách khí ngươi tại ta đại tần đế quốc bên trong cùng văn đạo thánh nhân đồng dạng có thể hưởng thụ đại tần đế quốc tất cả bách tính triều bái. Tần đế khẽ cười nói: "A." À, nhậm Trường Sinh hai con mắt nhíu lại. "Cái này Tần đế, thủ đoạn không tệ a, à, một câu nói kia, coi như lôi kéo không đến nhận chức Trường Sinh, vậy cũng tuyệt đối lưu lại ấn tượng tốt, chỉ ít tại Nhậm Trường Sinh trong lòng, vị này Tần đế coi như không tệ." "Vậy xin đa tạ rồi." Nhậm Trường Sinh cười nhạt một cái nói. "Nhậm công tử mời lên kim loan." Nhưng sau một khắc, người này tiến lên một bước hướng nhậm trường sinh vương tay ra. Người này lại muốn để nhậm trường sinh, cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở kia kim loan, trở lại trong đế đô. Cái này là bực nào vinh hạnh? Phụ hoàng cái này. Cơ Linh Nhi hít sâu một hơi, nàng tự hồ, vẫn còn có chút xem thường nhậm trường sinh. Cơ Linh Nhi rất rõ ràng, có thể làm cho chính mình phụ hoàng như thế đối đãi. Toàn bộ đại tần đế quốc. Còn không có người nào, nhậm trường sinh, là duy nhất một cái. Đa tạ nhậm trường sinh cũng không có già mồm, hai người sống vai, hướng kim loan mà đi. Đại tần đế quốc. Trong hậu viện. Tần đế đối cái này nhậm trường sinh, khó tránh khỏi có chút quá khách khí, liền xem như tiên nhân lại như thế nào, ta đại tần đế quốc có thể so với tiên nhân cường giả, cũng không ít. Một vị lão giả, có chút không vừa ý đường. Một vị tiên nhân đương nhiên vẫn không nổi tần đế khách khí như thế, đừng nói một vị tiên nhân, liền xem như ngủ kiếp phía trên tán tiên, vậy cũng đồng dạng vẫn không nổi tần đế coi trọng như vậy. Lão giả đối diện, một vị khác lão giả tóc trắng cười hiếp mắt nói đây là vì sao lão giả trầm giọng nói một vị tiên nhân tính là gì nhưng hắn nếu là văn thánh truyền nhân đâu lão giả khẽ cười nói văn thánh truyền nhân lão giả trong mắt tinh mang lóe lên văn thánh vậy nhưng sau tiên nhân mạnh hơn nhiều nhất là đối đại thế lực tới nói văn thánh hội tụ thiên địa khí vận chi có thể để nhất phương thế lực càng thêm hưng thịnh như hắn bằng vào phân thần tu vi để một phương thánh địa phong sơn vạn năm không dám ra đâu cái này. Lão giả thần sắc, hơi hơi thay đổi. Như hắn bằng vào độ kiếp tu vi, chém giết một vị thiên ma tông ba kiếp tán ma đâu. Như hắn thân có hai chui tiên khí đâu. Như hắn là trung châu cổ tộc nhậm gia đệ tử đâu. Răng rắc. Trong tay lão giả, quân cờ trực tiếp bóp nát, nhìn lấy hư không, lão giả trong mắt chấn động vô cùng. Như hắn, tu luyện đến bây giờ không đủ một năm đâu. Vào thời khắc này, lão giả tóc trắng thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa. Điều đó không có khả năng, lão giả trực tiếp đứng lên một năm đạt tới độ kiếp cảnh cái này sao có thể cái này tuyệt đối không có khả năng dù là khí vận chi tử thiên đạo chi thể cái kia cũng làm không được a à, không có cái gì là không thể nào ta đã điều tra qua một tháng trước này người vẫn là một cái hoàng khố đệ tử nhưng bất quá hơn một tháng nam vượt bên trong nơi nào không phải tên của hắn lão giả thản nhiên nói một tháng lão giả hít vào một nguồn khí lạnh một tháng trở thành độ kiếp cường giả cái này sao có thể hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, thế gian này còn có như thế yêu nghiệt. Nam vực nhậm gia bảo, bất quá là một cái nhất tay liền có thể hủy diệt thế lực nhỏ, bọn họ làm sao có thể đầy đủ để hắn trưởng thành đến hôm nay. Theo ta thấy, ý của ngươi là, cổ tộc nhậm gia. Hai người trong miệng, đồng thời phun ra bốn chữ tới. Cái kia cổ tộc nhậm gia, để một tôn văn thánh hàng, cũng không phải là không được. Ban cho trong tộc đệ tử hai cái tiên khí, cái này ngoại trừ cổ tộc nhậm gia, cái gì thế lực có như thế hào khí ngoại trừ cổ tộc nhậm gia. Vì phe thế lực, sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế. Không thể đắc tội. Hai người liếc nhau, đồng thời thấy được trong mắt đối phương ý nghĩ, thiếu niên kia, tuyệt đối không thể đắc tội, chẳng những không thể đắc tội, còn chỉ có thể nịnh nọt. Chương 43 Để cho ta hầu hạ ngươi đi. Nguồn Mê truyện audio com Thư sướng A Ngồi tại kim loan bên trong, nhầm trường sinh bắt chéo hai chân phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đế đô, đều thu vào đáy mắt, cảm giác kia, tựa hồ thiên địa hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình trường sinh tiểu hữu ngươi nhìn ta đại tần đế đô như thế nào nhìn lấy nhậm trường sinh tần đế khẽ cười nói cũng không tệ lắm nhậm trường sinh trên mặt dân lên một vệt tán thưởng đế đô bên trong tu chân giả khắp nơi đều là mà lại tu vi còn không thấp liền xem như hợp thể cường giả đều khắp nơi có thể thấy được cái này đại tần đế đô so với tu tiên thánh địa còn muốn hưng thịnh mấy phần không chỉ có như thế đế đô phía trên có thể nhìn đến một đầu hư huyễn thần long, xoay quanh mà lên, thần long ngang dọc hơn vạn trượng, từ xa nhìn lại, uy vũ vô cùng. Cái kia hư huyễn thần long, chính là toàn bộ đại tần đế quốc long mạch. Nhậm công tử có thể để mắt ta đại tần đế đô, đó là ta đại tần đế đô vinh hạnh, chỉ cần nhậm công tử nguyện ý, ta đại tần đế quốc tùy thời hoan nghênh ngươi. Tần đế nhìn lấy nhậm trường sinh, một mặt nhiệt tình nói. Đa tạ tần đế. Nhậm trường sinh cười nhạt một tiếng. Rống rống nhưng vào thời khắc này, một đạo tiếng trống giận dữ, đột nhiên truyền đến, theo đạo này nổ hống, nhậm trường sinh chỉ cảm thấy kim loan rung lên, cái kia lôi kéo kim loan chính đầu địa long, càng là kém chút quẳng xuống. Đây là cái gì? Nhậm trường sinh trong mắt tinh mang tăng vọt. Mở ra thiên đồng. Nhậm trường sinh hướng cái kia để đô chỗ sâu nhìn qua, chỉ thấy một đầu đèn nhánh thần long, tại hư không hét giận dữ, cái kia hắc long loạn vũ, lợi khí trùng thiên. Cái này. Tần đế mi đầu, giờ phút này cũng nhíu lại. Một lát, tần đế thở dài một cái. Không dối gạt tiểu hữu, đây là ta đại tần đế quốc chân Long Điện, ở trong đó, chính là ta đại tần đế quốc chân Long Chi Hồn. Tần đế trầm giọng nói. Chân Long Chi Hồn. Nhậm trường sinh trong mắt sáng lên, lần này hắn đi vào tần quốc mục đích, không phải là vì tìm tới cái này chân Long Chi Hồn, sau đó keo kiệt ra hắn Long Châu, hoàn thành đánh dấu. Lại là đại tần đế quốc chân Long Chi Hồn, vì sao không cho hắn trấn áp đại tần đế quốc khí vận, ngược lại đem hắn nhốt lại tự hồ phát hiện cái gì nhậm trường sinh trầm giọng nói cái kia chân lông trên thân nhậm trường sinh có thể nhìn đến từng cái từng cái to bằng cánh tay dây xích giao nhau cùng một chỗ cái này chân lông chi hồn bị khóa lại ai đây cũng là không có cách tiểu hữu tốt hơn theo ta về trước đế cung đến mức cái này chân lông chi hồn sự tình sau đó lại nói tần đế thở dài nói a nhậm trường sinh quét tần đế liếc một chút đại tần quốc tự hồ xảy ra vấn đề gì a lên oanh tần đế trên thân một cổ chân long chi uy cùng cùng mà ra sau một khắc kim loan hạ địa long từ từ bình tĩnh lại lôi kéo kim loan hướng đế đô mà đi đế đô bên trong bái kiến tần đế bái kiến tần đế toàn bộ đế đô tất cả mọi người đều hướng hư không kim loan triệu bái liền xem như độ kiếp cường giả giờ phút này cũng không mặt khác nhìn lấy hư không kim loan trong mắt mọi người cung kính vô cùng một phút sau kim loan đến đế cung bên trong xuất hiện tại nhậm trường sinh trước mặt là từng dãy cung điện hoa lệ từ xa nhìn lại toàn bộ cung điện bao phủ phương viên hơn nghìn dặm không nhìn thấy bờ nơi này cũng là đại tần quốc đế cung bái kiến phụ hoàng theo kim loan dừng lại đến bóng người đẹp đẽ hướng kim loan mà đến người cầm đầu chính là cơ linh nhi thời khắc này cơ linh nhi tự hồ cố ý rửa mặt trang điểm một phen một thân váy tím hiển thị rõ quý khí eo nhỏ yêu kiều hướng nhậm trường sinh đi tới không tệ nhậm trường sinh trong mắt cũng sáng lên mấy phần trước mắt cơ linh nhi vốn là khí chất bất phàm giờ phút này thêm chút cách ăn mặc càng là lộ ra khuynh quốc khuynh thành linh nhi còn không mang theo trường sinh tiểu hữu tiến đến thiên tử điện nghỉ ngơi tần đế trầm giọng nói đúng phụ hoàng cơ linh nhi hướng nhậm trường sinh đi tới cơ linh nhi sau lưng mấy cái bóng người đẹp để mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy cơ linh nhi chỉ thấy các nàng nguyên một đám hai con mắt nhìn lấy nhậm trường sinh trong mắt ái mộ không che giấu chút nào mấy cái ngày nhậm trường sinh tên đã tại tần quốc truyền ra trường sinh tiên nhân văn thánh truyền nhân bực này thiên kiêu nếu là có thể bị coi trọng cái kia là bực nào vinh hạnh trường sinh đại ca mời cơ linh nhi hướng nhậm trường sinh hơi hơi chắp tay dẫn đường nhậm trường sinh cười nhạt một tiếng một lát cơ linh nhi mang theo nhậm trường sinh hướng đế cung chỗ sâu đi đến ông ông theo nhậm trường sinh rời đi mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở tầng đế bên cạnh bái kiến Tần đế lần lượt từng bóng người, liền vội vàng hành lễ. Đứng lên đi. Tần đế hơi hơi phất tay, một đám người, cung kính đứng lên. Chân lông chi hồn như thế nào? Tự hồ nhớ ra cái gì đó, tần đế trầm giọng nói. Bẩm báo tần đế bệ hạ, chân lông chi hồn vừa mới đột nhiên sao động, hai vị hoàng thúc đã tiến đến trấn áp, bất quá nghe hai vị hoàng thúc nói, chân lông chi hồn lệ khí càng lúc càng lớn, tiếp tục nữa, sợ là. Sợ là cái gì? Tần đế âm thanh lạnh lùng nói, sợ là liền hai người bọn họ cũng không trấn áp được, đến lúc đó một khi chân long chi hồn xong ra đến, toàn bộ tần quốc đều sẽ hóa thành chỗ chết. Một bóng người trầm giọng nói, hoàng thúc cũng ép không được rồi. Tần đế thần sắc, trong nháy mắt trầm xuống. Dẫn ta đi gặp hai vị hoàng thúc. Vâng. Một đám người mang theo tần đế, biến mất tại nguyên chỗ. Đế cung. Thiên tử trong điện. Trường sinh đại ca, mời uống trà. Nhậm trường sinh bên cạnh, cơ linh nhi ôn nhu vì nhậm trường sinh pha trà nhìn lấy nhậm trường sinh cơ linh nhi hai con mắt càng là dâng lên một vệt thẹn thùng đa tạ nhậm trường sinh cười nhạt một tiếng nhưng một lát nhậm trường sinh mi đầu lại nhíu lại linh nhi ngươi cũng đã biết chân long chi hồn nhìn lấy cơ linh nhi nhậm trường sinh trầm giọng nói chân long chi hồn cơ linh nhi có chút dừng lại lập tức thấp giọng nói cái này chân long chi hồn chính là ta đại tần đế quốc hộ quốc thần thú cũng là ta đại tần đế quốc truyền thừa căn bản À. Nhậm trường sinh hai con mắt khẽ hít một cái. Cái này chân long chi hồn, ở nơi nào? Nhậm trường sinh tiếp tục hỏi. Trường sinh đại ca, ngươi cũng đừng đánh chân long chi hồn chủ ý, tại ta đại tần đế quốc bên trong, có thể tiếp xúc đến chân long chi hồn, chỉ có hai vị hoàng gia gia. Mà lại ta nghe hoàng gia gia nói, liền xem như bọn họ, cũng ngăn không được chân long chi hồn nhất trảo con, hai vị hoàng gia gia đó cũng đều là ngũ kiếp tán tiên. Cơ Linh Nhi mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Mạnh như vậy. Nhậm Trường Sinh hơi sững sờ, nguyên bản Nhậm Trường Sinh chuẩn bị buổi tối tìm cái thời gian liền đi tìm cái này Chân Long Chi hồn chơi đùa, nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch này là không thể thực hiện được. Đúng rồi, ngươi đi xuống đi. Nhậm Trường Sinh hơi hơi khu tay nói. Cái này. Nhìn đến Nhậm Trường Sinh đuổi người, Cơ Linh Nhi lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, một mặt ngây ngốc nhìn lấy Nhậm Trường Sinh. Ngươi còn có chuyện gì? Nhậm Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ta ta ta. Cơ Linh Nhi đầu thấp xuống, Cơ Linh Nhi khuôn mặt giờ phút này càng là đỏ bừng không thôi. Nếu không phải mang trên mặt mạng che mặt, cái kia thẹn thùng bộ dáng, đủ để cho bất kỳ nam nhân nhìn không được xúc động. Đến cùng có chuyện gì? Nhậm trường sinh trầm giọng nói. Phụ hoàng nói, hôm nay liền để. Liền để Linh Nhi hầu hạ trường sinh đại ca, trường sinh đại ca muốn đối Linh Nhi làm cái gì? Làm cái gì đều có thể. Cúi đầu xuống, cơ Linh Nhi thanh âm, càng ngày càng nhỏ. Chương 44 Ai dám động đến nữ nhân của ta? Nguồn Mê truyện audio.com cái gì? Nhậm Trường Sinh sửng sốt một chút, một lát, Nhậm Trường Sinh hai con mắt rơi vào cơ Linh Nhi trên thân. Trước mắt cơ Linh Nhi vô luận là tư sắc, vẫn là khí chất, cái kia đều không thể nào bắt bẻ. Như thế một cái mỹ nhân, tối nay muốn hầu hạ mình. Hô hô hô. Nhậm Trường Sinh hô hấp có chút dồn dập, hắn mặc dù bây giờ là độ kiếp viên mãn cường giả, nhưng Nhậm Trường Sinh dù sao cũng là một vị huyết khí phương cương thiếu niên. Cơ Linh Nhi trực tiếp như vậy đưa tới cửa người nào chịu đựng được a linh nhi vì trường sinh đại ca cởi áo ngẩng đầu cơ linh nhi tay nhỏ run rẩy hướng nhậm trường sinh bên hông sờ soạn thời khắc này nàng đã ngượng ngùng không được nhưng vẫn là cố lấy dũng khí ngừng ngay tại bên hông đai lưng muốn bị giải khai lúc nhậm trường sinh gọi lại cơ linh nhi mẹ nó tuy nhiên cổ thân thể này nguyên chủ nhân là cái hoàng khố đệ tử bình thường chơi nữ nhân không biết bao nhiêu nhưng hắn nhậm trường sinh vẫn là thỏa thỏa lần thứ nhất a trường sinh đại ca Cơ Linh Nhi khuôn mặt ngơ ngác nhìn Nhậm Trường Sinh, nàng là đại tần quốc tuyệt thế thiên kiêu, nắm giữ chân long truyền thừa. Nhậm Trường Sinh chẳng lẽ còn chướng mắt nàng? Hôm nay, nàng đạt được tần đế truyền âm lúc, trong lòng của nàng cũng đang do dự, nhưng một lát, nàng đồng ý, trong khoảng thời gian này ở chung. Hắn biết, Nhậm Trường Sinh đã thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, sẽ không bao giờ lại biến mất. Trường Sinh đại ca, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta? Cơ Linh Nhi thanh âm có chút nghẹn ngào, nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, thời khắc này nàng tự hồ đã mất đi tự tin đồng dạng, khí tất cả người, đều có chút khởi động sống dậy. Không phải. Nhậm trường sinh vội vàng gọi lại cơ linh nhi. Vậy ngươi? Cơ linh nhi hơi sững sờ. Tạ đai lưng cuốn lấy. Nhậm trường sinh lôi kéo đai lưng, đai lưng giờ phút này xác thực cuốn ở cùng nhau, có lẽ là lần đầu tiên. Nhậm trường sinh cũng có chút bối rối, nhất thời nửa khắc, đai lưng vậy mà không giải được. Phốc phốc. Nhìn đến nhậm trường sinh cái kia hàm hàm bộ dáng, cơ linh nhi nhìn không được cười lên một tiếng trong nháy mắt. Nhậm trường sinh chỉ cảm thấy, toàn bộ thiên địa đều kinh diễm lên. Oanh! Nhưng vào thời khắc này, mặt đất đột nhiên rung động dữ dội lên, đồng thời, để cung chỗ sâu, giờ phút này hai vị lão giả, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt. Chỗ nào? Là một tòa đen nhánh cung điện. Trong cung điện, một đầu đen nhánh thần long, điên cuồng gầm thét. Hai vị hoàng thúc đều ở nơi này. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, trước đại điện, tầng đế bóng người xuất hiện, ngoại trừ tầng đế bên ngoài, mấy chục đạo bóng người cũng nhanh chóng vây lại toàn bộ cung điện. Bái kiến tần đế. Hai vị lão giả liền vội vàng hành lễ. Hoàng thúc, tình huống như thế nào? Tần đế liền vội vàng hỏi. Ta hai người tu vi quá thấp, cho dù là lấy tiên nguyên lực trấn áp, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế cái này chân long chi hồn, ta đoán chừng, ba ngày sau, liền rốt cuộc ép không được. Lão giả tóc trắng, thanh âm trầm thấp nói. Ba ngày. Tần đế sắc mặt, trong nháy mắt tái nhật xuống tới. Trung châu tần gia, nói như thế nào tự hồ nhớ ra cái gì đó tần đế trầm giọng hỏi ba ngày trước chúng ta truyền âm cho trung châu tần gia tần gia tuy nhiên đáp ứng điều động cường giả đến đây nhưng đến cùng cái gì thời điểm đến ta cũng không biết mà lại mà lại cái gì tần đế trầm giọng hỏi mà lại trung châu tần gia nói điều động cường giả đến đây nhất định phải hoàng thúc nhìn lấy tần đế có chút muốn nói lại thôi nhất định phải cái gì tần đế âm thanh lạnh lùng nói nhất định phải để Linh Nhi công chúa tiến đến Trung Châu Tần gia, Linh Nhi công chúa truyền thừa chân long chi nhãn, một khi cùng Tần gia đệ tử kết hợp, có thể đem chân long chi nhãn tiếp tục truyền thừa tiếp. Lão giả tóc trắng thở dài đường. Điều đó không có khả năng. Tần đế tức giận nói. Ai? Hai vị lão giả thở dài một cái. Cơ Linh Nhi là bọn họ nhìn lấy lớn lên, bọn họ cũng không nguyện ý để cơ Linh Nhi tiến đến Trung Châu Tần gia, hai vị lão giả rất rõ ràng, hắn đại Tần đế quốc công chúa tiến đến. Nói trắng ra là chỉ là người ta gia tộc một cái truyền thừa công cụ thôi, đây cũng là vì sao đại tần đế quốc chi này chi mạch, muốn rời khỏi Trung Châu nguyên nhân. Tần đế, ngươi suy nghĩ thật kỹ, một khi chân long chi hồn xông ra đến, toàn bộ tần quốc đều lại biến thành chỗ chết, không chỉ có như thế, nam vực cũng sẽ tao ngộ đại nạn. Lão giả thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, hai người chuyển thân rời đi. Thiên tử điện, đậu phộng, nhậm trường sinh kém chút cắm tại trên mặt đất, vừa mới xảy ra chuyện gì toàn bộ đế cung vì sao rung động dữ dội. Chẳng lẽ có người nào xâm nhập đế cung không thành? Là chân long chi hồn. Thời khắc này cơ linh nhi, thần sắc lại âm thầm biến đổi. Chân long chi hồn như thế nào? Nhậm trường sinh liền vội vàng hỏi. Ta từng nghe phụ hoàng nói qua, ta tần quốc chân long chi hồn tại ba năm trước đây, đột nhiên xuất hiện dị biến, không biết cái gì thời điểm, một cổ hắc ám lực lượng tại xâm nhập chân long chi hồn. Ba năm này, chân lông chi hồn biến đến càng ngày càng nóng nảy, nếu không phải hai vị hoàng gia gia áp chế, sợ là đã sớm xông ra đến rồi. Cơ Linh Nhi trầm giọng nói. À! Nhậm trường sinh hai con mắt, khẽ hít một cái. Chân lông chi hồn. Ra biến cố. Lần này, vậy thì dễ làm rồi. Công chúa Điện Hạ, bệ hạ triệu ngươi tiến đến. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm trầm thấp, theo đại điện ngoại truyền tới. Là Phụ Hoàng cơ linh nhi hơi sững sờ lập tức vội vàng cả sửa lại một chút quần áo trên người đứng lên trường sinh đại ca ta đi thôi nhậm trường sinh hơi hơi phất tay nhưng nhậm trường sinh trong lòng lại có chút gây rối chân long chi hồn lúc này táo bạo xem bộ dáng là ngại mệnh quá dài a à. linh nhi cáo lui cơ linh nhi cung kính lui ra ngày thứ hai sáng sớm tần quốc trên đại điện tần đế người đáp ứng một vị thiếu niên thần sắc kiêu căng nhìn lấy tần đế Thiếu niên xem ra 17, 18 tuổi, nhưng khí tức trên thân lại cuồng cùng vô cùng. Cảm giác kia, tự hồ đứng ở trước mắt không phải một vị thiếu niên, mà chính là một đầu bay lượng thần long. Có theo hay không các ngươi đi Trung Châu, sao còn muốn nhìn Linh Nhi chính mình ý tứ? Tần Đế thanh âm trầm thấp nói. Tuyên Linh Nhi công chúa lên điện. Vâng. Mấy bóng người cùng kính lui ra. Trên đại điện, thời gian chậm rãi trôi qua, mà giờ khắc này, thiên tử trong điện, nhậm trường sinh lại mặt mũi tràn đầy nộ khí. Ngươi nói là sự thật." Nhậm Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Sáng sớm, Linh Nhi đến cùng hắn cáo biệt. Một phen truy vấn, Nhậm Trường Sinh mới biết được, cái này mẹ nó có người đoạt nữ nhân của mình, cái này còn cao đến đâu. "Trường Sinh đại ca, Linh Nhi không yêu cầu gì khác, chỉ cầu có thể làm bạn Trường Sinh đại ca hai bên." Cơ Linh Nhi thanh âm nghẹn ngào nói, "Tốt, nhanh lên." Nhậm Trường Sinh đem Linh Nhi nâng đỡ, hai người hôm qua mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng ở Nhậm Trường Sinh trong lòng cũng đã đem cơ Linh Nhi trở thành nữ nhân của mình. Nhậm trường sinh không nghĩ tới. Nữ nhân của mình, cũng có người dám đánh chủ ý, theo ta đi đại điện, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai ăn tim gấu gan báo, dám động ta người. Nhậm trường sinh băng lãnh âm thanh vang lên. Chương 45 Một đám cặn bã Nguồn Mê truyện audio.com Trường sinh đại ca, Trung Châu Tần Gia chính là cổ tộc, bọn họ có cổ lão huyết mạch truyền thừa tại thân, ngươi mặc dù là văn đạo thánh nhân truyền nhân, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ kiên kỵ ngươi, thậm chí khả năng cơ linh nhi trong mắt, có chút tối nhạt. Cổ tộc lại như thế nào? Động ta người, cái kia chính là muốn chết, lão tử quản hắn là cổ tộc vẫn là cái gì, hôm nay phải đem hắn long đều rút. Nhậm trường sinh thanh âm lạnh lùng vang lên. Trường sinh đại ca. Cơ linh nhi trong mắt tràn đầy cảm động, trung châu tần gia A, nối tới đến ủng hộ hắn phụ hoàng, vì đại tần quốc đô thỏa hiệp, không nghĩ tới nhậm trường sinh, lại đứng dậy. Đi thôi. Nhậm trường sinh mang theo cơ linh nhi, hướng đại điện đi đến nhậm trường sinh ngược lại muốn nhìn xem cái này trung châu tần gia là cái gì trứng dạng trên đại điện làm sao còn chưa tới tần châu trong mắt dâng lên một vệt không kiên nhẫn tiến đến triệu hoán cơ linh nhi người đâu đã đi gần nửa canh giờ cái này triệu hoán người cùng cơ linh nhi người nào cái bóng đều không có gặp một cái tần châu hiền chất đừng nóng vội tần đế hít sâu một hơi để cơ linh nhi đi trung châu tần gia trong lòng cũng của hắn không nguyện ý nhưng vì đại tần đế quốc hắn đúng là bất đắc dĩ a chân long chi hồn Quá mạnh. Không có chúng châu tần gia tương trợ, đại tần đế quốc tất vong. Tần đế, các ngươi tốt nhất đừng có đùa cái gì nhiều kiểu, chân long chi hồn đáng sợ, chắc hẳn ngươi cũng biết, nếu là không có chúng ta tương trợ, ngươi đại tần đế quốc liền đợi đến diệt vong đi. Thiếu niên thần sắc cười lạnh đường. Ngươi. Tần đế trong mắt vô cùng phẫn nộ. Trên đại điện, còn lại đại tần đế quốc đệ tử, giờ phút này cũng nguyên một đám nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm thiếu niên này. Tần Châu đây là tại áp chế đại tần đế quốc trường sinh tiên nhân ngươi không thể đi vào ngươi thật không thể đi vào tần đế ngay tại tiếp đãi trung châu khách quý ngươi không thể đi vào a à? lão tử vì cái gì không thể đi vào không phải liền là trung châu tần gia lão tử ngược lại muốn đi nhìn một chút cái này khiến tần đế nịnh bợ đồ vật là cái gì trứng dạng Ngươi còn chưa tới một đoạn hùng hùng hổ hổ thanh âm đã truyền đến trên đại điện tần đế trên mặt tối đen thiếu niên tần châu thần sắc cũng trầm xuống tần gia cái gì trứng dạng cái này ai lớn gan như vậy dám nói lời này phanh. Vào thời khắc này, cửa đại điện, trực tiếp bị đá bay, chỉ thấy một vị thiếu niên, hướng trong đại điện đi tới, thiếu niên sau lưng, chính là đi triệu hoán cơ linh nhi nam tử. Nam tử mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn ngăn cản một đường A, cũng là ngăn không được nhậm trường sinh. Trường sinh tiểu hữu, ngươi cũng tới. Chủ tọa phía trên, tần đế vẻ mặt tươi cười đứng lên. Lão tử đã tới. Nhậm trường sinh đi hướng giữa đại điện. Quét tần đế liếc một chút, nhậm trường sinh hai con mắt, rơi vào trung ương một già một trẻ trên thân. Trường sinh tiểu hữu đến đây, còn không mau mau ban thưởng ghế ngồi. Tận đế quát lớn. Đúng đúng. Một bóng người, vội vàng chuyển đến một thanh ghế lớn. Bái kiến phụ hoàng. Nhậm trường sinh sau lưng, cơ linh nhi hơi hơi hành lễ. Theo cơ linh nhi đứng ra, tần châu trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên. Trước mắt cơ linh nhi, thân thể thước tha, một thân chân lòng quý khí, khiến người ta không dám khinh nhờn, nhưng cái này hết lần này tới lần khác, lại có thể kích thích trong lòng nam nhân chinh phục cảm giác. Không tệ, nàng xứng với ta." Tần Châu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đường. Bắt đầu hắn. Còn có chút không tình nguyện, nếu không phải cơ linh nhi truyền thừa chân long chi nhãn, hắn không có khả năng đi tới nơi này đại tần đế quốc, nhưng xem xét cơ linh nhi, Tần Châu trong lòng sướng rồi. Gia nhân tuyệt sắc như vậy, đến một chuyến, vậy tuyệt đối không lỗ. "U a, tiểu tử ngươi chính là cái gì Tần gia đệ tử a?" nhậm trường sinh nhìn lấy tần châu thanh âm lạnh lùng nói tiểu tử này cũng là đến đào chính mình gốc tường xem ra cũng không sao thế a à, muốn nói đặc biệt cái kia chính là một đôi lỗ mũi lại là triêu thiên chính là ta tần châu lông mày nhíu lại hắn giờ phút này hai con mắt cũng nhìn về phía nhậm trường sinh trước mắt nhậm trường sinh trên thân tiên khí lượng lờ đó là tứ kiếp phía trên tán tiên đặc thù trẻ tuổi như vậy tứ kiếp tán tiên đây quả thật là hiếm thấy nhưng ở hắn tần gia đệ tử trong mắt cái này cũng không tính là gì. Tần gia tán tiên, không biết bao nhiêu, đừng nói tứ kiếp, cửu kiếp trở lên tán tiên, vậy cũng không ít. Tần Châu hiền chất, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Trường Sinh tiên nhân, Trường Sinh tiên nhân có thể khó lường, có văn thánh truyền thừa tại thân. Tần Đế liền vội vàng tiếng lên cười nói. Văn thánh truyền thừa? Tần Châu nhẹ gật đầu, văn thánh truyền thừa, cái này quả thật không tệ, bất quá cùng hắn Tần gia chân long huyết mạch so ra, vậy coi như kém xa. Mà lại văn thánh lực công kích yếu a à, ngươi rất không tệ ta tần châu bên người ngược lại là thiếu khuyết một cái người hầu muốn là ngươi nguyện ý thần phục với ta ta có thể nhận lấy ngươi nhìn lấy nhậm trường sinh tần châu thần sắc lãnh ngạo nói cái gì nhậm trường sinh nhìn lấy tần châu hơi sững sờ hắn thiếu khuyết một cái người hầu gọi mình thần phục hắn mẹ nó đoạt hắn lời kịch làm sao ngươi còn không nguyện ý hay sao ngươi cũng đã biết cửu châu phía trên bao nhiêu ngũ kiếp phía trên tán tiên muốn nhập ta tần gia chỉ vì làm cái hạ nhân ngươi có thể may mắn chọn trúng, đó là phúc khí của ngươi. Thiếu niên ngạo nghễ đường. Đậu phộng. Nhậm trường sinh trong lòng, giận nổi giận lên, ngươi mẹ nó còn thật cho là mình lên trời hay sao? Làm ngươi hạ nhân, hay là của ta phúc khí? Tiểu tạp mau, ai cho ngươi dũng khí? Trên đại điện, nhậm trường sinh thanh âm tức giận vang lên. Nhậm trường sinh nổi giận a, à, hắn hôm nay đến, là đến hỏi tội. Này cũng tốt, kém chút chính mình thành người ta người hầu. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên một mặt ngay người nhìn lấy nhậm trường sinh, hắn tự hồ nghĩ không ra, nhậm trường sinh sẽ nói ra những lời này đến, dù sao chỉ cần hắn nhất lên trung châu tận gia, người nào không được cung cung kính kính. Lão tử nói ngươi cái này tạp mau, dũng khí từ đâu tới. Còn có, cơ linh nhi là nữ nhân của lão tử, con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta xa một chút. Tiến lên một bước, nhậm trường sinh lạnh lùng nói. Trường sinh đại ca. Nhậm trường sinh sau lưng, cơ linh nhi đỏ bừng cả khuôn mặt nàng cũng không nghĩ tới nhậm trường sinh sẽ trước mặt mọi người như thế bá đạo nói thẳng nàng là nữ nhân của mình bất quá cảm giác này thật hạnh phúc cái này cái này cái này trên đại điện tần đế thân thể rung một cái đảm nhiệm lớn lên sinh lúc đi ra là hắn biết chuyện xấu hôm qua hắn để cơ linh nhi đi hầu hạ nhậm trường sinh không chừng đã xảy ra chuyện gì hôm nay nhậm trường sinh nộ khí mà đến tần đế là muốn cứu vãn nhưng đáng tiếc là vẫn là lật xe, nhậm trường sinh cái kia thanh âm tức giận, để tần châu cả người sắc mặt, đều tái rồi. Tiểu tạp mau. Cái này người nào dám như thế xưng hô hắn A, à, gọi hắn lăng. Trước mắt nhậm trường sinh, đây tuyệt đối là đệ nhất nhân. Chữ giỏi lắm, chữ giỏi lắm, lão tử đã sớm muốn như thế mắng. Trường sinh tiên nhân chữ giỏi lắm A. À. Trên đại điện, một đám tần quốc đệ tử, giờ phút này nguyên một đám trong lòng thoải mái vô cùng. Mẹ nó, cái này Tần Gia Tiểu Tạp mau quá phách lối, muốn không phải không có người nào cho bọn hắn dũng khí. Bọn họ đã sớm đi ra mắng lên. Nhậm Trường Sinh cái này một mắng, đó là mắng kinh thiên động địa, mắng đến trong tâm khảm của bọn họ, Nhậm Trường Sinh cũng là bọn họ thần tượng trong lòng. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi dám mắng ta?" Tần Châu lấy lại tinh thần, thần sắc âm trầm nói. "Làm sao?" "Ngươi nghe không hiểu, Tiểu Tạp mau, nhìn không ra ngươi còn yếu trí." lão tử chẳng những mắng ngươi, còn hỏi đợi cả nhà ngươi, ngươi chẳng những là cái nhược trí, cha ngươi vẫn là người tàn phế, dưỡng ngươi lớn như vậy, cũng không dạy dỗ ngươi, để ngươi đi ra cắn người linh tinh. Còn có ngươi cái này lão tạp mau, ngươi cũng không chiếu soi gương, như thế cao tuổi rồi đều muốn tiến quan tài, cũng theo hậu bối đi ra đoạt nữ nhân, cái gì trung châu tần gia, ta xem là một ổ thổ phỉ, một đám cặn bã. Nhậm trường sinh chỉ hai người cái mũi, đau mắng lên. Chương 46 Dùng tiên khí đập chết ngươi Nguồn mê truyện audio com Ngươi 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 ngươi. Nhìn lấy nhậm trường sinh, tần châu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, hắn giờ phút này, tức giận một câu cũng nói không nên lời, người chung quanh, giờ phút này cũng nhìn trận mắt hốc mồm. Ngươi cái gì ngươi, tiểu tạp mau, hôm nay gia gia không đem ngươi lông đều rút, cái kia gia gia chính mình cắt mất một cái trứng, ngươi tin hay không? Nhậm trường sinh mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đường. Cung vọng. Thiếu niên thanh âm tức giận vang lên. Chính mình cắt trứng, mà tàu trường sinh tiên nhân không hổ là tiên nhân liền cái này ác độc như vậy lời thề cũng có thể phát ra tới ngươi nhìn linh nhi công chúa mặt đỏ rần ha 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 trên đại điện mọi người nhìn không được bật cười mà cơ linh nhi cũng xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng nhằm trường sinh mắng chửi người không khỏi quá lưu manh một chút bất quá nàng rất thích a à. tiểu tử ngươi có biết ta là ai không tần châu hít sâu một hơi ngăn chặn tức giận trong lòng âm thanh lạnh lùng nói không có ý tứ không biết Nhậm Trường Sinh hơi hơi phất tay. Không biết, tiểu tử, ngươi cũng đã biết hôm nay ngươi đắc tội người nào. Bổn công tử chính là Trung Châu cổ tộc Tần gia đệ tử, đắc tội ta Tần gia, cái kia chính là tử tội. Nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, thiếu niên nghiêm nghị nói: "U à, rất sợ đó a." À. Nhậm Trường Sinh khóe miệng dương lên, câu nói này cùng hắn nói nhiều người, nhưng những cái kia người, mộ phần cỏ đã rất cao, có chút liền thi thể cũng không tìm tới. Muốn chết. Tần Châu cũng nhịn không được nữa. Oanh hiếu niên trên thân, từng đạo từng đạo đáng sợ khí tức, cuồn cuộn mà ra. Người này sau lưng, có thể nhìn đến một đầu thần long biến ảo mà ra, cái kia thần long nhìn xuống đại điện, trong mắt xem thường vô biên. Không tốt, là tầng gia chân long huyết mạch. Thật mạnh uy áp, mau lui lại. Trường sinh tiên nhân có thể ngăn trở cái này tiểu tạp mau sao? Ta cũng không hy vọng Linh Nhi công chúa bị cái này tiểu tạp mau mang đi, chỉ có trường sinh tiên nhân, cùng Linh Nhi công chúa mới là trời sinh một đôi. Toàn bộ trên đại điện, trong mắt mọi người kinh hãi chính là vô cùng không tốt. Tần đế sắc mặt, cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chân lông huyết mạch. Đây chính là toàn bộ hồng vân đại lục phía trên, bài danh trước mấy cái huyết mạch một trong. Có thể nói, không có mấy người, dám đối kháng tần gia chân lông huyết mạch. Ông ông. Thiếu niên trên thân, tiên khí lượng lờ, thiếu niên này tu vi, cũng đạt tới tứ kiếp tán tiên chi cảnh, tiên khí vận quanh thần long càng là uy thế vô song. Không tệ. Nhậm trường sinh hai con mắt nhíu lại. Trường sinh đại ca, cơ linh nhi lo lắng thanh âm truyền đến cổ tộc tần gia cái này thật sự là thật là đáng sợ bọn họ liền như là một tòa núi lớn đặt ở đại tần đế quốc trên không dù là nhậm trường sinh cũng yêu nghiệt vô cùng nhưng cơ linh nhi trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng ngươi lui xuống trước đi cái này tiểu tạp mau giao cho ta nhậm trường sinh quay đầu cười híp mắt nói chân long huyết mạch hôm nay liền xem như chân long buông xuống tại hắn nhậm trường sinh trước mặt cái kia cũng vô dụng tiểu tử, ngươi làm sao không khoa trương? Tại ta chân long huyết mạch trước mặt, coi như ngươi cũng là tứ kiếp tán tiên, hôm nay ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Nhìn lấy nhậm trường sinh, tần châu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đường. Đối tại thực lực của mình. Tần châu rất tự tin, cùng cảnh giới bên trong, hắn là vô địch tồn tại, cho dù là vượt cấp mà chiến, vậy cũng không khó, chân long huyết mạch, cũng là mạnh như vậy. Thật sao? Nhậm trường sinh trên thân, khí tức lan tràn ra. Độ kiếp viên mãn. Trên đại điện, mọi người hơi hơi sửng sốt một chút, trước mắt nhậm trường sinh, khí tức trên thân vậy mà độ kiếp viên mãn chi cảnh, liền đại thừa, đều không có đạt tới. Ha ha ha. Tần Châu nhịn không được phá lên cười, vừa mới hắn nhìn đến nhậm trường sinh trên thân tiên khí lượng lợ, còn tưởng rằng nhậm trường sinh giống như hắn, cũng là tứ kiếp tán tiên. Nhưng ai biết? Nhậm trường sinh tu vi, mới độ kiếp chi cảnh. Một người độ kiếp cảnh. Cái này liền một kiếp tán tiên đều không bằng A, ở trước mặt của hắn, càng là như là con kiến hôi đồng dạng thiếu niên tự tin, chính mình dễ dàng, thì có thể giải quyết rơi nhậm trường sinh. Nguyên lai ngươi mới độ kiếp cảnh, một con dung dế, cũng dám ở ta tần châu trước mặt làm càng, quỳ xuống cho ta. Lạnh lẽo âm thanh vang lên. Thiếu niên trên thân, tứ kiếp tán tiên uy áp, cuồn cuồn mà đến. Âm âm. Đại điện rung rẩy, tự hồ muốn vỡ vụn đồng dạng. Trên đại điện không ít tầng quốc đệ tử, giờ phút này nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trắng xám. Tứ kiếp tán tiên. Lại thêm đáng sợ chân long uy áp, thiếu niên đứng ở nơi đó bất động hắn đáng sợ uy thế liền đủ để cho trong lòng mọi người lên không nổi chút nào đấu chí tới chấn thiên bia oanh nhưng ngay tại thiếu niên vô cùng đắc ý lúc đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa một trăm trượng thiên môn mà cổng trời không có chút nào do dự hướng thiếu niên đỉnh đầu nền xuống đây là cái gì thiếu niên thần sắc kinh hãi cúc ngay cho ta phanh va chạm kịch liệt truyền đến thân thể thiếu niên đụng bay ra ngoài thân thể thiếu niên đụng nát đại điện vách tường trực tiếp bay ra ngoài. Thiếu chủ. Thiếu niên sau lưng lão giả, thần sắc biến đổi lớn. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới ta tự hồ thấy được một chiếc cổng trời, chẳng lẽ là trường sinh tiên nhân mở ra thiên môn, thiên môn đem tầng gia cái này tiểu tạp mau cho tay. Cái gì thiên môn, đó là chấn thiên bia, là trường sinh tiên nhân tiên khí, liền cái này cũng không nhận ra, uổng cho ngươi đêm qua còn tại di hồng viện thổi chính mình nhận biết trường sinh tiên nhân. Trên đại điện, nghị luận âm ý, đại điện bên ngoài. Khụ 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 một bóng người chật vật đứng lên người này chính là tần châu thời khắc này tần châu khóe miệng từng tia từng tia máu tươi tràn ra tới tần châu trong mắt càng là âm lãnh vô cùng tiên khí hắn bị nhậm trường sinh âm hắn không nghĩ tới một người độ kiếp con kiến hôi trong tay còn có tiên khí tồn tại hơi không chú ý trực tiếp bị tiên khí đụng bay ra ngoài tiểu tạp mau cảm giác như thế nào trào phúng thanh âm truyền đến trong đại điện nhậm trường sinh nghênh ngang đi ra nhậm trường sinh sau lưng đi theo tần đế thời khắc này tần đế nhìn không được khóe miệng cũng co quắp một chút đây chính là cổ tộc tần gia người a ngươi lão liền không thể nhẹ nhàng một chút vòng lên tiên khí thì nền tiểu tử ngươi đáng chết vào thời khắc này giọng nói lạnh lùng vang lên thiếu niên bên cạnh lão giả mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn lấy nhậm trường sinh theo người này hai con mắt cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến bác kiếp tán tiên nhậm trường sinh nhìn lấy người này đỉnh đầu số liệu lão giả này tu vi vậy mà đạt đến bát kiếp tán tiên trình độ phải biết tán tiên thập nhị kiếp. Phía trước mấy cái kiếp, vậy còn không khó, nhưng một khi tiến vào lục kiếp phía trên, một kiếp sau một kiếp đáng sợ, có thể đạt tới bát kiếp, càng là vô cùng kinh khủng. Có thể nói, bát kiếp tán tiên, cái kia chính là lục địa tiên nhân. Hoàng lão, để ta tự mình tới. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Châu đứng lên, hai tròng mắt lạnh như băng, lần nữa nhìn về phía nhậm trường sinh. Bởi vì cái gọi là, từ nơi nào té ngã, thì từ nơi nào đứng lên tự nhận là thiên kiêu hắn, há có thể dễ dàng tha thứ, chính mình thua ở nhậm trường sinh trong tay. Tiểu tạp mau, ngươi còn muốn tìm quốc. Nhậm trường sinh nhìn lấy tần châu, một mặt cười hiếp mắt nói. Không phục. Cái kia tốt. Đánh tới chịu phục đến. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 47 Chịu phục không? Nguồn Mê truyện audio com Buông Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi có tiên khí, bổn công tử liền không có. Bồn lôi kiếm Quát lạnh một tiếng, tay của thiếu niên bên trong, một thanh màu tím sắc kiếm xuất hiện, theo thanh kiếm này xuất hiện, thiếu niên sau lưng, từng đạo nổ tiếng sấm vang lên. Đồng thời, một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt từ thiếu niên trên thân lan tràn ra bôn lôi kiếm cửu phẩm tiên khí tiên khí nhậm trường sinh nở nụ cười cùng hắn so tiên khí cái này tần châu thật đúng là chính mình tìm tai vạ không nói còn lại tiên khí hắn nhậm trường sinh thật không thiếu bôn lôi kiếm nô dịch cửu thiên tiên lôi đoán tạo mà thành hắn có biển sâu lôi thạch vạn năm huyền băng ngàn năm gỗ trầm hương vạn năm tiên tinh tần châu tay cầm tiên khí trong mắt mang theo một vẹp si mê Tần Châu nói mỗi một vật. Cái kia càng làm cho mọi người kinh tháng không thôi, những vật này, mỗi một dạng, cái kia đều vô cùng trân quý. Tầm thường tán tiên, chung thân đều khó mà tìm tới một kiện. Không đối lý là cổ tộc Tần Gia, cũng chỉ có Tần Gia mới có thể tìm được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đoán tạo ra tuyệt thế tiên khí đến. Không sai ai. Không biết trường sinh tiên nhân còn có thể ngăn trở hay không tiểu tử này. Mọi người thấy nhậm trường sinh, trong mắt có chút lo lắng. Tần đế đứng tại nhậm trường sinh sau lưng, há to miệng tự hồ muốn nói cái gì nhưng giờ phút này lại một câu cũng không có nói ra sự tình đã náo thành dạng này liền xem như hắn hiện đang sợ là cũng khó có thể thu tràn bôn lôi kiếm kiếm như bôn lôi ông ông thiếu niên đùa nghịch ra một cái kiếm hoa sau một khắc thiếu niên tay cầm bôn lôi kiếm bay thẳng đến nhậm trường sinh phóng đi bôn lôi kiếm những nơi đi qua lôi điện kiếm khí chớp mắt đã tới phốc phốc người còn chưa tới nhậm trường sinh bên hông y phục bể nát một khối không tệ a à. nhậm trường sinh hai con mắt nhíu lại sau một khắc nhậm trường sinh lại nở nụ cười phi thiên thần hổ rống rống theo nhậm trường sinh tiếng quát khẽ một đầu bạch hổ xuất hiện tại nhậm trường sinh bên cạnh bạch hổ chỉ có một con chó nhỏ lớn nhỏ bạch hổ trên lưng còn mọc ra một đôi cánh nếu không phải cái kia bạch hổ đầu chữ vương sợ là vẫn chưa có người nào biết đây là một con cọp. đây là cái gì nhìn đến bạch hổ xuất hiện tần châu trong mắt chợt lóe sáng nhưng một lát này trong thân thể tiên nguyên lực điên cùng hướng bôn lôi kiếm mãnh liệt mà ra hắn giờ phút này muốn một kiếm giết nhầm trường sinh hắn muốn nói cho tất cả mọi người hắn cổ tộc tần gia đáng sợ đến mức nhầm trường sinh trước người cái kia màu trắng tiểu cẩu cái này hắn thấy nhiều nhất là một đầu độ kiếp cảnh yêu thú dù sao nhầm trường sinh tu vi cũng liền độ kiếp cảnh nhầm trường sinh sủng thú có thể cao đi nơi nào trường sinh tiên nhân mọi người cũng kinh hô lên, nhìn đến tầng châu đánh tới, thời khắc này nhậm trường sinh, lại còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, như thế, tự hồ sợ choáng ván một bản. Không tốt. Tần đế chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Nhưng sau một khắc, tần đế cứng nguyên địa. Cái kia màu trắng tiểu cẩu trên thân, một cổ để hắn hoảng sợ lực lượng, đột nhiên lan tràn ra. Cổ lực lượng kia, để thân thể của hắn, cứng ngắc tại nguyên chỗ. cửu kiếp tán tiên. Tần đế bờ môi, hơi hơi nhuyễn bỗng nhúc nhích. Ba ngay tại tất cả mọi người coi là nhầm trường sinh hẳn phải chết không nghi ngờ lúc ngay tại tần châu coi là nhầm trường sinh không chết cũng muốn trọng thương lúc chỉ thấy cái kia màu trắng tiểu cẩu duỗi ra móng vuốt tùy ý hướng hư không vỗ một cái cái kia bôn lôi kiếm đập bay ra ngoài phốc tần châu trong miệng máu tươi thẳng bắn ra bôn lôi kiếm cùng hắn tâm thần tương liên bôn lôi kiếm bị đập bay ra ngoài tinh thần của hắn nhận lấy cực lớn chấn động ông ông cái kia thanh bôn lôi kiếm đường đường tiên khí giờ phút này lại rơi trên mặt đất trung rẩy. Bông lôi kiếm phía trên quang mang, giờ phút này cũng ảm đạm không ánh sáng, như thế, tự hồ là bị đập mộng bức. Cái này sao có thể? Tần Châu nhìn lấy nhậm trường sinh, trong mắt kinh hải chính là vô cùng. Làm sao có thể? Đây chính là tiên khí A, hơn nữa còn là hắn cái này tứ kiếp tán tiên tay cầm tiên khí toàn lực nhất kích, hắn làm sao có thể bị bại như thế triệt để? Trở về. Nhậm trường sinh bên cạnh, phi thiên thần hổ một mặt nịnh nọt chạy trở về ghé vào nhậm trường sinh bên cạnh phi thiên thần hổ dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng người nào cũng không nghĩ ra vừa mới đánh bay bôn lôi kiếm cũng là phi thiên thần hổ thiếu chủ lão giả một cái lắc mình ngăn tại thiếu niên trước người cái kia màu trắng chó không đơn giản phốc thiếu niên trong miệng lần nữa phun ra một nguồn máu tươi hắn giờ phút này rốt cục nhớ tới vừa mới đánh bay hắn kiếm cũng không phải nhậm trường sinh mà chính là cái kia màu trắng tiểu cẩu hắn giờ phút này mới phát hiện cái kia màu trắng tiểu cẩu khí tức, liền hắn đều nhìn không thấu. Phi thiên thần hổ. Lão giả trong mắt quan mang tăng vọt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Người nào thấy được, thấy được mời nói một chút. Ta thấy được, ta nhìn thấy trường sinh tiên bên người thân cái kia tiên thú một bàn tay đem buông lôi kiếm đánh bay, kiếm kia bây giờ còn đang mặt đất trung rẩy đâu. Tiên thú, là cái gì chỉ màu trắng chó sao? Con mẹ nó ngươi đến cùng đọc qua sách không có, đó là bạch hổ thần thú, là thần thú. Nhậm trường sinh sau lưng, một đám tần quốc đệ tử, nghị luận âm ý, thậm chí mấy cái người đệ tử thảo luận nhậm trường sinh phi thiên thần hổ lúc, còn kém chút đánh nhau. Thật là khủng khiếp. Tần đế hít sâu một hơi. Cửu kiếp tán tiên. Hắn thừa nhận, hắn xem thường nhậm trường sinh, bên người mang theo cửu kiếp tán tiên tiên thú, nhậm trường sinh khẳng định là cổ tộc nhậm gia người, hơn nữa còn là nhậm gia, nhân vật trọng yếu. Rất có thể. Là đời tiếp theo gia chủ cái gì? Chịu phục không? Nhậm trường sinh hí ngược âm thanh vang lên, muốn dùng bôn lôi kiếm thương tổn hắn. Nhậm Trường Sinh đã sớm đoán được. Tay cầm bôn lôi kiếm Tần Châu, chính mình cầm lấy chấn thiên bia, khẳng định cũng phải bị chấn thương. Cho nên Nhậm Trường Sinh trực tiếp triệu hoán ra phi thiên thần hổ. "Ngươi?" Tần Châu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, thể nội khí huyết mãnh liệt, thật lâu Tần Châu mới trấn áp xuống. "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đắc tội Tần gia là kết cục gì. Dù là ngươi có tiên thú thủ hộ, có tiên khí hộ thể, vậy cũng đồng dạng muốn chết." lão giả nhìn lấy nhậm trường sinh thanh âm âm lãnh đường a à, nhậm trường sinh hai con mắt nhìn về phía lão giả nhìn ngươi bộ dáng nguyên lai là con chó ngươi gia chủ tử đều không nói chuyện hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi con chó này như thế nào để cho ta chết nhậm trường sinh thanh âm đạm mạc vang lên muốn hắn chết bác kiếp tán tiên lại như thế nào hôm nay lão nhân này dám động thủ nhậm trường sinh không ngại để phi thiên thần hỗ trực tiếp đem lão nhân này làm chết ở chỗ này chó lão giả trong mắt, sát ý tăng vọt. Hắn nhưng là bát kiếp tán tiên, tại tầng gia bên trong, địa vị cũng tôn sùng vô cùng, nếu không phải thiếu niên bên cạnh thân phận đặc thù, hắn há sẽ đích thân đến đây hộ tống. Oanh! Nhưng vào thời khắc này, để cung chỗ sâu, một đạo rung động dữ dội, đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, có thể nhìn đến một cổ đáng sợ hắc ám lực lượng, theo đế cung chỗ sâu, cùng cùng mà đến. Không tốt. Tần đế thần sắc, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chân lông chi hồn. Không trấn áp được. Ha ha ha. Cái này là Chân Long chi hồn, Tần Đế, ta ngược lại muốn nhìn xem, hiện tại người nào cho ngươi trấn áp cái này Chân Long chi hồn, không có ta Tần gia tương trợ, ngươi Tần Quốc tất vong. Nhìn đến hư không cái kia cùng cùng hắc ám chi lực, Tần Châu đột nhiên cùng tiếu lên. Nghe được tiếng cười kia, Tần Đế thần sắc cũng trong nháy mắt trầm xuống. Tần Quốc. Xong. Chương 48. Lăn ra Tần Quốc. Nguồn. Mê truyện audio.com. Là Chân Long chi hồn ta đại tần đế quốc chân long chi hồn sao lại ra làm gì nghe nói chân long chi hồn bị hắc ám chi lực xâm nhập một khi chạy ra đến ta đại tần đế quốc đem sinh linh đồ tháng tử thương vô số làm sao bây giờ trên đại điện một đám đại tần đế quốc đệ tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhật xuống tới đây chính là chân long chi hồn a à, ai có thể ngăn trở âm âm nhưng vào thời khắc này hư không bên trong hai đạo mênh mông khí tức truyền đến chỉ thấy hai vị lão giả xuất hiện ở trong hư không hai vị trên người lão giả tiên nguyên lực cuồng cuộn. Ông ông. Tiên nguyên lực dưới, cái kia đáng sợ hắc ám chi lực bị chặn. Là ta đại tần quốc lão tổ, đó là nhị tổ cùng tam tổ, bọn họ chặn chân long chi hồn. Nhị tổ cùng tam tổ chính là ngũ kiếp tán tiên, bọn họ khẳng định có thể ngăn trở chân long chi hồn, ta đại tần đế quốc được cứu rồi. Theo hai vị lão giả ngăn trở cái kia đáng sợ hắc ám chi lực, tần quốc đệ tử hoang hô lên. Trước đại điện, Nhậm Trường Sinh cũng nhìn về phía hư không lão giả, Nhậm Trường Sinh bên cạnh, tần đế sắc mặt có chút âm trầm. Đại tần quốc, thật chẳng lẽ muốn diệt vong hay sao? Người khác không biết, nhưng tần đế thế nhưng là rõ ràng vô cùng, nhị tổ cùng tam tổ nếu là có thể ngăn trở cái này chân long chi hồn, cái kia cần gì phải, tìm cổ tộc tần gia. Hai cái ngũ kiếp con kiến hôi, cũng muốn ngăn trở chân long chi hồn. Thật sự là buồn cười, chân long chi hồn bản thể, đây chính là kim tiên cường giả, hôm nay các ngươi đều phải chết. Tần châu thanh âm phách lối vang lên. Trường sinh đại ca. Nhậm trường sinh sau lưng, cơ linh nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng đừng sợ nhậm trường sinh thanh âm trầm thấp vang lên nhìn lấy hư không chân long chi hồn nhậm trường sinh trong mắt ngược lại dâng lên một vệt nóng rực nguyên bản nhậm trường sinh còn muốn các loại mấy ngày tìm một cơ hội đi chiếu cố cái này chân long chi hồn không nghĩ tới con hàng này chính mình muốn chết ngược lại trước ra đến rồi đại tần khí vận lãnh ngạo thanh âm tại hư không vang lên hư không hai vị lão giả điên cuồng đánh ra ấn quyết một lát chỉ thấy một tầng kim sắc lực lượng, theo đế cung dân lên, những lực lượng này, tại hư không tạo thành một đầu kim long. Khí vận kim long. Nhậm trường sinh trong mắt sáng lên, đại tầng đế quốc chính là nam vực xếp tại trước mấy cái đại thế lực. Hắn hội tụ khí vận, hào hãn vô biên, cái này khí vận, đã có thể hình thành khí vận kim long, vì đại tầng đế quốc chống cự ngoại địch. Tần gia, các ngươi nô dịch bổn tọa trên trăm vạn năm, hôm nay các ngươi đều đáng chết. Thanh âm tức giận, theo cái kia đế cung chỗ sâu truyền đến, từ xa nhìn lại chỉ thấy toàn bộ đế cung chỗ sâu đều biến thành một mảnh đen kịt hắc ám chi lực điên cuồng tùy ý thẳng có thể chứa sao nhậm trường sinh trong miệng lắp bắp nói cái kia hắc ám chi lực tuy nhiên đáng sợ nhưng nhậm trường sinh lại không để ý trừ phi xuất hiện vượt qua tán tiên cường giả bằng không mà nói nhậm trường sinh đều không sợ nát oanh một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến cái kia đế cung chỗ sâu đột nhiên bay ra một cái mấy chục trượng đen nhánh móng vuốt lao thẳng tới khí vận kim long cái kia móng vuốt rơi tại khí vận kim long phía trên trực tiếp đem kim long đập bay ra ngoài ngao ô cái này đại tần đế quốc khí vận kim long cứ như vậy tán loạn phốc phốc hư không hai vị lão giả trong miệng máu tươi thẳng bắn ra hai người sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng xám vô cùng khí vận kim long là hai người lấy đại trận tụ đến kim long tán loạn hai người tâm thần cũng nhận liên lụy ha 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 không cần uổng phí sức lực, chân long chi hồn coi như không có bản thể, thực lực của hắn cũng đủ để có thể so với thất kiếp tán tiên, người nho nhỏ tần quốc, không có khả năng ngăn trở, chờ lấy diệt vong đi. Nhìn đến hai vị lão giả thụ thương, tần châu trong lòng thoải mái vô cùng, đây chính là cùng hắn đối nghịch xuống tràn, hắn muốn nhìn lấy tần quốc, là như thế nào diệt vong. Cái này tiểu tạp mau, tìm đánh A. Nhầm trường sinh trừng tần châu liếc một chút. Xem ra vừa mới phi thiên thần hổ cái kia nhất trảo con, đập vẫn là nhẹ điểm, con hàng này còn dám ra đây kêu gào đụng chút. Hai đám hắc ám chi lực, theo đế cung chỗ sâu mà đến. Sau một khắc, hai vị lão tổ, té bay ra ngoài. Hai vị hoàng thúc. Tần đế thần sắc kinh hải. Tần gia, các ngươi đều đáng chết. Thanh âm tức giận vang lên, tại mọi người rung động trong thần sắc, chỉ thấy đế cung chỗ sâu. Một đầu hắc long theo hắc ám chi lực bên trong, từ từ leo ra. Cái kia hắc long Trọng vẹn mấy trăm trượng. Hắc Long hai con mắt, thành quỷ dị màu tím, đáng sợ Long Uy, giờ phút này bao phủ lại toàn bộ đế đô. Toàn bộ đại tần đế đô tất cả mọi người, đều quỳ trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy. Đại tần đế quốc chân Long Chi Hồn, đây chính là đại tần đế quốc hộ quốc thần thú, tại sao lại biến thành, trước mắt cái này đáng sợ Hắc Long. Ta liều mạng với ngươi. Tần đế trong mắt, lửa giận ngập trời. Tần quốc. Thật muốn vong sao. Ngu xuẩn. Nhìn lấy muốn đi cùng chân Long Chi Hồn liều mạng tần đế, nhậm trường sinh hừ lạnh một tiếng. Nhậm Trường Sinh. Tần Đế thân thể chấn động, lập tức một đôi ánh mắt lạnh lùng nộ khí nhìn lấy Nhậm Trường Sinh. Giờ phút này Tần Quốc đều muốn diệt vong, Nhậm Trường Sinh còn nói như thế. Ha ha ha. Nhậm Trường Sinh nói không sai, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi đi, đó cũng là chịu chết, Tần Đế, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cầu ta, đồng thời đem cơ linh nhi đưa cho ta làm tiểu thiếp, ta có thể đáp ứng ngươi, có thể đem cái này Chân Long chi hồn thu phục. Nhìn lấy Tần Đế, Tần Châu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, giờ phút này hắn cảm thấy mình cần phải đứng ra hắn muốn nói cho tất cả mọi người hắn cổ tộc tần gia đáng sợ không có hắn cổ tộc tần gia hôm nay tần quốc ai cũng cứu không được ta tần đế thần sắc ảm đạm vô cùng tần quốc đã không có đường lui tiểu tử nhưng vào thời khắc này tần đế hai con mắt lại rơi tại nhậm trường sinh trên thân tần đế nhậm trường sinh có chút dừng lại tần đế trong mắt nhậm trường sinh thấy được một cổ xem chết đồng quy tần đế, ngươi cầu ta à? Tần châu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, tần đế, khẳng định sẽ quỳ xuống cầu hắn, toàn bộ đại tần quốc, hiện tại chỉ có hắn tần châu, mới có thể cứu phía dưới đại tần quốc. Tiểu tử, ta hy vọng, ngươi có thể đủ tốt tốt đối đại linh nhi. Tần đế hai con mắt, rơi vào cơ linh nhi trên thân. Trong mắt của hắn, mang theo một vệt hiền lành. Phụ hoàng. Cơ linh nhi nước mắt, nhìn không được rơi xuống. Ngươi yên tâm, ngươi không nói lời này, ta cũng sẽ thật tốt đối đại linh nhi, ta nhậm trường sinh nữ nhân nàng cũng là giữa thiên địa nữ hoàng người nào cũng không thể động nhậm trường sinh thần sắc lãnh ngạo nói hảo tiểu tử tần đế trên mặt dâng lên một vệt nụ cười tần đế còn không quỳ xuống cầu ta im miệng tần đế hai con mắt bắn thẳng đến tần châu ban đầu vốn còn muốn muốn nói cái gì tần châu giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy tần đế tần đế dám gọi hắn im miệng ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì tần châu âm thanh lạnh lùng nói trong lòng của hắn, lửa giận đang thiêu đốt, bắt đầu là nhậm trường sinh, hiện tại là tần đế, cái này nho nhỏ tần quốc, lại có hai người, dám như thế xem thường hắn. Bản đế đương nhiên biết. Tần đế thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi, cút cho ta, lăn ra tần quốc. Cút. Sau một khắc, tần đế thanh âm lạnh lùng vang lên. Chương 49. Hắn, là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta sao? Nguồn. Mê truyện audio.com Đã bao nhiêu năm? bọn họ đầu này cổ tộc tần gia chi mạch đã rời đi cổ tộc tần gia đã bao nhiêu năm thậm chí bọn họ liền họ tên đều đổi thành cơ nhưng tần gia nhưng vẫn là như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở tần quốc đỉnh đầu bao nhiêu năm rồi bọn họ vì cơ gia làm bao nhiêu sự tình nhưng đổi lấy cũng bất quá là xem thường là vô tình hôm nay hắn không đành lòng tần đế ngươi thật to gan tần châu kém chút tức nổ tung gọi hắn lăng hắn nhưng là cổ tộc tần gia đệ tử, trong mắt hắn, cái này nho nhỏ tần quốc, cùng hắn tần gia hại nhân không có gì khác nhau. Tần đế, dám quát lớn hắn. Lão tử bảo ngươi cút. Tần đế thanh âm tức giận vang lên. Tốt tốt tốt. Tần châu giận quá mà cười, người này trong mắt, từng đạo hàng khí lóe ra. Hắn quyết định, liền xem như tần đế quỳ xuống cầu hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trợ giúp tần quốc. Các ngươi liền chờ chết đi. Tần Châu Thanh âm lạnh lùng vang lên. Thiếu chủ, chúng ta lui ra ngoài thành xem kịch chính là, cái này Chân Long chi hồn chẳng mấy chốc sẽ bạo tẩu, đến lúc đó toàn bộ Tần Quốc đều sẽ diệt vong." Tần Châu sau lưng Hoàng lão, trầm giọng nói. "Tốt." Tần Châu trong mắt vô cùng băng lãnh. Một lát, tại Hoàng lão tương hộ dưới, hai người rời đi đế đô, nhưng hai người vẫn chưa đi xa, tại đế đô bên ngoài, hai người ngừng lại, Tần Châu muốn xem lấy. Cái kia Chân Long chi hồn, như thế nào hủy diệt Tần Quốc? Hắn muốn nhìn lấy. Tần Đế tuyệt vọng Trường Sinh, ngươi mang theo Linh Nhi đi. Quay đầu, Tần Đế đột nhiên hướng Nhậm Trường Sinh nói, đi. Nhậm Trường Sinh khẽ lắc đầu. Hắn đi. Cái kia Tần Quốc thì thật muốn diệt vong. Ngươi mang Linh Nhi đi thôi. Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói. Cái gì? Tần Đế hơi sững sờ. Trường Sinh, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta thân là Tần Quốc Đế chủ, vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua Tần Quốc đào tẩu, ngươi mang theo Linh Nhi đi mau điểm trời đi, nếu không tần đế khẽ lắc đầu nói bỏ qua tần quốc ai bảo ngươi bỏ qua tần quốc nhậm trường sinh thản nhiên nói ngươi đây là không phải liền là một đầu loài bò sát nhỏ mà thôi tần đế ngươi mang theo tất cả mọi người rời đi đế cung cái này loài bò sát nhỏ giao cho ta chính là nhậm trường sinh lãnh ngạo thanh âm tại hư không vang lên cái gì tần đế nhìn lấy nhậm trường sinh hơi hơi ngẩn ngơ một đầu loài bò sát nhỏ đây chính là chân long chi hồn a à liền ngũ kiếp tán tiên cũng đỡ không nổi Nhất trảo con chân lông chi hồn A à, Còn không thối lui Nhậm trường sinh lông mày nhíu lại Vậy ngươi Chấn thiên bia đi ra Oanh Quát lạnh một tiếng Nhậm trường sinh vung tay lên Chấn thiên bia phóng lên tận trời Chỉ thấy một tòa trên trăm trượng thiên môn Xuất hiện ở trong hư không Trực tiếp chặn cái kia chân lông chi hồn Rống rống Nhìn đến thiên bia xuất hiện Chân lông chi hồn Giờ phút này cũng ngừng lại Ngươi là ai chân long chi hồn thanh âm trầm thấp vang lên hư không bên trong chân long chi hồn cái kia một đôi màu tím ánh mắt lạnh lùng cũng hội tụ đến nhậm trường sinh trên thân cặp kia mắt tím bên trong mang theo kinh thiên lợi khí ta nhậm trường sinh nhảy lên một cái rơi vào thiên môn phía trên nhìn lấy bên ngoài trăm trượng chân long chi hồn nhậm trường sinh khóe miệng hơi hơi dương lên sau một khắc nhậm trường sinh thanh âm nhàn nhạt tại hư không vang lên ta hỏi nhậm tên trường sinh là trường sinh tiên nhân trường sinh tiên nhân chặn chân long chi hồn trường sinh tiên nhân đã cứu chúng ta toàn bộ đại tần đế quốc trường sinh tiên nhân tới cứu chúng ta nhìn đến hư không nhậm trường sinh mọi người hoan hô lên tất cả mọi người đều đang kêu lấy nhậm trường sinh tên trường sinh đại ca nhìn đến nhậm trường sinh muốn cùng chân long chi hồn giao chiến cơ linh nhi thần sắc cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi phụ hoàng trường sinh đại ca có thể bị nguy hiểm hay không cơ linh nhi vội vàng nói cái này tần đế hít sâu một hơi nhưng một lát trong mắt của hắn lại tinh mang lóe lên hắn nhớ tới nhằm trường sinh bên người cái kia đáng sợ thần thú có lẽ hắn có thể thật lâu tần đế thanh âm khàn khàn vang lên có lẽ thật có thể đâu tần đế trong lòng dâng lên một vệt hy vọng ngoài thành ha 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 cười chết ta rồi tiểu tử này lấy vì chân long chi hồn dễ khi dễ sao đây chính là kim tiên tàn hồn coi như hắn có tiên khí cùng tiên thú vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ tần châu cười lớn hắn giờ phút này chờ lấy nhậm trường sinh chết chờ lấy nhậm trường sinh bị chân long chi hồn xé nát hôm nay tần quốc tất vong ai chống ta hẳn phải chết thanh âm tức giận vang lên hư không chân long chi hồn nhất trảo con bay thẳng đến nhậm trường sinh rơi xuống cái kia nhất trảo con trọn vẹn bao phủ lại nhậm trường sinh toàn bộ thiên bi mênh mông hắc ám long lực hướng nhậm trường sinh trấn áp mà đến ông ông chấn thiên bia, điên cuồng rung rẩy. Thật mạnh. Nhậm trường sinh trong mắt, cũng dâng lên một vệt tinh mang. Cái này chân long chi hồn, quả nhiên đáng sợ, trách không được liền hai vị ngũ kiếp tán tiên, cũng đỡ không nổi. Phi thiên thần hổ, đi ra hoạt động một chút đi. Ngao ngao ngao. Theo nhậm trường sinh quát lạnh một tiếng, nhậm trường sinh trước người, nguyên bản tiểu cẩu đồng dạng lớn nhỏ phi thiên thần hổ, đột nhiên trên thân kim mang tăng vọt. Sau một khắc, biến thành một đầu mấy trăm trượng bạch hổ cái kia bạch hổ trên thân uy thế vô biên, cùng cùng tiên khí, tại hư không chấn động, bạch hổ mi tâm, một cái chữ vương mang theo vô cùng vô tận bá khí. Phi thiên thần hổ. Biến thân. Rống rống. Nổi giận gầm lên một tiếng, phi thiên thần hổ nhất trảo con, hướng chân long chi hồn vỗ tới. Phanh. Va chạm kịch liệt truyền đến, phi thiên thần hổ cùng chân long chi hồn, đụng vào nhau, sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy, toàn bộ bầu trời, đều chấn một chút. Lập tức. Phi thiên thần hổ liên tục lùi về phía sau đối diện. Chân lông chi hồn thì bị đánh bay ra ngoài. Hắc ám chi lực. Vẫy xuống một mảnh. Điều đó không có khả năng. Ngoài thành, tần châu kém chút trong mắt đều rơi trên mặt đất. Cái kia tiểu tiểu lão hổ, làm sao có thể đem chân lông chi hồn đều đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Hắn vẫn chờ, chờ lấy nhậm trường sinh bị chân lông chi hồn xé nát đây. Cửu kiếp tán tiên. Tần châu sau lưng, lão giả trong mắt cũng ngưng trọng lên, cửu kiếp tán tiên a, đó là so với hắn còn còn đáng sợ hơn tồn tại, cửu kiếp bát kiếp tuy nhiên chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng hai người chênh lệch, nhưng lại không biết bao xa. Có thể nói, phi thiên thần hổ một bàn tay, liền có thể trọng thương hắn, đây chính là cửu kiếp tán tiên cùng bát kiếp tán tiên chênh lệch. Ta đã sớm cái kia nghĩ đến, cửu kiếp tán tiên. Tần đế trong mắt, dâng lên một vệt nụ cười đến, bắt đầu hắn nghĩ tới tần quốc tất vong, nhất thời nóng vội, vậy mà quên đi nhậm trường sinh bên người, còn có một đầu có thể so với cửu kiếp tán tiên phi thiên thần hổ. Là trường sinh đại ca phi thiên thần hổ. Cơ Linh Nhi cũng hoang hô lên. Thật là thần nhân vậy, liền cửu kiếp tán tiên đều có thể nô dịch, toàn bộ cửu châu, sợ là đều không người có thể làm đến, hắn chẳng lẽ là thượng thiên phái tới cứu vãn ta tần quốc. Cái nào đó trong góc, nhị tổ cùng tam tổ, từ dưới đất bò dậy. Hai trên thân thể người, đã trọng thương. Nhưng nhìn lấy hư không nhậm trường sinh, giờ phút này hai người giờ phút này lại tự hồ như quên đi thương thế, ngược lại một mặt kính ngưỡng nhìn lấy thiếu niên kia. Hắn, là thượng thiên phái tới thần. Chương 50 đánh dấu Long Châu hiện thân. Nguồn. Mê truyện audio com Để cung trên không. Hô hô hô. Nhậm trường sinh nằm sắp tại phi thiên thần hổ trên lưng, chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù rung động, ngẩng đầu, chân Long chi hồn đã bị phi thiên thần hổ đánh bay ra ngoài. Phi thiên thần hổ, có thể làm không? Nhậm trường sinh đập sợ phi thiên thần hổ đầu, thản nhiên nói. Ngao ngao ngao. Phi thiên thần hổ đối với hư không, nổ hống vài tiếng, như thế, tự hồ là nhậm trường sinh hoài nghi để hắn mặt mũi có chút nhìn không được rồi ta đi xuống trước nhậm trường sinh một cái lắc mình trực tiếp xuống chân lông chi hồn đây tuyệt đối là nhậm trường sinh gặp phải mạnh nhất đối thủ phi thiên thần hổ một bàn tay chỉ là đánh bay chân lông chi hồn cái này muốn đánh bại chỉ sợ cũng không dễ dàng để cung bên trong trường sinh đại ca cơ linh nhi liền vội vàng tiến lên ta không sao nhậm trường sinh cười nhạt một tiếng người tới chuyển cái ghế đi ra trong nháy mắt chuẩn bị một số mức hoa quả, đậu phộng, bản thiếu gia muốn nhìn kịch. Nhậm trường sinh lạnh giọng quát nói. Xem kịch. Tần đế sửng sốt một chút. Người chung quanh. Cũng đầy mặt kinh ngạc. Trường sinh tiểu hữu phân phó, còn không làm theo. Tần đế âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng. Mấy bóng người, cung kính lui ra. Một lát. Cái ghế chuyển đến, thoải mái nằm trên ghế, ăn hoa quả mức hoa quả, nhậm trường sinh lần nữa nhìn về phía hư không hư không bên trong phi thiên thần hổ cùng chân long chi hồn lần nữa làm ở cùng nhau đụng chút va chạm kịch liệt truyền đến một lông một hổ đánh kịch liệt vô cùng đáng giận lão hổ cho ta nhận lấy cái chết chân lông chi hồn lần nữa hướng phi thiên thần hổ va chạm mà đến ngao 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 tự hồ là nhậm trường sinh kích thích phi thiên thần hổ phi thiên thần hổ nắm lên chân lông chi hồn bay thẳng đến một tòa núi nhỏ đập tới sau một khắc tại mọi người rung động trong thần sắc núi nhỏ kia cứ như vậy không có tại chỗ lưu lại một mấy trăm trường hố to ta muốn giết ngươi rống chân lông chi hồn phóng lên tận trời cùng phi thiên thần hổ đụng vào nhau ngoài thành mau lui lại hoàng lão mang theo tần châu nhanh chóng lui lại chân lông chi hồn cùng phi thiên thần hổ giao chiến thật sự là quá kịch liệt cho dù là hắn cũng không dám tới gần đến mức tần châu trong lòng gọi là một cái không cam tâm à, a u đây không phải là Tần Châu tiểu đệ đệ sao? Ngươi thế nào a, à? xem ra giống như có chút không vui a, à. tới tới tới, vào thành ngồi một chút a. À. Nhìn bên ngoài thành Tần Châu, Nhậm Trường Sinh cười híp mắt nói. Nhậm Trường Sinh, ngươi. Tần Châu khí khí huyết công tâm, kém chút lần nữa phun ra một ngụm máu đến, nhìn lấy nằm trên ghế, một mặt hưởng thụ Nhậm Trường Sinh, Tần Châu trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chân lông chi hồn, Nhậm Trường Sinh cũng có thể ngăn cản. Oanh. Vào thời khắc này, cái kia chân long chi hồn đột nhiên bị phi thiên thần hổ bắt lấy tự hồ là biết nhậm trường sinh tâm ý phi thiên thần hổ vọng lên chân long chi hồn thì đối với tần châu hai người đập đi lên không tốt mau lui lại a à? phanh va chạm kịch liệt truyền đến hai người hốt hoảng mà chạy một lát hai người nguyên lai like nơi ở lưu lại một cái trên trăm trường hố to đáng hận a à? tần châu khí mí mắt đều đỏ nhậm trường sinh khẳng định là cố ý ai u đây con mẹ nó chó nhà của ai khắp nơi tán loạn a. À. Ha ha ha. Để cung bên trong một mảnh tiếng cười, để đô mọi người cũng nhìn không được. Đường đường cổ tộc đệ tử, giờ phút này lại bị người trở thành khỉ làm xiết, tại hư không chạy trốn. Nhậm Trường Sinh, ta Tần Châu nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Tần Châu thanh âm tức giận vang lên. Tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Ai biết cái kia Phi Thiên Thần Hổ vẫn sẽ hay không hướng bọn họ nện vài cái, muốn là Phi Thiên Thần Hổ hơi không chú ý, đập vào trên người hắn, sợ là hôm nay hắn phải chết ở chỗ này ta chờ đâu? Nhậm trường sinh hí ngược âm thanh vang lên. Tần gia. Thì tính sao? Hoàng lão, chúng ta đi, đi. Tần châu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tiếp tục tiếp tục chờ đợi, hắn sợ là phải bị tức chết. Tốt một cái tần quốc. Vàng trong đôi mắt già nô hàng khí lóe lên, một lát, người này mang theo tần châu, biến mất ở trong hư không. Có phi thiên thần hổ tại. Chân lông chi hồn, đã đối tần quốc không tạo được thương tổn. Tiếp tục nữa. Đó cũng là chuyện tiếu lâm đáng tiếc. Nhậm trường sinh hai con mắt khẽ hít một cái, nếu không phải có chân long chi hồn tại. Nhậm trường sinh không ngại để phi thiên thần hổ xuất thủ, đem hai người này, chém giết ở chỗ này. Oanh! Vào thời khắc này, va chạm kịch liệt, lần nữa truyền đến. Bạch hổ thần thú cố lên, mau nhìn, bạch hổ thần thú đem chân long chi hồn đập vào tiểu hoàng sườn núi phía trên, tiểu hoàng sườn núi cũng biến thành một cái hố to. Các ngươi biết mấy cái tòa núi nhỏ bị đập vỡ. Tự như là 33 tòa. Bạch hổ thần thú uy vũ để đô bên trong, truyền đến từng đạo từng đạo tiếng hoang hô. Hư Không Phi Thiên Thần Hổ, bàn về chân long chi hồn thì nịnh, giờ khắc này chung thời gian, ngoài thành 33 tòa núi nhỏ đều bị nịnh thành hố to. Ngao ngao ngao. Phi Thiên Thần Hổ, hưng phấn dơ thẳng lên trời thét dài. Thoải mái a, à, trong khoảng thời gian này, hắn đều bị nhậm trường sinh thu nhập thần sủng không gian bên trong, hôm nay có thể đi ra hoạt động một chút. Hắn rất trân quý cơ hội này. Tiểu Tinh, tán tiên tấn cấp thủy tinh có hay không? tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhậm trường sinh hướng tiểu tinh hỏi. Có. Tiểu tinh thanh âm truyền đến. Bao nhiêu linh thạch một cái? Nhậm trường sinh liền vội vàng hỏi. Một triệu thượng phẩm linh thạch có thể mua sắm một cái tán tiên tấn cấp thủy tinh, chủ nhân muốn mua sao? Tiểu tinh hướng nhậm trường sinh hỏi. Một triệu. Nhậm trường sinh có chút dừng lại, lập tức từ trong ngực móc ra một mai không gian giới chỉ tới. Cái này không gian giới chỉ, là xích viêm tán ma, lúc trước nhậm trường sinh giết xích viêm tán ma, còn không có thời gian tới kịp xử lý cái này không gian giới chỉ. Đem trong không gian giới chỉ linh thạch đều thu nhập ba lô. Nhậm Trường Sinh hướng Tiểu Tinh phân phó nói: "Thu nhập thành công, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thượng phẩm linh thạch 170.000." Tiểu Tinh thanh âm truyền đến. "Mới 170.000?" Nhậm Trường Sinh khẽ lắc đầu, đường đường tán ma, lại nghèo như vậy. 170.000 thượng phẩm linh thạch cũng liền đầy đủ hắn mua một thanh tiên khí mà thôi, hơn nữa còn là kém nhất loại kia. Tần Đế A: tự hồ nhớ ra cái gì đó nhậm trường sinh xoa xoa bàn tay đem hai con mắt đặt ở tần đế trên thân trường sinh tiểu hữu có thể có chuyện gì tần đế có chút ngay người mà hỏi cái kia nhậm trường sinh trên mặt có chút xấu hổ có linh thạch không nhậm trường sinh cười hiếp mắt hỏi linh thạch ta còn tưởng rằng là thứ gì không nói những cái khác ta đại tần đế quốc bên trong linh thạch vậy tuyệt đối không thiếu hụt trường sinh tiểu hữu muốn bao nhiêu vậy thì có bao nhiêu tần đế cười nói không thiếu hụt, vậy là tốt rồi." Nhậm Trường Sinh nở nụ cười. "Đa tạ Tần Đế bệ hạ, ngươi như thế khẳng khái, vậy ta cũng liền không khách khí, trước cho ta đến cái 10 triệu thượng phẩm linh thạch đi, ân." "Muốn là ngài ta nói thiếu, 100 triệu cũng được, 1 tỷ thì tốt hơn." Nhìn lấy Tần Đế, Nhậm Trường Sinh cười hì hì nói. "Mà giờ khắc này, Tần Đế sắc mặt cũng từ bắt đầu bình thường, từ từ biến đến càng ngày càng đen, sau cùng, khóe miệng hung hăng co quắp một chút, "10 triệu." "100 triệu." một tỷ. Vẫn là thượng phẩm linh thạch. Hắn cảm giác, chính mình tự hồ, nói sai một câu. Một tỷ vẫn còn chê ít, vậy liền một trăm. Mười triệu, ta cái này đi chuẩn bị ngay mười triệu, người tới, đem ba mươi tám cái trong bảo khố linh thạch, toàn bộ đều dùng không gian giới chỉ chứa vào, đưa tới cho ta. Tần đế vội vàng hướng người đứng phía sau quát nói. Tần đế sau lưng. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một tỷ thượng phẩm linh thạch. Ngươi cũng dám mở miệng, ta mẹ nó đem trọn cái nam vực đều đào rỗng, sợ cũng thu thập không đủ nhiều như vậy linh thức a. À? Đúng đúng. Lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra. Oanh. Nhưng vào thời khắc này, hư không chân long chi hồn, đột nhiên táo bạo lên, chân long chi hồn trên thân, hắc ám chi lực cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp bội, phi thiên thần hổ, bị chấn bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Nhậm trường sinh đứng lên, hướng hư không nhìn qua. Ông ông. Hư không chân long chi hồn, trên thân lệ khí trùng thiên, chân long chi hồn hai con mắt ở giữa, càng là có thể nhìn đến, một cái đen nhánh hạt châu, giờ phút này lóe ra từng đạo quỷ dị quan mang. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu long châu xuất hiện. Cùng lúc đó, nhậm trường sinh trong đầu, vang lên tiểu tinh thanh âm. Đánh dấu long châu. Rốt cục xuất hiện. Trả lời một chút tán tiên vấn đề, có các huynh đệ cảm thấy tán tiên là độ kiếp thất bại binh giải, cho nên cảm giác quá nhiều, ở chỗ này nói rõ một chút, tán tiên mặc dù là độ kiếp binh giải mà đến, nhưng một khi thập nhị trọng độ kiếp đều hoàn thành, cái kia chính là kim tiên, kim tiên tại tiên giới địa vị cũng không thấp, mà lại đi qua thập nhị kiếp tán tiên, thiên phú đều không kém, tại tiên giới cũng càng được coi trọng, cho nên đối nam vực tới nói độ kiếp thất bại mới binh giải, nhưng đối cửu châu cổ tộc tới nói, trong môn thiên kiêu sẽ tự chủ lựa chọn binh giải, chuyển tu tán tiên, độ kiếp 12 lần mới sẽ phi thăng, trực tiếp tấn cấp kim tiên cái chủng loại kia, độ kiếp cảnh độ kiếp phi thăng là địa tiên, kém nhất loại kia, địa vị cũng rất thấp. Kỳ thật những thứ này đằng sau sẽ nâng lên. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 51 Kết thúc Nguồn Mê truyện audio.com Rốt cục xuất hiện sao? nhìn lấy chân long chi hồn mi tâm cái kia quỷ dị sơn đen hạt châu nhậm trường sinh khóe miệng hơi hơi dương lên tiếp đó cũng là thời điểm hắn xuất thủ chết đi rống rống chân long chi hồn nổi giận gầm lên một tiếng một cái đuôi đối với hư không phi thiên thần hổ rút tới phanh va chạm kịch liệt truyền đến hư không bên trong phi thiên thần hổ thân thể bị đánh bay ra ngoài thật mạnh nhậm trường sinh trong mắt quan mang tăng vọt mở ra thiên đồng cái kia chân long chi hồn đỉnh đầu số liệu xuất hiện tại nhậm trường sinh trước mắt cái kia số liệu giờ phút này vậy mà tại nhanh chóng tăng trưởng nguyên bản chân long chi hồn tu vi mới cửu kiếp tán tiên trung kỳ nhưng giờ phút này chân long chi hồn tu vi đã tăng lên tới cửu kiếp tán tiên đỉnh phong mà lại còn đang tăng trưởng ông ông bất quá một lát chân long chi hồn tu vi phá vỡ mà vào thập kiếp tán tiên chi cảnh âm âm hư không trung rẩy hư không chân long chi hồn trên thân uy thế cuồn cuồn đại tần đế đô vô số tu chân giả sắc mặt sợ hãi nhìn lấy hư không tu vi thấp một số đã quỳ trên mặt đất chân lông chi hồn khí tức thật là đáng sợ thập kiếp tán tiên a cái này tính toán ra cái kia tương đương với tiên giới thiên tiên đồng dạng tu chân giả làm sao có thể đầy đủ ngăn trở rỗng rỗng phi thiên thần hổ phóng lên tận trời nhìn lấy đối diện chân lông chi hồn phi thiên thần hổ trong mắt có chút phẫn nộ tại chủ nhân trước mặt mình bị đánh bay, mặt mũi này, ném đi được rồi. Trở về. Nhìn lấy phi thiên thần hổ muốn xuất thủ lần nữa, nhậm trường sinh quát lạnh một tiếng. Tiếp tục đánh xuống, phi thiên thần hổ chắc chắn thất bại, dù sao phi thiên thần hổ tu vi, mới cửu kiếp tán tiên viên mãn chi cảnh mà thôi. Cửu kiếp khoảng cách thập kiếp, tuy nhiên chỉ có cách xa một bước, nhưng hai người chênh lệch. Lại lớn vô cùng. Cửu kiếp tán tiên, đây cũng là địa tiên đỉnh phong mà thôi, nhưng thập kiếp tán tiên, cũng đã là hàng thật giá thật thiên tiên cường giả, hai người ở giữa, là chất đột biến. Ngao ngao ngao. Phi thiên thần hổ trong mắt có chút không cam tâm. Nhưng một lát, phi thiên thần hổ vẫn là theo hư không rơi xuống, rút nhỏ thân thể, biến thành cái kia tiểu cẩu đồng dạng bộ dáng, điên cái rắm điên cái rắm chạy tới nhậm trường sinh trước mặt. Rống rống. Tự hồ là đang kháng nghị, phi thiên thần hổ đối với nhậm trường sinh gầm nhẹ vài tiếng. Như thế tự hồ muốn nói, ta còn có thể đánh. Đừng nóng vội nhậm trường sinh vỗ vỗ phi thiên thần hổ một lát nhậm trường sinh đứng lên long châu hiện thân cái kia đầy hết thảy cũng nên kết thúc các ngươi đều phải chết đều phải chết hư không chân long chi hồn trong mắt điên cuồng vô cùng hắn giờ phút này khí tức trên thân bất ngờ đạt đến thập nhất kiếp tán tiên trình độ thập nhất kiếp tán tiên a cái này sợ là tại toàn bộ hồng vân đại lục phía trên đều không có mấy người có thể ngăn cản hắn kêu là cái gì phiền chết thanh âm lạnh lùng vang lên chỉ thấy nhậm trường sinh nhảy lên một cái sau một khắc, nhậm trường sinh sừng sững hư không bên trong, trực tiếp đứng ở chân long chi hồn đối diện. Người đáng chết. Nhìn đến nhậm trường sinh, chân long chi hồn trong mắt hung quang tăng vọt. Hắn vừa mới thấy nhưng là rõ ràng vô cùng, cái kia ngăn trở hắn phi thiên thần hổ, cũng là nhậm trường sinh tiên thú, là nhậm trường sinh ngăn trở hắn hủy diệt tần quốc. Ôn ao. Nhậm trường sinh quét chân long chi hồn liếc một chút. Sau một khắc, nhậm trường sinh vung tay lên, nhậm trường sinh trên cổ tay, khủng tiên thằng nổ bắn ra mà ra, khủng tiên thẳng hóa thành một đầu kim long, xoay quanh tại nhậm trường sinh trên không. Rống rống. Kim trên thân rồng, long uy cuồn cuộn. Đây là kim long, chân chính kim long. Trời ạ, à, là kim long. Toàn bộ đế đô đều chấn động lên, tầng đế cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Kim long, đây chính là long tộc dòng chính đệ tử, coi như tại tiên giới, kém cỏi nhất cũng là kim tiên tồn tại. Hư không chân long chi hồn. Cái kia chính là một đầu kim long vẫn lạc, lưu lại tàn hồn. Hắn tàn hồn, đã đáng sợ như vậy, vậy chân chính kim long, hạng gì mạnh? Tà long tộc khí tức. Đối diện chân long chi hồn, trong mắt có chút hoảng hốt lên, như thế, hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng một lát, trong mắt của hắn, lại lần nữa lệ khí trùng thiên. Chết. Chân long chi hồn nhất trảo con, đối với nhậm trường sinh rơi xuống. Khốn. Nhậm trường sinh quát lạnh một tiếng. Ông ông. Khốn tiên thẳng biến thành kim long, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hư không chân long chi hồn, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, chẳng biết lúc nào, một cái kim sắc dây thừng đã bọc tại trên người hắn. Cái kia trên sợi dây, có thể nhìn đến vô số tiên văn phát sáng lên, lực lượng đáng sợ, trấn áp ở trên người hắn, để hắn không tránh thoát. Co lại. Thanh âm lạnh lùng vang lên, hư không khốn tiên thần, nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ. Ngao ngao ngao. Bắt đầu còn không có gì, nhưng bất quá mấy hơi thở, chân lông chi hồn giận rống lên, cái kia dây thừng thu nhỏ, trực tiếp đâu vào trong cơ thể của hắn thân thể của hắn không thể không theo thu nhỏ ngươi là ai ngươi đến cùng là ai tà long tộc kim long làm sao có thể bị ngươi luyện chế thành tiên khí ngươi đến cùng là ai rống rống chân lông chi hồn gào thét nhưng thân thể của hắn vẫn còn đang thu nhỏ lại tại mọi người trận mắt hốc mồm bên trong chân lông chi hồn thân thể càng ngày càng nhỏ một phút sau còn phách lối không hư không nhậm trường sinh đem một đầu mini tiểu long chập vào bàn tay tâm cái này mini tiểu long chính là chân long chi hồn, nhưng giờ phút này, lại bị khốn tiên thằng khốn trụ, mà lại thân thể cũng chỉ còn lại có tiểu lớn chừng ngón cái. Ngươi đến cùng người nào? Ta chính là long tộc đệ tử, ngươi dám vây khốn ta, ta long tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi còn không mau thả ta. Chân long chi hồn tức giận nói. Long tộc. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói mình là long tộc đệ tử. Thừa lấy tàn hồn kéo dài hơi tàn, muốn đổi thành ta, đã sớm lấy cái chết tạ tội, miễn cho cho long tộc mất mặt nhậm trường sinh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ngươi! Chân Long chi hồn trong mắt vô cùng phẫn nộ. Hắn của ban đầu. Đây chính là tiên giới Kim Long, hắn một thân tu vi, đã vượt ra khỏi Kim Tiên, đạt đến huyền tiên chi cảnh, nếu không phải hắn tham niệm cái này hắc ám Long Châu. Cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Đi xuống. Bóng người lóe lên, nhậm trường sinh theo hư không hàng lâm xuống. Nhìn lấy nhậm trường sinh rơi xuống, toàn bộ đế đô, đều reo hò lên, trường sinh tiên nhân, đem chân Long chi hồn trực tiếp cho hàng phục. Trường sinh tiên nhân, chính là ta đại tần đế quốc cứu tinh. Bái tạ trường sinh tiên nhân. Mặc kệ là tu chân giả, vẫn là phổ thông phạm nhân, giờ phút này đều thành tâm hướng nhậm trường sinh quỳ bái xuống dưới, Tầng gia hai vị lão tổ, càng là một mặt đần độn nhìn lấy hư không. Lão Tam, chân long chi hồn lại bị trường sinh tiên nhân đã thu phục được, ta không nằm mơ a. À. Nhị tổ sững sờ đường. Ai u? Sau một khắc, nhị tổ thông hô tiếng vang lên. Ngươi không nằm mơ. Tam tổ một mặt sợ hãi thang nói, trong tay của hắn, nắm lấy một thanh tiên khí. Đó là hắn đại tần quốc duy nhất tiên kiếm, cái này tiên kiếm, một mặt đâm vào nhị tổ bắp đùi bên trong, nhị tổ trên đùi, tiên huyết ứa ra. Ta làm không nằm mơ, ngươi cũng không thể dùng tiên kiếm đâm ta. Nhị tổ gương mặt đen nhánh. Ngươi mẹ nó, ngươi thế nào không đâm chính mình đâu. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 52 Đánh dấu thành công Nguồn Mê truyện audio com Đại tần đế cung Trường sinh tiểu hữu Tần đế hít sâu một hơi, không chỉ là tần đế, giờ phút này một đám người nhìn lấy nhậm trường sinh, cái kia đều như là nhìn quái vật liếc một chút, nhậm trường sinh, đã thu phục được chân Long chi hồn, cái này còn là người sao? Khụ khụ, có thể cung cấp một gian mật thất sao? Nhậm Trường Sinh khẽ cười nói, có thể, đương nhiên có thể. Tần Đế trong nháy mắt lấy lại tinh thần, người tới, nhanh đi an bài một gian mật thất, đúng, an bài ba ngàn hợp thể chiến tướng bảo hộ ở ngoài mật thất tuần tra, bất kỳ người nào không được đến gần ba nghìn trượng bên trong. Tần Đế âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng. Một đám người nhanh chóng lui ra tần đế, không cần lớn như vậy trận thế. Nhậm trường sinh nhếch nhếch miệng. Trường sinh tiểu hữu thu phục chân long chi hồn, chính là ta tần quốc ân nhân cứu mạng, ba ngàn chiến tướng tính là gì, ta đại tần đế quốc bên trong, mỹ nhân bảo vật, tùy ngươi chọn chọn. Tần đế mặt mũi tràn đầy hào sảng nói, khụ khụ. Nhậm trường sinh ho nhẹ một tiếng. Ngược lại là Linh Nhi, có chút hung hăng trừng tần đế liếc một chút, chọn lựa bảo vật coi như xong, còn tùy ý chọn tuyển mỹ ngươi. Ngươi sợ là cảm thấy mình nữ nhi tỉ muội có chút thiếu đi đa tạ tần đế, bảo vật mỹ nhân coi như xong, ngươi muốn là thành tâm, vậy liền đem 10 triệu linh thạch, thêm đến 100 triệu đi, muốn là ngươi vẫn cảm thấy không đủ, vậy liền thêm đến. Trường sinh tiểu hữu, ta còn có một số việc. Tần đế sờ lên cái trán, mẹ nó, vừa mới trong lòng nhất sản, lại nói sai. Cái kia 10 triệu thượng phẩm linh thạch, đã móc rỗng tần quốc bảo khố. 100 triệu. Cái này sợ là muốn đào rỗng toàn bộ tần quốc linh mạch. Ha ha ha. Nhìn lấy tần đế chạy trối chết, nhậm trường sinh nhìn không được bật cười một lát nhậm trường sinh tiến nhập trong mật thất trong mật thất nhậm trường sinh ngồi xếp bằng tiểu tinh cái này long châu làm sao keo kiệt nhậm trường sinh đem khốn tiên thằng gọi ra đến hướng tiểu tinh hỏi cái này chân long chi hồn thực lực cũng không thấp thập nhất kiếp tán tiên coi như bị khốn trụ giờ phút này nhậm trường sinh cũng keo kiệt không ra hắn mi tâm long châu chủ nhân thực ngốc vết gà cũng muốn trước lấy máu chủ nhân cho hắn trước lấy máu không phải tốt tiểu tinh xuất hiện tại nhậm trường sinh bên cạnh một mặt cười hì hì nói lấy máu nhậm trường sinh trong mắt sáng lên làm sao lấy máu một lát nhậm trường sinh liền vội vàng hỏi chân lông chi hồn lực lượng đến từ bản thân hắn tàn hồn tàn hồn càng mạnh thực lực của bản thân hắn cũng liền càng mạnh chủ nhân tìm đem có thể chặt đứt hồn lực tiên khí lần lượt trảm hắn tàn hồn vậy hắn thì càng ngày càng yếu tiểu tinh khẽ cười nói nhậm trường sinh trong mắt sáng lên, nhìn lấy tiểu tinh, nhậm trường sinh hít sâu một hơi. Một chiêu này hung ác a, à, bất quá, hắn ưa thích. Mở ra thương thành, chọn lựa có thể chặt đứt hồn lực tiên khí, giá cả hạn chế. 170.000 thượng phẩm linh thạch phía dưới, nhiều ta trả không nổi. Nhậm trường sinh trầm giọng nói. Tần đế linh thạch còn chưa tới hàng, hiện tại nhậm trường sinh, trên thân cũng liền 170.000 thượng phẩm linh thạch. Chọn lựa thành công. Chủ nhân có thể mua sắm tiên khí tổng cộng 3 thanh, thanh thứ nhất, trảm hồn thủy thủ, thanh thứ hai, tiên hồn tiễn, thanh thứ ba, hồn lực cầu, ba thanh tiên khí đều là cửu phẩm tiên khí, chỉ cần một trăm ngàn thượng phẩm linh thạch. Tiểu tinh thanh âm truyền đến. Chủy thủ, cái này cũng không tốt thao tác, tiên hồn tiễn, thì cái này tiên hồn tiễn đau. Nhậm trường sinh trực tiếp xác định ra. Chúc mừng chủ nhân mua sắm tiên hồn tiễn thành công, tiên hồn tiễn dung hợp tế luyện bắt đầu. Tế luyện tiến độ 1%, 2%. Tế luyện thành công tiểu tinh thanh âm liên tiếp vang lên, nhậm trường sinh tâm thần nhất động, một thanh kim sắc cây kéo xuất hiện tại nhậm trường sinh trong tay. Theo cái này cây kéo xuất hiện, nhậm trường sinh không hiểu cảm giác, dưới thân mát lạnh. Cái này cây kéo, trước kia sẽ không đã làm gì chuyện xấu a. À? Nhậm trường sinh nói thầm. Nhậm trường sinh, ngươi muốn làm gì? Mà giờ khắc này, cái kia bị khốn tiên thằng vây khốn chân long chi hồn, lại giận trống lên. Hắn giờ phút này, tuy nhiên rút nhỏ vô số lần, nhưng tu vi lại vẫn còn ở đó, Bất quá là bị nhốt rồi mà thôi. Làm gì? Ngươi cứ nói đi. Nhậm trường sinh khóe miệng dâng lên một vệt tà tiếu, không biết cái này mấy cái cắt bỏ đau hạ xuống, chân long chi hồn còn thừa lại bao nhiêu, đồ còn dư lại, lại có những cái kia. Nhậm trường sinh, ta hiện tại đã có thể so với thập nhị kiếp tán tiên, ám long long châu là đủ để có thể so với tiên vương long châu, có hắn tương trợ, ta rất nhanh liền có thể đăng lâm kim tiên chi cảnh. Đến lúc đó, ngươi cái này tiên khí cũng khốn không được ta. Chờ ta đi ra, ta sẽ đích thân xé nát ngươi, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nhìn lấy nhậm trường sinh, chân long chi hồn mặt mũi tràn đầy lệ khí nói. Mi tâm của hắn. Cái kia đen nhánh quỷ dị hạt châu, tản mát ra đáng sợ hắc ám chi lực tới. À. Nhậm trường sinh quét chân long chi hồn liếc một chút. Ngươi sợ là, không có cơ hội. Nhậm trường sinh thanh âm lạnh lùng vang lên, sau một khắc, nhậm trường sinh tay cầm cái kia tiên hồn tiễn, đối với chân long chi hồn cái đuôi, răng rắc một chút trực tiếp cắt xong. Ngao ngao ngao. Chân Long chi hồn thanh âm thống khổ truyền đến, cái đuôi của hắn trực tiếp bị cắt, cắt cái đuôi phía trên, mình mông hồn lực nhanh chóng tiêu tán. "Phách lối a, à, tiếp tục, lão tử không hớt tóc chết ngươi." Nhậm Trường Sinh cuồng ngạo âm thanh vang lên. Răng rắc. Răng rắc. Chà chà xoa vài cái, kim long bốn cái móng vuốt cũng mất, trụi lũi, cái này chân long chi hồn giờ phút này xem ra liền như là một đầu tiểu xà. Đây là vật gì? chân lông chi hồn trong mắt vô cùng hoảng sợ bắt đầu hắn không có sợ hãi bởi vì nhậm trường sinh chỉ có thể vây khốn hắn mà không làm gì được hắn nhưng ai biết nhậm trường sinh còn có bảo bối này cái này bất quá vài cái trên người hắn hồn lực thấp xuống một phần ba nguyên bản thập nhị kiếp tán tiên tu vi giờ phút này cũng rớt xuống cửu kiếp tán tiên chi cảnh tiếp tục nữa hắn sợ là muốn lành lạnh răng rắc răng rắc nhậm trường sinh lần nữa vài cái chân lông chi hồn khí tức trên thân rớt xuống lục kiếp tán tiên trình độ, mà giờ khắc này Chân Long chi hồn, triệt để dọa sợ. "Đừng giết ta, ngươi đừng giết ta, ta cho ngươi bảo bối, ta có rất nhiều tiên khí, ta đều cho ngươi, ta còn có tiên tinh, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta đều cho ngươi." Chân Long chi hồn liền vội xin tha nói, chê cười. Tiếp tục nữa, Nhậm Trường Sinh lại đến mấy cái cây kéo, vậy hắn thì thật xong. "Tiên khí? Không có ý tứ, ta không thiếu." Nhậm Trường Sinh cười nhạt một tiếng, lập tức lần nữa, mấy cái cây kéo rơi xuống đừng giết ta. Cầu ngươi đừng giết ta. Chân lông chi hồn trong mắt, đều là không cam tâm. Lúc trước vì hắc ám long châu, hắn liền bản thể đều nát, hôm nay rốt cục, muốn luyện hóa cái này hắc ám long châu, nhưng ai biết, gặp nhậm trường sinh. Khác không muốn, ta muốn, là cái này. Nhậm trường sinh thân thủ, một thanh bay thẳng đến chân lông chi hồn mi tâm chập tới, cái kia chỗ mi tâm, chính là hắc ám long châu, cũng là nhậm trường sinh lần này đánh dấu mục tiêu. Không muốn. Chân lông chi hồn, trong mắt vô cùng hoảng sợ răng rắc. Thanh âm thanh thúy vang lên, hắc ám long châu trực tiếp bị nhậm trường sinh móc đi ra. Theo hắc ám long châu móc đi ra, nhậm trường sinh trước mặt, cái kia chân long chi hồn khí tức từ từ tiêu tán, chân long chi hồn vẫn lạc. Chúc mừng chủ nhân đánh dấu hắc ám long châu thành công. Cùng lúc đó, nhậm trường sinh trong đầu, tiểu tinh thanh âm đột nhiên vang lên. Đánh dấu, thành công. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 53 Tổ Long huyết mạch, từ đó ta tự vô địch, các ngươi tùy ý, nguồn. Mê truyện audio com Chúc mừng chủ nhân đánh dấu thành công, thu hoạch được tiên vương Long Châu một, thần sủng vị trí một, tổ Long huyết mạch một, tiên vương uy áp một tu chân giới trận pháp toàn giải một tu chân giới đan đạo toàn giải một thần sủng tịnh hóa thủy tinh một trăm tiểu tinh thanh âm lần nữa tại nhậm trường sinh trong đầu vang lên tiên vương long châu dung hợp tế luyện bên trong tế luyện tiến độ một phần trăm hai phần trăm tế luyện thành công thần sủng vị trí đã mở ra chủ nhân có thể lựa chọn cái thứ hai thần sủng thần sủng thu phục sau khi thành công có thể thu hoạch được thần sủng đặc thù khen thưởng tổ long huyết mạch dung hợp bên trong dung hợp tiến độ một phần trăm hai phần trăm dung hợp thành công tu chân giới trận pháp toàn giải tự chủ học tập bên trong tu chân giới đang đạo toàn giải tự chủ học tập bên trong học tập thành công tiểu tinh thanh âm liên tiếp vang lên nhậm trường sinh chỉ cảm thấy một cổ bá đạo vô song lực lượng theo thể nội truyền đến nhậm trường sinh trên tay có thể nhìn đến tầng tầng vẫy rồng dài đi ra không chỉ có như thế nhậm trường sinh trên thân một cổ cổ lão hồng hoang khí tức lan tràn ra tổ lông huyết mạch nhậm trường sinh vung tay lên chấn thiên bia xuất hiện tại nhậm trường sinh trước người nhìn lấy chấn thiên bia nhậm trường sinh nắm chặt lại quyền đầu nhất quyền đập lên Ken. kim loại tiếng va chạm truyền đến sau một khắc nhậm trường sinh phát hiện cái kia cửu phẩm tiên khí chấn thiên bia phía trên một vết nứt xuất hiện cái này đạo liệt ngân nhanh chóng lan tràn một lát bao phủ toàn bộ chấn thiên bia ao 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 tại nhậm trường sinh trận mắt hốc mồm bên trong chấn thiên bia cứ như vậy nát tiểu tinh tổ long huyết mạch mạnh như vậy sao nhậm trường sinh một mặt cuồng nhiệt đây chính là cửu phẩm tiên khí một quyền của mình đập vỡ cửu phẩm tiên khí cái này thể phách sợ là tại trong tu chân giới lại cũng không có người có thể thương tổn được chính mình tổ long huyết mạch chính là long tộc tối cao huyết mạch chủ nhân trước mắt phát huy ra uy năng bất quá là một phần ngàn tỷ đánh nát nho nhỏ tiên khí không đáng kể chút nào tiểu tinh một mặt khinh thường nói trâu bò nhậm trường sinh trong mắt sáng lên nói như vậy, về sau liền xem như độ kiếp bị xét đánh, nhầm trường sinh cũng không cần lo lắng. Đúng rồi, trận pháp toàn giải cùng đang đạo toàn giải có ý tứ gì? Tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhầm trường sinh hướng tiểu tinh hỏi lần nữa. Tu chân giới trận pháp toàn giải bao quát toàn bộ tu chân giới ngũ phẩm tiên trận phía dưới tất cả trận pháp, chủ nhân trước mắt đã toàn bộ học tập thành công, đang đạo toàn giải cũng giống như thế, chủ nhân trước mắt có thể luyện chế ngũ phẩm tiên đang phía dưới bất luận cái gì đang dược. Tiểu tinh thanh âm truyền đến. Tiên vương Long Châu đây. Tiên vương Long châu thuộc về tiên khí, chủ nhân tổ Long huyết mạch có thể trực tiếp thôi động, thôi động sau liền Kim Tiên cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Tiểu Tinh hồi đáp, Kim Tiên a. Nhậm Trường Sinh nuốt một ngụm nước bọt, thời khắc này Nhậm Trường Sinh chỉ muốn nói một câu, từ đó ta tự vô địch. Các ngươi tùy ý, Tiểu Tinh, cái kế tiếp đánh dấu chi địa ở nơi nào? Thật lâu, Nhậm Trường Sinh mở miệng lần nữa hỏi, sau một khắc đánh dấu chi địa, Thiên Lôi Điện, chủ nhân cần binh giải tán tiên tại thiên lôi điện liên tục độ kiếp 9 lần, mới tính hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được đánh dấu khen thưởng. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, binh giải, tán tiên. Chính lược thiên kiếp. Nhậm trường sinh hơi sững sờ, lập tức cười nhạt một tiếng, cái gì thiên kiếp, chút lòng thành rồi, đừng nói 9 lần, liền xem như 100 lần, hắn cũng không thèm để ý, có tổ long huyết mạch tại, sợ cái gì thiên kiếp. Tiểu tinh, ta cái gì thời điểm binh giải tán tiên đâu. Tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhậm trường sinh trên mặt làm khó lên độ kiếp cảnh cửu cửu thiên kiếp, hắn là khẳng định không thể độ, cái này thiên kiếp một khi buông xuống, sợ là liền làm bị thương chính mình cũng khó, ngược lại là không cẩn thận, thì vượt qua thiên kiếp. Đến lúc đó liền không thể binh giải, chuyển tu tán tiên. Chủ nhân có thể lấy tiên vương uy áp, áp chế thiên kiếp, tu chân giới thiên đạo quy tắc vốn là không cường, bình thường tiên vương đủ để hủy đi một thế giới nhỏ. Tiên vương uy áp đủ để cho tu chân giới thiên đạo quy tắc đáp ứng chủ nhân độ kiếp thất bại yêu cầu. Tiểu tinh thanh âm truyền đến. Còn có thể dạng này nhậm trường sinh sửng sốt một chút thiên kiếp còn có thể áp chế cảm tình cái này cái gọi là thiên kiếp cũng sợ chết trường sinh tiểu hữu có đó không vào thời khắc này ngoài mật thất truyền đến tần đế thanh âm tần đế nhậm trường sinh trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên vào đi nhậm trường sinh thản nhiên nói đa tạ trường sinh tiểu hữu tần đế điên cái rắm điên cái rắm tiếng nhập trong mật thất nhìn lấy khoanh chân tu luyện nhậm trường sinh tần đế vội vàng hướng nhậm trường sinh đi tới tần đế, có thể có chuyện gì? Nhậm trường sinh thản nhiên nói. Trường sinh tiểu hữu, lần này ta tần quốc có thể bảo toàn, vậy nhưng may mắn mà có ngươi, cái này trong không gian giới chỉ, chính là 17 triệu thượng phẩm linh thạch, đây chính là ta tần quốc, tất cả linh thạch. Tần đế đem không gian giới chỉ đưa cho nhậm trường sinh, một mặt thịt đau đường. 17 triệu A, lần này, hắn có thể không có bất kỳ cái gì bảo lưu lại, tần quốc tất cả bảo khố linh thạch, bao quát một số tần quốc đệ tử linh thạch, hiện tại cũng tại nhậm trường sinh nơi này. 17 triệu, nhậm trường sinh trên mặt dâng lên một vệt nụ cười tần đế đa tạ ngươi nhậm trường sinh đem không gian giới chỉ thu lại lập tức để tiểu tinh đem trong không gian giới chỉ linh thạch đều thu nhập trong ba lô một lát nhậm trường sinh theo kẻ nghèo hàng biến thành tiểu phú hào trường sinh tiểu hữu khách khí tần đế hít sâu một hơi trong lòng tuy nhiên thịt đau nhưng tần đế cũng là rõ ràng trước mắt nhậm trường sinh vậy tuyệt đối chỉ có thể lôi kéo chỉ cần lưng tự nhậm trường sinh cái này đại lão về sau tần quốc còn sợ ai đúng rồi tần đế cái này mấy cái tiên khí bạn thiếu gia giữ lấy chiếm chỗ ngươi thì lấy đi chơi đùa đi tự hồ nhớ ra cái gì đó nhậm trường sinh để tiểu tinh chọn lựa bốn thanh tiên khí cái này bốn thanh tiên khí một thanh kiếm một cây dao găm một cây trường cung một thanh trường kích cũng chỉ là cửu phẩm tiên khí mà thôi tính toán ra giá trị cũng liền bốn trăm ngàn thường phẩm linh thạch tần đế như thế khẳng khái hắn nhậm trường sinh không biểu hiện một chút trong lòng cũng băn khoăn nhậm trường sinh đem bốn thanh tiên khí ném cho tần đế cho ta. Bốn thanh tiên khí. Tần đế hơi sững sờ, lập tức trong mắt cuộn nóng lên. Hồng vân đại lục phía trên, tiên khí vốn là không nhiều. Toàn bộ hồng vân đại lục, có thể luyện chế tiên khí thế lực, càng là chỉ có một cái, vậy liền cổ tộc tề gia, bọn họ là luyện khí gia tộc. Nhưng người ta cổ tộc, làm sao có thể cho ngươi nho nhỏ tần quốc luyện chế tiên khí? Nam vực tần quốc, tiên khí cũng liền một thanh, tần đế không nghĩ tới, nhậm trường sinh vừa ra tay, cái kia chính là bốn thanh tiên khí. Cái này bốn thanh tiên khí, Giá trị vô cùng a, à, làm sao? Ngươi không muốn." Nhậm Trường Sinh lông mày nhíu lại. "Muốn, đương nhiên muốn." Tần Đế tiếng lên, vội vàng đón lấy, như thế, tự hồ sợ Nhậm Trường Sinh đổi ý, chê cười. "Làm sao có thể không muốn, có cái này mấy cái tiên khí tại, Tần Quốc về sau bồi dưỡng mấy cái bát kiếp cửu kiếp tán tiên, ai dám trêu chọc? Không phải liền là mấy cái rách rưới đồ chơi." Nhậm Trường Sinh khẽ lắc đầu, hiện tại cửu phẩm tiên khí tại Nhậm Trường Sinh trong mắt, cùng rách rưới không có gì khác nhau. Muốn là Tần Đế biết vừa mới đánh nát một thanh cửu phẩm tiên khí, không biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Chương 54. Các ngươi muốn muốn hại ta độ kiếp thành công không thành. Nguồn Mê truyện audio.com. Đa Tạ Trường Sinh tiên nhân. Một lát, Tần Đế cắn răng một cái, hướng nhậm Trường Sinh quỳ bái xuống dưới. Cái kia vừa quỳ, có thể nói là là Tần Đế trong lòng đã triệt để tâm phục khẩu phục, kể từ hôm nay, nhậm Trường Sinh muốn hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Mau mau xin đứng lên nhậm trường sinh đem tần đế nâng đỡ nói thế nào con hàng này cũng là linh nhi phụ thân quỳ gối con mắt của mình trước chung quy có chút không tốt đa tạ trường sinh tiên nhân tần đế trong mắt cung kính vô cùng đúng rồi không có việc gì ngươi thì đi ra ngoài trước đi nhậm trường sinh hơi hơi khô tay nói vâng tần đế cung kính lui ra 17 triệu thượng phẩm linh thạch tiểu tinh mở ra thương thành ta muốn tiêu phí tiêu phí tần đế vừa đi nhậm trường sinh vội vàng hướng tiểu tinh nói thương thành mở ra chủ nhân muốn mua gì? Tiểu tinh mở ra thương thành. Trước cho phi thiên thần hổ mua ba cái tán tiên tấn cấp thủy tinh, phi thiên thần hổ tu vi cũng quá thấp, về sau theo ta, quá rơi mặt mũi. Nhậm trường sinh hướng tiểu tinh nói, mua sắm thành công. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, 17 triệu thượng phẩm linh thạch, trong nháy mắt thiếu đi 3 triệu, nhưng nhậm trường sinh có thể không đau lòng, ba cái tán tiên tấn cấp thủy tinh. Đủ để cho phi thiên thần hổ tấn cấp thập nhị kiếp tán tiên viên mãn. Cũng chính là, Hồng Vân Đại Lục mạnh nhất cảnh giới phi thiên thần hổ đi ra quát lạnh một tiếng nhậm trường sinh đem phi thiên thần hổ kêu gọi ra rống rống phi thiên thần hổ một mặt hưng phấn chạy tới nhậm trường sinh trước mặt tiểu tinh sử dụng tán tiên tấn cấp thủy tinh sử dụng thành công chúc mừng chủ nhân thần sủng phi thiên thần hổ tấn cấp thập nhị kiếp tán tiên viên mãn chi cảnh tiểu tinh thanh âm truyền đến nhậm trường sinh trước mặt phi thiên thần hổ trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt nguyên bản chín tầng tán tiên tu vi, giờ phút này trực tiếp đạt đến, thập nhị kiếp tán tiên chi cảnh. Đúng rồi, phi thiên thần hổ vì sao không thể nói chuyện. Tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhằm trường sinh vội vàng hướng tiểu tinh hỏi. Yêu thú tu luyện, độ khó khăn tuy nhiên cao không ít, nhưng bình thường đã đến phân thần cảnh, liền có thể đơn giản hóa hình, muốn nói chuyện, tự nhiên thoải mái hơn. Nhưng từ khi thu phi thiên thần hổ, con hàng này cho tới bây giờ liền không nói lời nói. Thần sủng công năng hạn chế. Thần thú huyết mạch thấp hơn 10%, không có có tư cách nói chuyện, chỉ có thần thú huyết mạch vượt qua 10% lúc mới có thể nói lời nói. Tiểu tinh thanh âm truyền đến. Bá đạo A. À. Nhậm trường sinh cảm thán một câu, sờ lên phi thiên thần hổ, nhậm trường sinh trong mắt có chút đồng tình. Con hàng này trong khoảng thời gian này sợ là, đã nhìn gần chết. Đúng rồi, không phải mới vừa có huyết mạch tịnh hóa thủy tinh. Tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhậm trường sinh trong mắt sáng lên. Sử dụng huyết mạch tịnh hóa thủy tinh. Nhậm Trường Sinh hướng Tiểu Tinh nói, thần sủng huyết mạch tiến hóa thủy tinh sử dụng thành công, xin chủ nhân lựa chọn thần sủng. Lựa chọn Phi Thiên Thần Hổ. Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói, thần sủng huyết mạch tịnh hóa thủy tinh sử dụng 100, chúc mừng chủ nhân thần sủng Phi Thiên Thần Hổ Bạch Hổ thần thú huyết mạch tiến hóa đạt tới 11.3%, ngôn ngữ hạn chế công năng hủy bỏ, biến hóa hạn chế cần Bạch Hổ huyết mạch đạt tới 50% mới có thể hủy bỏ. Tiểu Tinh thanh âm truyền đến. Mẹ nó, lão tử rốt cục có thể nói chuyện, ngao ngao ngao. Cùng lúc đó, nhằm trường sinh trước mặt, phi thiên thần hổ tiếng hét giận dữ truyền đến, phi thiên thần hổ trên thân, khí tức xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phi thiên thần hổ trên lưng. Cái kia đôi cánh, biến đến trắng loãng vô cùng, trừ cái đó ra, phi thiên thần hổ mi tâm, cái kia chữ vương đường vân, giờ phút này càng trở nên càng thêm uy vũ. Chúc mừng chủ nhân thần sủng phi thiên thần hổ huyết mạch tiến hóa vượt qua 10%, giác tỉnh thiên phú thần thông. Cùng bạo giết hại, thần thông công năng. Độ khí tích lũy, có thể bạo phát gấp 10 lần thương tổn. Tiểu tinh thanh âm vang lên lần nữa. Gấp 10 lần thương tổn, không tệ. Nhậm Trường Sinh tán thưởng nhẹ gật đầu. Bái kiến chủ nhân. Vào thời khắc này, Bạch Hổ liền vội vàng tiến lên, hướng Nhậm Trường Sinh phủ phục xuống dưới, Bạch Hổ thần thú trên thân, khí tức cũng chậm chậm bắt đầu thu liễm. "Đứng lên đi." Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói. "Đa tạ chủ nhân." Phi Thiên Thần Hổ đứng lên. "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Tự hồ nhớ ra cái gì đó, Nhậm Trường Sinh nhíu mày hỏi. Từ khi hàng phục phi thiên thần hổ, nhậm trường sinh cũng chưa kịp lấy cái tên, một mực phi thiên thần hổ gọi như vậy lấy, cảm giác có chút không thuận miệng. Chủ nhân, ta không có tên. Phi thiên thần hổ úng thanh úng khí nói, không có tên, vậy ta thì cho ngươi lấy một cái tên, nói thế nào ngươi cũng có bạch hổ thần thú huyết mạch, bạch hổ thần thú chủ sát phạt chi lực, ngươi thì kêu đế sát. Nhậm trường sinh thản nhiên nói, đế sát, bá khí, đa tạ chủ nhân, đế sát mắt trong mừng rỡ, danh tự, hắn nghe xong thì thích đế sát, đế sát, cỡ nào bá khí, đợi một thời gian, hắn muốn trở thành yêu bên trong chi vương. Ngươi đi về trước đi. Nhậm trường sinh thản nhiên nói. Đúng, chủ nhân. Để sát về tới thần sủng không gian. Cái kia độ kiếp rồi. Nhìn lấy đế sát biến mất, nhậm trường sinh đứng lên. Lần này đánh dấu, thu hoạch không nhỏ, nhất là tổ long huyết mạch, để nhậm trường sinh bản thân, biến đến càng thêm vô địch. Nhậm trường sinh quyết định, vẫn là trước độ kiếp không đúng, là đi trước uy hiếp một chút cái thiên kiếp này. Ngày thứ hai, sáng sớm. Âm âm. Toàn bộ đại tần đế đô người còn đang trong giấc mộng, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm âm thanh. Sau một khắc, toàn bộ đại tần đế đô trên không đều bị mây đen bao phủ. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm liên tiếp vang lên. Trong đế đô, một số tu vi kém tu chân giả trực tiếp quỳ trên mặt đất. Liền xem như độ kiếp cường giả, cũng cảm giác tâm thần rung rẩy, đây là thiên kiếp, thành tiên cửu cửu thiên kiếp đây là ai dám ở ta đại tần đế đô trên không độ kiếp tần đế từ trên giường đứng lên sắc mặt âm trầm vô cùng tu chân giả độ kiếp bình thường đều chọn an tĩnh chống không người một là sợ bị cảm giác nhiễu thứ hai tự nhiên cũng là tránh cho thương tới vô tội tại cái này đế đô độ kiếp cái này mẹ nó không phải muốn đại tần đế đô tất cả mọi người chôn cùng sao có người độ kiếp hơn nữa còn là cửu cửu thiên kiếp mau đi xem một chút mau nhìn cái kia đế cung cao nhất trên nóc nhà đứng đấy không phải trường sinh tiên nhân sao thật là trường sinh tiên nhân mọi người ồn ào lên đế cung một tòa cao nhất trên nóc nhà nhậm trường sinh ngạo nghễ mà đứng tuy ý loạn phong thổi tan tóc của mình nhậm trường sinh không nhúc nhích tí nào là trường sinh tiên nhân tần đế đi ra vừa định tìm độ kiếp này người vừa nhìn thấy nhậm trường sinh đứng tại trên nóc nhà tần đế trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười trường sinh tiểu hữu là muốn độ kiếp sao tần đế hỏi dò không sai nhậm trường sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên có ai không mau mau tiến đến mời nhị tổ tam tổ đến đây hộ pháp gọi chiến tướng doanh hợp trên hạ thể chiến tướng toàn bộ đến đây bố trận vì trường sinh tiểu hữu trợ trận tần đế âm thanh lạnh lùng nói đúng đúng lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui một lát đại tần đế đô hợp thể cảnh phía trên tu chân giả toàn bộ hội tụ đế cung bên trong phía trước nhất đứng đấy chính là nhị tổ cùng tam tổ đằng sau thì là một đám tần quốc đệ tử mọi người đem nhậm trường sinh bao vây vào giữa các ngươi làm cái gì chẳng lẽ các ngươi muốn làm hại ta độ kiếp thành công hay sao? Nhậm trường sinh sắc mặt có chút khó coi đường. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 55 đây chính là vô địch tịch mịch A, nguồn. Mê truyện audio com Hại ngươi độ kiếp thành công. Nghe được nhầm trường sinh lời này, một đám người ngây ngẩn cả người, hại ngươi độ kiếp thành công. Người nào mẹ nó độ kiếp không nghĩ chính mình thành công, chẳng lẽ còn nghĩ đến chính mình muốn thất bại. Trường sinh tiểu hữu, cái này. Đi đi đi, đều rút đi. Nhầm trường sinh không nhìn được phất phất tay, muốn độ kiếp thành công còn không dễ dàng. Nhưng hắn nhầm trường sinh muốn, là độ kiếp thất bại, thất bại biết hay không vân 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 tần đế liền vội vàng đem người đều triệt hạ rầm 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 vào thời khắc này hư không tiếng sấm càng ngày càng nhiều lần từ xa nhìn lại chỉ thấy toàn bộ đại tần đế đô trên không cái kia mây đen như cùng một đầu thượng cổ hung thú động dạng khiến người ta trong lòng run sợ làm sao chậm như vậy nhậm trường sinh nhìn lấy hư không thiên kiếp nhỏ nhỏ thở dài một cái hắn dẫn động lôi kiếp đã không sai biệt lắm một canh giờ cái này lôi kiếp còn không rơi xuống cùng lúc đó đại tần đế đô bên ngoài. Gia gia, cái này đại tần đế quốc chẳng lẽ có người độ kiếp? Một vị áo tím nữ tử, thần sắc tò mò nhìn đại tần đế đô phía trên. Nữ tử sau lưng là một vị lão giả, lão giả mái tóc màu tím, xem ra có chút đặc biệt. Hẳn là cửu cửu thiên kiếp, đại tần đế quốc cũng coi như năm vực xếp hạng thứ hai thế lực, gần với chúng ta thiên lôi điện, chỉ là không biết lần này người độ kiếp là người phương nào. Lão giả thản nhiên nói. Gia gia, ta thiên lôi điện mới là nam vực chủ nhân, nếu không phải ta thiên lôi điện không muốn xen vào việc của người khác, cái này nam vực chỗ nào còn đến phiên cái khác thế lực chia cắt. Áo tím nữ tử một mặt ngạo nghễ đường. Tử nhi, thiên địa to lớn, thiên kiêu không biết bao nhiêu, nhớ lấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể xem thường bất luận kẻ nào, ngươi tuy nhiên có lôi linh chi thể, nhưng cũng phải cẩn thận mới đúng. Lão giả thở dài đường. Biết, gia gia. Áo tím nữ tử, không để bụng. Nàng lôi linh thân thể, trời sinh có thể trưởng khống lôi điện chi lực, đừng nói cái này nam vực, coi như tại cửu châu, đó cũng là đỉnh phong thiên kiêu. Oanh! Vào thời khắc này, hư không mây đen, rốt cục có như vậy một tia động tĩnh. Chỉ thấy một đạo to bằng cánh tay sấm sét màu tím, đối với nhậm trường sinh trực tiếp rơi xuống. Rốt cuộc đã đến. Nhậm trường sinh trong mắt, dâng lên một vệt nụ cười tới. Hắn đã chờ. Rất lâu. Không biết cửu cửu thiên kiếp uy thế như thế nào. Nhậm trường sinh cũng không có ngay từ đầu, thì thi triển ra tiên vương uy áp tới. Nói thế nào, cũng là thiên kiếp của mình, tốt xấu cũng muốn tượng trưng bị bổ vài cái. Đùng đùng không dứt. Lôi điện rơi vào nhậm trường sinh trên thân, một trận điện hoa bắn ra bốn phía. Tại mọi người trận mắt hốc mồm bên trong, nhậm trường sinh cũng không có xuất ra cái gì tiên khí chống cự, cứ như vậy, yên lặng chờ lấy xét đánh. Trường sinh đại ca, sẽ có hay không có sự tình? Để cung bên trong, cơ linh nhi trong mắt có chút lo lắng nói. Cái này. Tần đế hít sâu một hơi, như thế độ kiếp, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Bình thường hắn tần quốc đệ tử độ kiếp, vậy cũng là bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng đại trận hộ pháp. Ai dám giống nhậm trường sinh dạng này? Ngồi chờ xét đánh. Là trường sinh tiên nhân tại độ kiếp, nguyên lai truyền ngôn là thật, trường sinh tiên nhân bản nhân tu vi, vẫn chưa đăng lâm tiên nhân chi cảnh. Đăng lâm tiên nhân chi cảnh. Tiên nhân tính là gì? Trường sinh tiên nhân cũng là thần, là ta đại tần quốc thần, nếu ai nói trường sinh tiên nhân không phải thần, ta liều mạng với ngươi không sai, không thấy được cái kia lôi điện rơi vào trường sinh tiên trên thân thể người, trường sinh tiên nhân liền hư một chút đều không có, cùng ngạo như vậy chi tư, ai dám tranh phong. Toàn bộ đế đô, đều náo nhiệt vô cùng, tất cả mọi người, giờ phút này đều đang quan sát nhậm trường sinh độ kiếp, mà hư không nhậm trường sinh, giờ phút này cũng rốt cục, mở ra hai con mắt. Quá yếu. Nhậm trường sinh sờ lên đầu, tổ long huyết mạch tại thân, cái này thiên lôi đối nhậm trường sinh tới nói, cái kia chính là gãi ngứa ngứa, liền đâu đâu tê dại cảm giác đều không có rầm rầm rầm. Tự hồ là nhậm trường sinh hành động, nhẫn nổi giận thiên kiếp. Cái thiên kiếp này liên tục buông xuống ba đạo lôi kiếp. Đùng đùng không dứt. Lôi điện chi lực đáng sợ vô cùng, nhậm trường sinh dưới thân, cái kia phòng ốc hóa thành phế tích. Nhưng nhậm trường sinh đứng ngạo nghễ hư không, vẫn là bộ dáng lúc trước. Ngoài thành. Gia gia, mau nhìn, độ kiếp bắt đầu. Tử nhi âm thanh vang lên, một già một trẻ, hướng cái kia hư không nhìn qua, nhưng một lát, hai người đều ngây ngẩn cả người, cái thiên kiếp này uy thế là cửu cửu thiên kiếp không sai a à, thế nhưng độ kiếp người sợ là kẻ ngu vậy mà đứng đấy các loại bổ đây con mẹ nó liền xem như bọn họ thiên lôi điện thiên kiêu cái kia cũng không dám a à, cửu cửu thiên kiếp uy thế đủ để bổ như chết ba bốn kiếp tán tiên âm âm hư không lôi điện liên tiếp rơi xuống nhậm trường sinh đứng ở nơi đó không có chút nào muốn động dáng vẻ để đô bên trong mọi người đã nhìn đến chết lặng đây mới thật sự là thiên kiêu để cung bên trong nhị tổ nhỏ nhỏ thở dài một cái, nhớ năm đó, hắn lúc độ kiếp, tay cầm tiên khí, phí tổn 10 năm bày ra tuyệt thế đại trận, lại thêm tầng quốc đệ tử hộ pháp, nhưng như cũ, vẫn là thất bại. Mà nhậm trường sinh đâu? Thì đứng như vậy bị bổ. Lại một chút việc đều không có, đây chính là chênh lệch. Mau nhìn, lượt thiên kiếp thứ sáu xuống. Rống rống. Hư không thiên kiếp, triệt để giận lên, chỉ thấy kiếp vân bên trong, vô số lôi điện chi lực hội tụ thành một đầu lôi lông, gầm thét hướng nhậm trường sinh đập xuống. Ông ông Sức mạnh mang tính hủy diệt Đem nhậm trường sinh chung quanh phương viên hơn ngàn trượng Hóa thành phế tích Thiên lôi, khủng bố như vậy Đùng đùng không dứt Nhưng sau một khắc, mọi người hai con mắt Lần nữa hội tụ đến nhậm trường sinh trên thân Thiếu niên kia, vẫn là không nhúc nhích Tự hồ thiên kiếp mạnh hơn Hắn cũng không có để ở trong lòng Có lẽ, đây chính là tịch mịch Thẳng đến lượt thiên kiếp thứ tám rơi xuống Nhậm trường sinh mới nhỏ nhỏ thở dài một cái Tổ long huyết mạch A thật sự là quá biến thái hắn giờ phút này chỉ là muốn dâng lên đau một chút cảm giác đến đều khó khăn như vậy sao lượt thiên kiếp thứ tám không đã thương được hắn mảy may ngoài thành cái này còn là người sao tử nhi gương mặt thất thần nàng tự nhận là thiên tư trác tuyệt nam vực bên trong nàng xem thường bất luận kẻ nào nhưng giờ phút này nàng mới biết được thiên hạ to lớn thiên kiêu nhiều không kể xiết nàng quá non người này đến cùng là ai ngành kháng thiên kiếp sợ là chuyển tu thành tán tiên cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua thập nhị kiếp đến lúc đó trực tiếp chứng đạo kim tiên thiên hạ kính ngưỡng a à. lão giả sợ hãi thang nói trong lòng ông lão càng là chấn động vô cùng hán thiên lôi điện cũng là chơi lôi nhưng cũng không dám chơi như vậy a à. thiếu niên kia thể phách đến cùng bực nào đáng sợ mới dám hoàn toàn không nhìn thiên kiếp tử nhi hiện tại ngươi biết thiên hạ đáng sợ sao lão giả trầm giọng nói tử nhi biết tử nhi lắp bắp nói thiếu niên kia cái kia đáng sợ độ kiếp phương thức. Giờ phút này càng là thật sâu khắc sâu vào trong đầu của nàng, để cho nàng, khó có thể quên. Đợi khi tìm được thiên lôi tiên trượng, ta thì trở lại thiên lôi điện, ta phải dùng thiên lôi pháp trượng đoán tạo ra mạnh nhất thiên lôi pháp thể, giống như hắn độ kiếp. Tự nhiên ngẩng đầu, đột nhiên mặt mũi tràn đầy kiên định nói, ngươi. Lão giả cười khổ một tiếng, thiên lôi pháp thể. Cái kia cũng không dám như thế độ kiếp a, nhìn lấy tử nhi, lão giả khẽ lắc đầu, nhưng lão giả lại không có nói toạc. Người trẻ tuổi, có chút ý nghĩ, luôn luôn tốt. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 56 Tiên vương buông xuống, tiên trung chi vương, tăng thêm chương tiết. Nguồn Mê truyện audio chấm con. Đi thôi, chúng ta đi trước đại tầng đế đô, nghe đồn cái này nắm giữ ta thiên lôi điện thiên lôi tiên trường thiếu niên, gọi là nhậm trường sinh, người này cũng tới đại tần đế quốc. Lão giả trầm giọng nói Nhậm trường sinh Tử nhi có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu Oanh Nhưng vào thời khắc này, hư không lại rung động dữ dội Hư không bên trong, cái kia đáng sợ thiên kiếp Giờ phút này điên cuồng lăn lộn, chung quanh vô cùng vô tận linh khí, nhanh chóng hướng kiếp vân kia tụ đến. Không tốt, đây là thiên kiếp biến dị, cái này thiên kiếp vậy mà giờ phút này còn tại hội tụ thiên địa lực lượng, sợ là đã bị thiếu niên này chọc giận. Thiên kiếp mặc dù không có ý thức, nhưng là thiên đạo một bộ phận, thiếu niên này quá yêu nghiệt, liền xem như thiên địa, vậy cũng không thể tha cho hắn. Lão giả trong mắt ngưng trọng vô cùng. Tử Nhi, hai con mắt cũng lần nữa nhìn về phía hư không. Thiếu niên kia, có thể hay không tiếp tục ngăn trở? Để cung chuyện gì xảy ra? Tần đế bọn người, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Hư không thiên kiếp uy áp, giờ phút này trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần, cái kia cổ uy thế, đủ để cho tám chín kiếp tán tiên động dung. Đây là thiên kiếp biến dị. Nhị tổ âm thanh rung rẩy đường. Thiên kiếp biến dị. Cái kia tại trong truyền thuyết xuất hiện qua, có thể gây nên thiên kiếp biến dị, không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa một số tuyệt thế yêu nghiệt, những thứ này yêu nghiệt, mỗi một cái, đều đáng sợ vô cùng. Trường sinh đại ca chẳng phải là gặp nguy hiểm, Cơ Linh Nhi vội vàng nói. Hy vọng hắn không có việc gì. Tam tổ trầm giọng nói, thiên kiếp biến dị, nhậm trường sinh thiên kiếp, đã cùng phổ thông cửu cửu thiên kiếp không giống nhau, cái này thiên kiếp uy thế, sợ là so với tán tiên thiên kiếp, còn còn đáng sợ hơn. Không sai biệt lắm. Mà giờ khắc này, nhậm trường sinh nhìn lấy hư không thiên kiếp, lại thở dài một cái. Không sai biệt lắm, cái kia kết thúc, bằng không đợi một chút, hắn thì thật độ kiếp thành công. Thiên kiếp biến dị, không có ý tứ, nhậm trường sinh không hiểu, cũng lười đi hiểu, nhậm trường sinh chỉ biết là mặc cho cái này thiên kiếp lại thế nào biến hóa vậy cũng không đã thương được chính mình tiểu tinh kích hoạt tiên vương uy áp đi nhậm trường sinh hướng tiểu tinh trầm giọng nói tiên vương uy áp kích hoạt thành công tiểu tinh thanh âm truyền đến sau một khắc hư không nhậm trường sinh khí tức trên thân đột nhiên thay đổi nhậm trường sinh sau lưng giờ phút này càng là có thể nhìn đến vô số dị tượng xuất hiện âm âm thiên địa run rẩy trong đế đô mọi người chỉ cảm thấy một cổ vô thượng uy áp từ thiên địa mà đến. Cái kia cổ uy áp, giống như viễn cổ vương, lại tự hồ cổ lão tiên, khiến người ta nhìn không được, quỳ trên mặt đất. Đây là cái gì? Ngoài thành, lão giả trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn quỳ xuống, không có chút nào dấu hiệu, tự hồ, là cần phải, hắn nên quỳ xuống. Tử nhi, cũng quỳ xuống. Cái kia cổ uy áp. Tử nhi trong mắt kinh hải chính là vô cùng, ngẩng đầu hướng hư không nhìn qua, chỉ thấy đại tần đế quốc trên không, xuất hiện một đạo ánh sáng ống ánh trụ, cái kia quan trụ, từ thiên địa mà đến. Có người. Hư không nhậm trường sinh, quét ngoài thành liếc một chút. Từng hư. Tử Nhi chỉ cảm thấy hai mắt mù, quanh người nàng, giờ phút này tự hồ toàn bộ thế giới đều nổ. Tử Nhi trong miệng, từng tia từng tia máu tươi tràn ra tới. Đây là cái gì? Tử Nhi trong lòng, điên cuồng 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 lấy, thật là đáng sợ, một đạo ánh mắt, kém chút để nàng đạo tâm vỡ vụn, để cho nàng lâm vào cái kia chỗ vạn kiếp bất phục. Tử Nhi, nhanh nằm rạp trên mặt đất, đây là tiên vương, là tiên giới tiên vương buông xuống là tiên vương A. Lão giả gầm nhẹ âm thanh vang lên, hắn giờ phút này, toàn bộ thân thể nằm sấp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, đến mức ngẩng đầu, càng là không dám. Tiên vương. Tử nhi mặt mũi tràn đầy rung động. Tiên vương buông xuống. Như thế nào tiên vương? Tiên trung chi vương. Tu chân giả độ kiếp thành công, có thể đăng lâm đại thừa chi cảnh, đại thừa cảnh giới là tiên nguyên lực chuyển hóa một cái quá trình, một khi tiên nguyên lực chuyển hóa thành công, liền có thể đăng lâm tiên giới. Trong tiên giới, vừa mới chuyển hóa hết tiên nguyên lực tiên nhân, gọi là hư tiên, loại này tiên nhân tu vi thấp nhất. Tiếp theo là địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, tiên tôn. Tiên vương, đó là tiên giới tuyệt thế cường giả. Gia. Gia gia, cái này tiên vương làm sao có thể? Im miệng. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, trong mắt của hắn, mang theo hoảng sợ. Tiên vương cường giả, đó là tiên giới vương, bọn họ thần thông quảng đại, coi như nghị luận, vậy cũng sẽ gây nên chú ý, rất có thể, gây nên tiên vương tức giận. Ta ta. Tử Nhi cả người phủ phục trên mặt đất, nhưng trong lòng của nàng lại nổi lên thiếu niên kia bóng người, cái kia đạo ánh mắt thật là đáng sợ. Hắn đến cùng là ai? Tử Nhi trong lòng điên cuồng cuồng cùng lấy. Để đô. Để cung bên trong. Giờ phút này tất cả mọi người đều nằm sấp trên mặt đất, để đô trên không có thể nhìn đến, tầng tầng tường vân bao phủ lại nhậm trường sinh, nhậm trường sinh quanh người huyển hóa thành tiên cảnh. Đây chính là tiên vương uy áp. Nhậm trường sinh trong lòng, cũng chấn động vô cùng. Tiên vương, quá mạnh, bất quá là uy áp, tại cái này giới, sợ là thập nhị kiếp tán tiên, đều không dám phản kháng. Ông ông. Nhậm trường sinh bên cạnh, hư không giờ phút này tự hồ, trùng điệp. Đây là có chuyện gì? Nhậm trường sinh vội vàng hướng tiểu tinh hỏi. Chủ nhân thi triển tiên vương uy áp, cái này uy áp đã vượt ra khỏi tiểu thế giới thiên đạo quy tắc tiếp nhận cực hạn, chủ nhân quanh người hư không đã bắt đầu sụp đổ. Tiểu Tinh âm thanh vang lên, khủng bố như vậy. Nhậm Trường Sinh hít sâu một hơi, lập tức vươn tay hướng hư không một chút, răng rắc. Nhậm Trường Sinh điểm này gây gớm, chỉ thấy Nhậm Trường Sinh đầu ngón tay rơi xuống địa phương, xuất hiện một vết nứt. Cái kia vết rách điên cùng hướng chung quanh lan tràn, bất quá phút chốc đã tràn lan lên ngàn trường. Quá mạnh. Nhậm Trường Sinh trong mắt cực kỳ chấn động, một chỉ điểm nát hư không, liền tiểu thế giới thiên đạo đều không chịu nổi trên người hắn uy áp đây chính là tiên vương tiên trung chi vương a ta muốn trở thành tiên vương nhậm trường sinh trong lòng nói thầm tiên vương đây mới thực sự là cường giả tiên giới đó mới là đại thế giới mới là hắn nên đi địa phương ngươi ngươi là ai nhưng vào thời khắc này hư không bên trong truyền đến một đạo yếu ớt ý niệm theo đạo ý niệm này nhậm trường sinh hướng hư không nhìn qua cái thiên kiếp này giờ phút này đã tiêu tán tại tiên vương uy áp dưới thiên kiếp căn bản chẳng đáng là gì ta trường sinh tiên vương nhậm trường sinh thanh âm trầm thấp vang lên cái này ý niệm khẳng định là tiểu thế giới này thiên đạo quy tắc thiên đạo quy tắc là tiểu thế giới căn bản cái này quy tắc không cảm tình chỉ là một cái công cụ nhưng chỉ cần có vượt qua tiểu thế giới này lực lượng xuất hiện vậy hắn sẽ xuất hiện tiên vương chi cảnh nên ở tại tiên giới bên trong ngươi vì sao xâm nhập hạ giới ý niệm lần nữa truyền đến đừng nói nhảm ta muốn ngươi để cho ta độ kiếp thất bại, bằng không mà nói, hôm nay ta liền đem mảnh thế giới này chấn vỡ, để ngươi cái này nho nhỏ thiên đạo quy tắc, như vậy tiêu tán. Nhậm trường sinh lãnh ngạo thanh âm, tại hư không vang lên. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 57 Binh giải tán tiên, dòa sợ thiên lôi điện trưởng lão. Nguồn Mê truyện audio com Cái này thiên đạo quy tắc, tuy nhiên không cảm tình, không sợ hãi cái chết, nhưng thiên chức của hắn lại là thủ hộ tiểu thế giới này. Nhậm trường sinh muốn chấn vỡ tiểu thế giới này, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý ngươi vì sao muốn độ kiếp thất bại, lực lượng của ngươi đã đủ để tiến vào tiên giới. Ý niệm truyền đến, đừng nói nhảm. Nhậm trường sinh thanh âm lạnh lùng vang lên, nhậm trường sinh trên thân, tiên vương uy áp, đáng sợ vô cùng. Nhưng nhậm trường sinh trong lòng, lại có chút bận tâm, cái này thiên đạo quy tắc, sẽ lên làm sao? Phải biết, hắn tiên vương uy áp, cũng chỉ là con cọp giấy mà thôi. Ông ông! Vào thời khắc này, hư không bên trong, kiếp vân kia, bắt đầu từ từ tán đi. Độ kiếp, kết thúc. Thành công! Nhậm trường sinh có chút dừng lại, nhưng một lát, nhậm trường sinh trong mắt sáng lên hư không bên trong, cũng không độ kiếp thành công dị tượng buông xuống, tu vi của mình, còn tại độ kiếp chi cảnh. Độ kiếp, thất bại. Ông ông. Hư không vô số linh khí, lần nữa hướng nhậm trường sinh bao phủ mà đến, một lát, nhậm trường sinh cái kia độ kiếp viên mãn tu vi, giờ phút này tự chủ, chuyển hóa thành tán tiên. Nhất trọng tán tiên. Binh giải thành công. Cái này thiên đạo quy tắc, chẳng những để nhậm trường sinh độ kiếp thất bại, hơn nữa còn trợ giúp nhậm trường sinh binh giải thành công, để nhậm trường sinh chuyển hóa thành tán tiên tính ngươi thức thời. Nhậm trường sinh khóe miệng dương lên, sau một khắc, nhậm trường sinh trên người tiên vương uy áp, từ từ tán đi. Nhậm trường sinh sau lưng, cái kia đáng sợ dị tượng, cũng tiêu tán. Ông ông. Hư không, lần nữa khôi phục bình thường. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta làm sao quỳ trên mặt đất? Giống như có một cổ lực lượng vô danh, để cho ta không tự chủ được quỳ bái xuống dưới. Ta cũng vậy toàn bộ đế đô, vô số tu chân giả, gương mặt kinh nghi, một khắc này, bọn họ tự hồ liền thân thể của mình, đều đã mất đi khống chế, thân thể của bọn hắn không tự chủ được, quỳ bái tại trên mặt đất. Đây là cái gì lực lượng? Đế cung bên trong. Tần đế mặt mũi tràn đầy kinh hãi chính là từ dưới đất đứng lên, không ngừng tần đế, liền nhị tổ cùng tam tổ, giờ phút này cũng đầy mặt chấn kinh, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ? Tự hồ nhớ ra cái gì đó, hai người liếc nhau, đồng thời thấy được trong mắt đối phương bất ngờ. Tiên vương. Cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên vương a, cái này Hồng Vân Đại Lục làm sao có thể xuất hiện tiên vương cường giả? Mà lại vừa mới vị này tiên vương là ai? Ông ông. Vào thời khắc này, nhậm Trường Sinh bóng người theo hư không rơi xuống. Ngoài thành. Thật đáng sợ. Lão giả đứng lên, trong mắt kinh nghi bất định. Lần nữa hướng Đại Tần Đế Đô trên không nhìn qua, chỗ nào đã bình tĩnh lại đến mức cái kia độ kiếp người thành công phải chăng? Không người biết được. Gia gia tử nhi hít sâu một hơi. Hôm nay, là nàng cả một đời, chấn động nhất một ngày, không nói cái kia đáng sợ thiếu niên độ kiếp, thiếu niên cái kia một đạo ánh mắt, càng làm cho nàng cả một đời, cũng khó có thể quên. Đừng nói chuyện. Lão giả thanh âm trầm thấp vang lên. Tiên vương rời đi. Nhưng coi như như thế, hắn cũng không dám nói đến mảy may, vô thượng tiên vương, thủ đoạn bực nào đáng sợ, chỉ cần bọn họ nhấc lên một chữ, sợ là đều muốn bị cảm ứng được. Ưm ừ, ưm. Tử nhi vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu cái kia độ kiếp người. Tự hồ nhớ ra cái gì đó, tử nhi trong mắt, tinh mang lóe lên. Thiếu niên kia, độ kiếp thành công không? Cái kia tiên vương, lại đến cùng là ai? Là thiếu niên kia sao? Cái này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta trực tiếp đi đại tầng đế quốc, chỉ cần tìm được nhậm trường sinh, mang về chúng ta thiên lôi điện thiên lôi tiên trượng là được. Lão giả trầm giọng nói. Vâng. Tử nhi đáp ứng xuống. Một lát, hai người hướng đại tầng đế đô mà đi. Cùng lúc đó, để cung bên trong trường sinh đại ca nhìn đến nhậm trường sinh trở về cơ linh nhi liền vội vàng tiến lên tần đế bọn người cũng hướng nhậm trường sinh đi tới ta không sao nhậm trường sinh cười nhạt một tiếng trường sinh tiên nhân ngươi đây là nhị tổ nhìn lấy nhậm trường sinh thần sắc âm thầm biến đổi nhậm trường sinh trên thân khí tức cũng không phải đại thừa chi cảnh mà chính là một kiếp tán tiên nhậm trường sinh độ kiếp thất bại rồi điều đó không có khả năng nhị tổ trong lòng nói thầm vừa mới hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, lực thiên kiếp thứ 8 đều không đã thương được nhậm trường sinh, lực thiên kiếp thứ 9 coi như biến dị, sợ là cũng khó không được nhậm trường sinh. Nhậm trường sinh là cố ý tưới nước, độ kiếp thất bại. Các ngươi đoán không lầm, ta độ kiếp thất bại, binh giải tán tiên. Nhậm trường sinh một mặt cười hiếp mắt nói. Như thế, từ hồ độ kiếp thất bại, đến cỡ nào vui vẻ đồng dạng. Trường sinh tiểu hữu, tán tiên kỳ thật cũng không tệ. Tần Đế muốn an ủi Nhậm Trường Sinh vài câu, nhưng nhìn lấy Nhậm Trường Sinh cái kia một mặt cười hiếp mắt gương mặt, hắn giờ phút này ngược lại không biết mình phải an ủi như thế nào. Nhậm Trường Sinh không thực sự cố ý a à, bẩm báo bệ hạ, thiên lôi điện trưởng lão cầu kiến. Vào thời khắc này, một vị tần quốc đệ tử đột nhiên tiến lên, cùng kính nói: Thiên lôi điện. Tần Đế có chút dừng lại, lập tức chân mày cau lại. Thiên lôi điện từ trước đến nay thần bí, nam vực bên trong, tuy nhiên thiên lôi điện không quản sự, nhưng Tần Đế cũng không dám xem thường. Thiên Lôi Điện. Xếp tại Nam vực đệ nhất. Đã từng. Hắn gặp được Thiên Lôi Điện một vị trưởng lão, tần đế coi là chính mình đại tần đế quốc nói thế nào cũng xếp tại Nam vực thứ hai, coi như so với Thiên Lôi Điện không bằng, cũng sẽ không kém bao xa. Nhưng nhìn thấy người kia về sau, trong lòng của hắn cũng không dám nữa xem thường Thiên Lôi Điện. Vị kia Thiên Lôi Điện trưởng lão lại là một vị thập kiếp tán tiên. Bọn họ có thể có chuyện gì? Tần đế trầm giọng nói. Bẩm báo bệ hạ, hai người chỉ nói cầu kiến bệ hạ vì tìm một người đến mức người này là ai hắn cũng không có nói còn nói ngay tại bệ hạ trong cung phía dưới nam tử vội vàng nói a à. tần đế trong mắt tinh mang lóe lên ngươi để bọn hắn hơi đợi một lát ta chờ một chút liền đi tần đế âm thanh lạnh lùng nói đúng đúng người phía dưới nhanh chóng thối lui trường sinh tiểu hữu ta cái này còn có một số việc ngươi nhìn tần đế nhìn lấy nhậm trường sinh có chút ngượng ngùng nói tần đế khách khí ngươi đi mau đi, ta độ kiếp hoàn tất, chính tốt 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 cũng cố một chút tu vi, lại nói, còn có Linh Nhi bồi tiếp ta đây. Nhậm trường sinh cười nói. Cáo từ. Tần đế hơi hơi chắp tay, theo tức trời đi. Thiên lôi điện. Nhậm trường sinh khóe miệng dương lên, một lát, nhậm trường sinh cùng Linh Nhi về tới thiên tài trong điện. Đánh dấu hoàn thành, mà lại chính mình tu vi cũng đạt tới tán tiên chi cảnh, tiếp đó, hắn nên rời đi. Thiên tài trong điện. Ngươi muốn rời khỏi linh nhi đứng tại nhậm trường sinh bên người thân thể hơi hơi cứng đờ nàng đã sớm biết nhậm trường sinh sẽ rời đi nhưng nàng lại không nghĩ rằng một ngày này tới nhanh như vậy cái này khiến nàng có chút trở tay không kịp linh nhi thiên phú quá kém nhìn lấy linh nhi cái kia lo được lo mất dáng vẻ nhậm trường sinh trong lòng nói thầm chân lông truyền thừa mặc dù không tệ nhưng so với hắn đến nhưng lại không biết kém bao xa tiểu tinh nhưng có tăng lên thiên phú đồ vật tự hồ nhớ ra cái gì đó nhậm trường sinh hướng tiểu tinh hỏi chủ nhân muốn muốn tăng lên cái gì thiên phú? Tiểu tinh bóng người, xuất hiện ở nhậm trường sinh trước mặt. Không phải ta, là Linh Nhi. Nhậm trường sinh trầm giọng nói. Thiên phú của hắn. Còn dùng tăng lên sao? Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 58 Cải tạo linh nhi thánh thể, lục kiếp liền hàng Nguồn Mê truyện audio.com Linh nhi cô nương nắm giữ chân long truyền thừa, ngàn vạn năm bên trong, có hy vọng đăng lâm tiên vương chi cảnh. Tiểu tinh thanh âm truyền đến. Ngàn vạn năm, quá chậm. Nhậm trường sinh khẽ lắc đầu nói, mà lại tiên vương, đây cũng quá thấp một ngàn vạn năm về sau, sợ là hắn nhậm trường sinh đều vô địch, mà Linh Nhi, mới tiên vương mà thôi. Có hay không thích hợp tăng lên Linh Nhi thiên phú bảo vật? Nhậm trường sinh trầm giọng nói. Lựa chọn một. Dung hợp cùng chủ nhân một dạng tổ long huyết mạch, tổ long huyết mạch hạng mức cao nhất vì hỗn độn cảnh, vượt xa khỏi tiên vương cảnh giới. Lựa chọn hai. Tước đoạt Linh Nhi cấp thấp chân long huyết mạch, dung hợp thánh thể, thánh thể có thể tăng lên, hạng mức cao nhất đồng dạng vì hỗn độn cảnh. Tiểu tinh thanh âm truyền đến. Tổ Long huyết mạch. Thánh thể. Nhậm Trường Sinh trong mắt phát sáng lên, Tổ Long huyết mạch Nhậm Trường Sinh đã cảm thụ qua, xác thực rất mạnh. Một khi dung hợp, đủ để tại Hồng Vân Đại Lục vô địch. Đến mức thánh thể, Nhậm Trường Sinh còn chưa thấy qua. Tổ Long huyết mạch cần bao nhiêu linh thạch? Nhậm Trường Sinh trầm giọng nói. 10 tỷ cực phẩm tiên tinh. Tiểu tinh thanh âm truyền đến. Cái gì? Nhậm Trường Sinh hơi hơi ngẩn ngơ. 10 tỷ cực phẩm tiên tinh? cái gọi là tiên tinh, đó là tiên giới linh thạch, thứ này trân quý giống nhau vô cùng. Có thể nói, Hồng Vân Đại Lục phía trên có thể tìm tới mấy cái hạ phẩm tiên tinh, cũng không tệ rồi, chớ nói chi là 10 tỷ cực phẩm tiên tinh. Vậy chỉ có thể lựa chọn thánh thể. Nhậm trường sinh trầm giọng nói. Chủ nhân mời lựa chọn thánh thể loại hình. Tiểu tinh thanh âm truyền đến. Linh nhi trên người có chân lông truyền thừa, vậy liền lựa chọn một cái cùng rồng tương quan thánh thể. Nhậm trường sinh trầm giọng nói. Lựa chọn thành công lựa chọn một chân long thánh thể sơ cấp thánh thể 10 triệu thượng phẩm linh thạch có thể mua mua dung hợp sau có thể hóa thân chân long chiến lực tăng lên gấp 10 lần hồng vân đại lục trước mắt thánh thể bên trong đứng hàng thứ nhất lựa chọn 2. huyết long thánh thể sơ cấp thánh thể 10 triệu thượng phẩm linh thạch nhậm trường sinh trước mặt xuất hiện từng dãy thánh thể lựa chọn cái này sơ cấp thánh thể có ý tứ gì nhậm trường sinh trầm giọng hỏi sơ cấp thánh thể cái kia chính là kém nhất thánh thể cũng là mục đích chủ nhân trước có thể mua mua được thánh thể, bất quá liền xem như kém nhất thánh thể, tại Hồng Vân đại lục, cái kia cũng không người là đối thủ. Tiểu Tinh Thanh âm truyền đến. Kém nhất thánh thể? Nghèo rớt mồng tơi a. À. Nhậm Trường Sinh nhỏ nhỏ thở dài một cái, bắt đầu nhậm Trường Sinh coi là chính mình 10 triệu linh thạch, làm sao cũng coi là tiểu tư sản, nhưng hiện tại xem ra. Đây bất quá là mới bắt đầu. Thì lựa chọn Chân Long thánh thể đi. Nhậm Trường Sinh trầm giọng nói. Mua sắm thành công chủ nhân phải chăng sử dụng tiểu tinh thanh âm lần nữa truyền đến trường sinh đại ca ngươi đi đi linh nhi sẽ cố gắng tu luyện nhất định sẽ đuổi kịp ngươi lần sau gặp nhau linh nhi tuyệt đối sẽ không để trường sinh đại ca mất mặt vào thời khắc này linh nhi ngẩng đầu một mặt kiên định nhìn lấy nhầm trường sinh nói linh nhi nhắm mắt lại nhìn lấy linh nhi nhầm trường sinh đột nhiên khẽ cười nói ngươi muốn linh nhi khuôn mặt hơi đỏ lên lập tức lông mi run rẩy nhắm mắt lại tiểu tinh, sử dụng chân long thánh thể, đối tượng. Linh Nhi. Sử dụng thành công. Chân long thánh thể dung hợp bắt đầu, tiến độ 1%, 2%. Dung hợp thành công. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, nhậm trường sinh trước mặt, Linh Nhi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo, tràn vào trong cơ thể của mình. Sau một khắc, thân thể của nàng, bắt đầu cải tạo. Phanh phanh phanh. Linh Nhi trên thân, y phục trực tiếp vỡ nát. Một mảnh xung quanh hiện lên ở nhậm trường sinh trước mặt đậu phộng. Nhậm trường sinh cả người trong nháy mắt ngay dại, da thịt tuyết trắng, chân thon dài, linh nhi toàn bộ thân thể, giờ phút này hoàn toàn hiện ra ở, nhậm trường sinh trước mặt. Rống rống. Vào thời khắc này, linh nhi sau lưng, một đạo tiếng long ngâm vang lên. Đồng thời, linh nhi trên thân, khí tức bắt đầu bạo tăng. Ông ông. Bất quá một lát, linh nhi tu vi, tăng lên tới hợp thể chi cảnh, cái này vẫn chưa xong, linh nhi tu vi, còn tại soạt soạt soạt, soạt tăng lên. Không tốt, độ kiếp đỉnh phong bất quá một canh giờ, Linh Nhi tu vi đã đăng lâm độ kiếp đỉnh phong chi cảnh. Hư Không khí tức ngột ngạt, lần nữa bao phủ mà đến. Chuyện gì xảy ra, lại là Thiên Kiếp? Trên đại điện, thời khắc này Tần Đế trực tiếp đứng lên. Hư Không bên trong, mây đen lần nữa bao phủ mà đến, đây cũng là người nào? Muốn độ kiếp rồi. Rầm rầm rầm. Thiên tài trong điện, Linh Nhi trên thân, khí tức thẳng phá độ kiếp viên mãn, Thiên Kiếp buông xuống mà đến, thời khắc này Linh Nhi lại tự hồ như không có cảm thấy được đồng dạng phanh phanh phanh. Nhưng vào thời khắc này, Linh Nhi thân thể, đột nhiên tại nhậm trường sinh trước mặt nổ tung, đồng thời, một cổ chân long uy áp, tại hư không tụ đến. Cái kia uy áp, nhanh chóng hội tụ hư không huyết khí. Đồng thời, một bộ hoàng mỹ thân thể, tại nhậm trường sinh trước mắt, từ từ hình thành, bằng phẳng bụng dưới, chân thon dài, ngọc ngẫu giống như cánh tay. Cái kia tựa hồ, là giữa thiên địa hoàng mỹ nhất kiệt tác. Ung ục, bắt đầu nhậm trường sinh, còn có chút bận tâm. Nhưng một lát, nhậm trường sinh nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, mẹ nó, muốn không phải thời khắc này Linh Nhi tại tái tạo thánh thể, hắn sớm liền không nhìn được. Ông ông. Bất quá một lát, Linh Nhi trên thân, khí tức lần nữa thay đổi. Một cổ tiên khí, theo trên người của nàng lan tràn ra. Nhất trọng tán tiên. Nhậm trường sinh hơi sững sờ, Linh Nhi tự chủ chuyển tu tán tiên. Đây là có chuyện gì? Nhậm trường sinh vội vàng hướng tiểu tinh hỏi, Linh nhi cô nương tự chủ hủy đi lúc đầu nhục thân, lựa chọn độ kiếp thất bại, chuyển tu tán tiên, nàng bây giờ đã là nhất trọng tán tiên chi cảnh. Tiểu Tinh hồi đáp: Thì ra là thế. Nhậm Trường Sinh nhẹ gật đầu. Phanh phanh phanh. Nhưng sau một khắc, Linh nhi trên thân, khí tức kia đột nhiên lần nữa tăng vọt. Nguyên bản nhất trọng tán tiên tu vi, giờ phút này trực tiếp đột đột đột, bạo đã tăng tới ngũ kiếp tán tiên chi cảnh. Rầm rầm rầm. Để cung trên không, nguyên bản tán đi kiếp vân, lần nữa tụ đến tán tiên kiếp. Lão giả và tử nhi cũng không nhìn được đứng lên. Hư không thiên kiếp, bắt đầu là cửu cửu trọng kiếp, nhưng giờ phút này lại trở thành tán tiên kiếp, hơn nữa còn không phải tầm thường tán tiên kiếp. Gia gia. Tử nhi trong mắt, có chút kinh nghi. Cái này đại tận đế quốc, đến cùng nơi quái quỷ gì? Cái này vừa mới có người độ biến dị thiên kiếp, hiện tại lại có người độ tán tiên kiếp. Tần đế, không biết quý quốc, người nào độ kiếp? Lão giả trầm giọng hỏi. Cái này tần đế mày nhăn lại, mẹ nó, hắn cũng không biết a, à, đến mức nhị tổ cùng tam tổ, điều đó không có khả năng, trừ phi cái này hai lão gia họa chính mình muốn chết. Mà lại nhị tổ tam tổ độ kiếp, sao lại không nói trước nói cho hắn biết, để hắn mang theo toàn bộ đại tần đế quốc cường giả vì bọn họ hộ pháp. Chẳng lẽ, lại là trường sinh tiên nhân? Tần đế nói thầm. Rầm rầm rầm. Vào thời khắc này, hư không bên trong, tiếng sấm âm thanh liên tiếp vang lên, tại ba người trận mắt hốc mồm bên trong, hư không bên trong, đồng thời xuất hiện sáu cái mây đen vòng xoáy. Sáu lực thiên kiếp. Đồng thời buông xuống. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đồng hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ chương 59. Ngươi nhìn, hắn đến rồi. Nguồn. Mê truyện audio com Gia Gia, đây là sáu người cùng một chỗ độ kiếp sao. Tử nhi một mặt đần độn đường. Đầu óc của nàng, có chút không đủ dùng. Dựa theo lẽ thường, chỉ có thể như thế, bất quá cái này thiên kiếp khí tức, giống như đúc, nhìn hắn bộ dáng, giống như độ kiếp này người, là cùng một người. Lão giả cau mày nói. Tần đế. Một lát, hai người hai con mắt, rơi vào tần đế trên thân mẹ nó, đừng hỏi ta, ta cũng không biết, có ai không, phân phó, có không muốn chết, đều cho ta lăn ra đế cung. Tần đế thanh âm, tại đại điện vang lên. Sáu người độ kiếp A, bất kể là ai. Một khi cái này thiên kiếp rơi xuống, sợ là toàn bộ đế cung, giờ phút này đều muốn trực tiếp hóa thành phế tích, tần quốc đệ tử không đi, chờ chết ở đây A, tần đế, ngươi đi nơi nào. Lão giả nhịn không được nói. Lão tử muốn đổi cái đế đô. Tần đế âm thanh vang lên, lập tức đi thẳng, trên đại điện, lưu lại lão giả hai người một mặt trận mắt hốc mồm, thay cái đô thành. Cái này sợ là tâm tính sập. Đi xem một chút cái này đều độ kiếp người là người nào. Lão giả trầm giọng nói. Ưm ừ, ưm. Hai người, rời đi đại điện. để đô bên ngoài. Giờ phút này toàn bộ đế đô người, đều bị tầng đế dời đi đi ra, đế đô trên không, sáu cái kiếp vân, như là sáu cái thượng của hung thú, nhìn xuống mọi người. tần đế. tần đế. Nhị tổ cùng tam tổ, thần sắc kinh nghi xuất hiện tại tầng đế bên cạnh cái này trường sinh tiên nhân vừa mới độ kiếp hoàn tất. Người nào, lại tại độ kiếp? Đúng rồi, trường sinh tiên nhân đâu? Tự hồ nhớ ra cái gì đó, tần đế liền vội vàng hỏi. Trường sinh tiên nhân cùng thập thất công chúa còn tại thiên tài trong điện, vừa mới đi vội vàng, lão phu ngược lại là quên tiếng đến nhắc nhở trường sinh tiên nhân. Nhị tổ vội vàng nói. Cái kia linh nhi. Tần đế thần sắc, hơi đổi. Tần đế yên tâm, có trường sinh tiên nhân tại, linh nhi khẳng định không có việc gì. Tam tổ an ủi trường sinh. Tần đế hít sâu một hơi. Rống rống. Nhưng vào thời khắc này, một đạo tiếng gầm vang lên, sau một khắc, chỉ thấy cái kia sáu tòa kiếp vân phía dưới hư không, một đầu hơn ngàn trường chân long, đột nhiên biến ảo mà ra. Chân long dị tượng, cái này là chân long dị tượng. Tần đế bên cạnh, đạo thiên lôi này điện lão giả, xuất hiện lần nữa, người này nhìn lấy hư không dị tượng, trong mắt dân lên nóng rực quan mang tới. Gia gia, cái này dị tượng là chuyện gì xảy ra? Tử nhi liền vội vàng hỏi. Tử Nhi, ngươi là không biết, cái này chân Long dị tượng, chính là tuyệt thế thánh thể xuất thế dị tượng, thánh thể xuất thế a? À, trời ạ, à, cái này Tần Quốc xuất hiện tuyệt thế thánh thể, là thánh thể a? À. Lão giả mặt mũi tràn đầy kích động nói, thánh thể. Tử Nhi thân thể cứng đờ, thánh thể. Nàng từng tại thiên lôi điện cổ hiến bên trong gặp qua, tuyệt thế thánh thể, thiên địa sủng nhi, nàng lôi linh chi thể cùng thánh thể có thể so với? Cái kia chính là cặn bã. Nhanh thông báo điện chủ, vô luận như thế nào cái này thánh thể đều muốn chưởng khống tại ta thiên lôi điện trong tay nhanh lão giả hướng tử nhi vội vàng nói a à nha tử nhi lấy lại tinh thần vội vàng xuất ra truyền âm phù văn hướng thiên lôi điện truyền tin tức tần đế đây là thánh thể là thánh thể ta đại tần quốc tra thánh thể đến cùng là ai hai vị lão tổ trong mắt nóng rực vô cùng tần đế trong mắt cũng dâng lên hào quang sáng chói tới thánh thể nếu là chưởng khống cái này thánh thể vậy hắn liền đã đủ trở lại trung châu tần gia thánh thể có thể cải biến hết thảy cửu châu thiên ma tông thánh thể hiện thân là thánh thể nhanh chóng điều động đệ tử tiến đến nam vực xem xét một chút cái này thánh thể ở nơi nào mang cho ta trở về đúng đúng mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lui ra không ngừng thiên ma tông cửu châu vô số thế lực giờ phút này đều kinh động lên để cung trên không cái kia ngàn trượng chân long giờ phút này càng là bạo đã tăng tới vạn trượng hai con mắt của hắn nhìn về phía hư không kiếp vân trong mắt mang theo xem thường thiên tài trong điện trường sinh đại ca thân thể miêu tả hoàn tất linh nhi giờ phút này rốt cuộc thanh tĩnh nhưng thời khắc này nàng tự hồ còn không có lấy lại tinh thần gương mặt mờ mịt linh nhi chúc mừng ngươi dung hợp chân long thánh thể nhậm trường sinh cười hiếp mắt nói thánh thể linh nhi thân thể chấn động một lát linh nhi trong mắt cuồng hỉ thời khắc này nàng rốt cuộc hiểu rõ vừa mới nhậm trường sinh bảo nàng nhắm mắt lại đó là cho nàng dung hợp thánh thể. Trường sinh đại ca, cảm ơn ngươi. Cảm giác được thể nội mênh mông lực lượng, Linh Nhi trực tiếp nhào vào nhậm trường sinh trong ngực. Khủ khủ. Nhậm trường sinh ho nhẹ một tiếng, lập tức hô hấp có chút vội vàng sao động lên, trước mắt Linh Nhi, thân thể vừa mới hoàn thành tái tạo, liền một bộ y phục đều không có. a, à. Trường sinh đại ca thật là xấu. Một lát, Linh Nhi tiếng thét chói tai vang lên, một phút sau, nhậm trường sinh có chút không thôi buông lỏng ra Linh Nhi. Thời khắc này Linh Nhi mặc trên người một kiện rộng rãi y phục. Nhưng y phục lại khó cản Linh Nhi cái kia thước tha thân thể. Mắt ngọc mày ngài lại thêm cái kia cao quý chân long khí chất, khiến người ta như si như say, nếu nói trước kia Linh Nhi là cao quý công chúa, cái kia trước mắt Linh Nhi cũng là bá đạo nữ hoàng. Nàng cao quý, khiến người ta không dám khinh nhân. Đúng rồi, thiên kiếp. Tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhằm trường sinh tâm thần, bao phủ tại bên ngoài trên thiên kiếp, để cùng trên không, giờ phút này sáu tòa kiếp vân điên cùng cuồn lấy cái này muốn là thiên kiếp rơi xuống, coi như không đã thương được hắn cùng Linh Nhi, sợ là toàn bộ đế đô. Cũng muốn hóa thành phế tích. Tán đi đi. Ngoài giới, mọi người ở đây chờ lấy cái kia người độ kiếp xuất hiện lúc. Chỉ thấy một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại hư không vang lên, theo đạo thanh âm này, mọi người, hơi hơi sửng sốt một chút, tán đi. Có ý tứ gì? Gia dạ gia, dạ, ngươi mau nhìn, cái thiên kiếp này thật tán đi. Vào thời khắc này, tử nhi kinh hô một tiếng, theo đạo thanh âm này, cái thiên kiếp này, giờ phút này thật, từ từ bắt đầu tán đi, bất quá một lát, sáu tòa thiên kiếp, tiêu tán sạch sẽ. Đây là người nào? Lão giả thân thể không ngừng run rẩy, cái thiên kiếp này, trực tiếp bị một câu đẩy lui rồi. Cái này sao có thể? Đại tần đế quốc không phải năm vực thế lực nhỏ sao? Làm sao có thể có như thế cường giả tồn tại? Gia gia. Tử nhi nuốt một ngụm nước bọt. Bẩm báo điện chủ, lúc đến cẩn thận từng ly từng tí nhớ lấy không thể gây thương đến đại tần đế quốc người cũng không thể đắc tội đại tần đế quốc bởi vì đắc tội không nổi lão giả thanh âm trầm thấp vang lên vâng tử nhi hít sâu một hơi đắc tội không nổi a à, đại tần đế quốc hắn thiên lôi điện đắc tội không nổi thời khắc này tử nhi trong lòng rốt cuộc minh bạch vì sao gia gia thường xuyên nói nhân ngoại hữu nhân cái này nam vực thì đáng sợ như thế cái kia cửu châu đâu bên ngoài quá dọa người Nhị tổ, vừa mới đó là Trường Sinh Tiên Nhân thanh âm. Tần Đế có chút ngay người đường. Tự như là. Nhị tổ nhẹ gật đầu, hắn dám xác định, đó là Trường Sinh Tiên Nhân thanh âm, âm thanh kia trực tiếp quát lui thiên kiếp, lần nữa cứu được hắn đại tần đế đô. Tần Đế, các ngươi nói Trường Sinh Tiên Nhân, không biết là ai? Vào thời khắc này, lão giả tự hồ nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng tiến lên hỏi. Trường Sinh Tiên Nhân a, à, cái này nói đến thì lời nói lớn. Tần Đế cười nói, muốn nói ta, hắn là thần là ta đại tần thần, không đúng, thiên phú của hắn, không người có thể so sánh, cho dù là trung châu cổ tộc, tuyệt đại thiên kiêu, ở trước mặt của hắn, cũng như ánh sáng đom đóm, ảm đạm phai mờ. Tần đế trong mắt, dâng lên một vệt tôn kính. Không ngừng tần đế, tất cả mọi người ở đây, giờ phút này trong mắt, đều cung kính xuống tới. Ngươi nhìn, hắn đến rồi. Tần đế tự hồ phát hiện cái gì, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía đế cung trên không, đế cung trên không, giờ phút này hai đạo thân ảnh, chính sóng vai mà đến. Chương 60 Nguồn Mê truyện audio.com. Thiếu niên kia, trên thân tiên khí lượng lờ, phía sau của hắn, tiên sơn biến ảo, tiên thú chơi đùa, chỉ thấy bên cạnh hắn là một vị nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ màu tím váy dài, sừng sững thiên địa ở giữa, như một khối không tỳ vết mỹ ngọc đúc nóng mà thành người ngọc, dù cho đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng thần vận độc lưu giữ, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Là hắn. Lão giả và Tử Nhi trong mắt, trong nháy mắt quan mang tăng vọt, thiếu niên kia không phải là bắt đầu ở đế cung trên không độ kiếp thiếu niên, thiếu niên độ kiếp tràn cảnh, bọn họ có thể không có quên. Bái kiến Trường Sinh tiên nhân. Bái kiến Trường Sinh tiên nhân. Vào thời khắc này, lần lượt từng bóng người lại hướng nhậm Trường Sinh quỳ bái xuống dưới. Thì liền tần đế cung nhị tổ tam tổ đều hướng nhậm Trường Sinh chắp tay, trong mắt mang theo tôn kính. Tu vi của hắn mới một kiếp tán tiên. Tử nhi trong mắt kinh nghi. Nhậm Trường Sinh trên thân, khí tức kia mới một kiếp tán tiên chi cảnh nói cách khác nhậm trường sinh độ kiếp thất bại nhưng giờ phút này nhậm trường sinh uy vọng lại so lên tận đế tự hồ cũng cao hơn mấy phần đế đều đã không việc gì các vị đều tán đi đi nhậm trường sinh rơi xuống hướng mọi người thản nhiên nói đúng đúng mọi người nguyên một đám bắt đầu tán đi tự hồ nhậm trường sinh cái kia liền không thể nào nghi vấn nhậm trường sinh nói không có nguy hiểm cái kia đế đô khẳng định là không có nguy hiểm trường sinh tiên nhân lần này đa tạ ngươi tương trợ tần đế tiến lên hướng nhậm trường sinh cảm kích nói. Không khách khí. Nhậm trường sinh cười nhạt một tiếng. Linh Nhi, ngươi khí tức trên thân. Nhưng ngay lúc này, tần đế tự hồ phát hiện cái gì, hai con mắt nhìn chồng chọc, chọc vào cơ Linh Nhi. Trước mắt cơ Linh Nhi, mang mạng che mặt, nàng mặc dù không có nói một câu. Nhưng trên người của nàng, khí chất kia, lại càng thêm đáng sợ. Thánh thể. Nhị tổ cùng tam tổ liếc nhau, trong mắt đều là bất ngờ thánh thể là cơ linh nhi vừa mới cái kia đáng sợ dị tượng cũng là linh nhi đưa tới lục kiếp tán tiên thánh thể ha 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 tần đế phá lên cười lục kiếp tán tiên a tuyệt thế thánh thể a hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tần quốc sẽ xuất hiện như thế tuyệt thế thiên kiêu nàng cũng là thánh thể Tự nhiên nhìn lấy linh nhi nhìn không được cúi đầu xuống đó là mặc cảm tần quốc thật là đáng sợ thiếu niên này có thể ngành kháng thiên kiếp mà nữ tử này lại là tuyệt thế thánh thể, cửu châu phía trên, sợ là sắp biến thiên. Lão giả lắp bắp nói. Một vị thánh thể, đủ để cải biến hết thảy. Huống chi, còn có cái kia yêu nghiệt thiếu niên, trực giác nói cho hắn biết, thiếu niên kia, càng thêm đáng sợ. Thiên lôi điện thiếu điện chủ, đến đây bái kiến. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại hư không vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy xa xôi hư không bên trong, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, bao phủ mà đến. Âm âm. Giữa thiên địa, tự hồ truyền đến tiếng sấm âm thanh. Một lát, chỉ thấy một cái trọn vẹn trên trăm trượng chim to, dương cánh mà đến, cái kia chim to trên thân, toàn thân lông tóc thành màu tím, như là lôi điện bao phủ đồng dạng, từ xa nhìn lại, đáng sợ vô biên. Chim to trên lưng, một vị thiếu niên, ngạo nghễ mà đứng. Là thiên lôi điện thiếu điện chủ. Tần đế thần sắc, ngưng trọng lên, thiên lôi điện, nam vực lớn nhất thế lực thần bí, này môn bên trong thiên kiêu, càng là không biết bao nhiêu. Bái kiến thiếu điện chủ bái kiến thiếu điện chủ. Lão giả và tử nhi, vội vàng hướng hư không thiếu niên quỳ xuống lạy. Hai người các ngươi đứng lên đi. Thiếu niên phất tay, lão giả và tử nhi thân thể, không tự chủ được đứng lên. Bất quá phút chốc, thiên lôi điện thiếu điện chủ, đã đến đế đô bên ngoài. Thế nhưng là thiên lôi thiếu điện chủ. Tần đế hít sâu một hơi, tiến lên một bước nói, đúng vậy. Thiên lôi điện điện chủ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhưng một lát, người này hai con mắt, lại trực tiếp rơi vào linh nhi trên thân chân long thánh thể, hồng vân thánh thể xếp hàng thứ nhất, tốt tốt tốt, tần đế, ngươi có bằng lòng hay không để cái này thánh thể thêm vào ta thiên lôi điện bên trong. Nhìn lấy Linh Nhi, thiên lôi điện thiếu điện chủ, thần sắc lãnh ngạo nói thiên lôi điện. Tuy nhiên bình thường không xuống núi, nhưng trên thực tế, hắn thế lực đủ để có thể so với cửu châu đại thế lực, nam vực bên trong, có hắn thiên lôi điện tại, cửu châu thế lực, cũng không dám coi thường. Đến mức cái này tần quốc, hắn còn không có để ở trong mắt. Thiếu điện chủ, lão giả và tử nhi, thần sắc ngược lại hơi hơi thay đổi mấy phần, vị này thiếu điện chủ, thiên tư trác tuyệt, bất quá 25 tuổi, đã đăng lâm thất kiếp tán tiên. Tại thiên lôi điện bên trong, thiên tư xếp tại đệ nhất. Vừa mới tử nhi đã truyền âm để hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng rất hiển nhiên, vị này thiếu điện chủ cũng không có đem tử nhi, để ở trong lòng. Nhập ngươi thiên lôi điện. Tần đế mi đầu, hơi nhíu lại. Tần đế, ngươi đừng tưởng rằng bằng vào ngươi tần quốc thế lực, có thể bảo vệ thánh thể. Thật sự là buồn cười, thánh thể xuất thế, sợ là cửu châu vô số cường giả, đã cảm ứng được. Đến lúc đó, ngươi nếu là bảo hộ không được thánh thể, chẳng những thánh thể phải bỏ mạng, thì liền ngươi đại tần đế quốc, cũng muốn như vậy vĩnh viễn tiêu tán. Thiếu niên nhìn lấy tần đế, thần sắc cười lạnh đường. Cái này. Tần đế sau lưng, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, thiếu niên nói không sai, tần quốc hiện tại sát thực yếu, nhị tổ cùng tam tổ thực lực, cũng bất quá ngũ kiếp tán tiên. Cái này tại trung châu thế lực trước mặt. Không đáng kể chút nào. Nhập ta thiên lôi điện, nàng vẫn là ngươi tần quốc đệ tử, không chỉ có như thế, ta thiên lôi điện sẽ còn đưa ngươi tần quốc tiên khí một thanh, giúp ngươi tần quốc tăng thực lực lên. Thiếu niên lãnh ngạo nói. Tiên khí. Đây chính là chí bảo, thiên lôi điện bên trong, tiên khí cũng bất quá ba thanh, ban thưởng một thanh tiên khí, thiếu niên tin tưởng, tần đế khẳng định sẽ đáp ứng. Đến mức về sau. Chỉ cần hắn thiên lôi điện một chút dùng chút thủ đoạn, chẳng những tiên khí sẽ trở lại hắn thiên lôi điện trong tay, tần quốc cũng sẽ trở thành hắn thiên lôi điện phụ thuộc. Tiên khí, Tần Đế hít sâu một hơi. Nếu là bình thường, một kiện tiên khí, hắn xác thực sẽ tâm động, dù sao một kiện tiên khí đối với hắn Tần Quốc tới nói, tác dụng quá lớn, nhưng giờ phút này, hắn ngược lại bình tĩnh lại, tiên khí. Hắn Tần Quốc có 5 kiện a, không có ý tứ. Hắn không thiếu tiên khí. Trường Sinh tiên nhân, ngươi nghĩ như thế nào? Không có trả lời Thiên Lôi Điện thiếu điện chủ, Tần Đế hai con mắt phản mà rơi vào Nhậm Trường Sinh trên thân, hắn giờ phút này đem quyền quyết định giao cho Nhậm Trường Sinh. Ta nhậm trường sinh cười nhạt một tiếng thiếu niên xuất hiện không có quan hệ gì với hắn nhưng cái này cái gì thiên lôi điện thiếu điện chủ hai con mắt tại linh nhi trên thân không chút kiên kỵ quét tới quét lui đây là ý gì nhậm trường sinh trong lòng sớm đã có chút khó chịu ngươi thiên lôi điện thế nào nữ nhân của lão tử ngươi cũng muốn động ngươi là ai thiếu niên hai con mắt cũng rơi vào nhậm trường sinh trên thân nhìn lấy nhậm trường sinh người này mi đầu hơi nhíu lên nhưng một lát lại triển khai. Nhậm trường sinh trên thân, khí tức mới một kiếp tán tiên, cái này tu vi so với hắn thất kiếp tán tiên tu vi đến, không biết kém bao xa, nhậm trường sinh ở trước mặt của hắn, cùng con kiến hôi không khác. Trường sinh đại ca, ta không đi thiên lôi điện. Nhậm trường sinh bên cạnh, cơ linh nhi thấp giọng nói. Thời khắc này nàng, thân thể tựa ở nhậm trường sinh trên thân, trong lòng của nàng, đã quyết định, nhậm trường sinh đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Đừng nóng vội. Nhậm trường sinh cười nhạt một tiếng, một lát, nhậm trường sinh hai con mắt, nhìn về phía hư không bên trong, nhìn lấy nam tử, nhậm trường sinh trong miệng, phun ra một chữ. Cúc. Một cái cúc chữ, bá khí vô song. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 61 Người ta chết, có thủ đoạn gì, ta chờ. Nguồn Mê truyện audio com Lăng Tần đế bọn người, thần sắc âm thầm biến đổi, nhưng trong lòng thoải mái vô cùng. Cái này thiên lôi điện thiếu điện chủ không có đem tần quốc để ở trong mắt, trong lòng bọn họ cũng khó chịu vô cùng. Nhậm trường sinh cái này lăng chữ. Nói đến trong tâm khảm của bọn họ, các hạ người nào? Thiếu niên thanh âm lạnh lùng vang lên, nam vực bên trong, hắn tự nhận là không người là đối thủ. Đừng nói nhậm trường sinh, liền xem như tần quốc, hắn cũng không có để ở trong mắt. Nhậm trường sinh dám. Dám cùng hắn nói như thế. Không cút. Vậy liền chết. Chết. Một chữ chết, như là tiếng sấm đồng dạng, sau một khắc, chỉ thấy nhậm trường sinh vừa sải bước ra. Hư không bên trong, nhậm trường sinh thân thể phúc chốc đến thiếu niên trước người. Ngươi dám, thiếu niên trong mắt, hàng khí tăng vọt. Trực tiếp xuất thủ. Nhậm trường sinh cũng quá bá đạo. Ngươi thiên lôi điện tính là thứ gì? Cũng muốn mang đi bản thiếu gia nữ nhân, đại uy thiên long. Oanh. Nhậm trường sinh trên thân, khí tức cùng bạo mà ra, đại uy thiên long quyết thi triển, nhậm trường sinh thể nội tổ long huyết mạch, trực tiếp bị kích hoạt lên. Rống rống. Nhậm trường sinh sau lưng, rồng trả chín đầu cùng bạo thần long, gào thét mà ra, sau một khắc, bay thẳng đến thiếu niên, va chạm mà đi thiên lôi pháp chú giận quát một tiếng thiếu niên tay cầm một thanh pháp trượng cái kia trên pháp trượng lôi điện chi lực nổ bắn ra mà ra bay thẳng đến nhậm trường sinh bao phủ mà đến gia gia để đô bên ngoài tự nhi sắc mặt có chút tái nhật thiếu niên kia quá bá đạo cho ta trấn áp thiếu niên trong mắt sát ý vô song hắn giờ phút này trong tay trên pháp trượng dâng lên hào quang sáng chói tới đáng sợ lôi điện chi lực tự hồ muốn nhậm trường sinh đánh thành phấn vụn phanh nhưng sau một khắc thiếu niên đồng tử kịch liệt co rút lại chính đầu cùng bạo thần long trực tiếp đụng nát hắn lôi điện chi lực dưới thân thể của hắn cái kia một trăm trường chim to liền mảy may chống cự đều không có trực tiếp bị kéo thành phấn vụn càng đáng sợ chính là chẳng biết lúc nào nhậm trường sinh bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn nhậm trường sinh nhất quyền trực tiếp nện xuống răng rắc thanh âm thanh thúy vang lên thiếu niên theo bản năng đem pháp trượng ngăn tại nhậm trường sinh trước mặt quyền đầu rơi vào trên pháp trượng cái kia cực phẩm linh khí pháp trường, như là bả đậu đồng dạng. Trực tiếp vỡ nát. Cái này sao có thể? Phốc. Thiếu niên trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra. Cái kia pháp trường. Chính là cực phẩm linh khí bên trong cực phẩm, dù là tại thiên lôi điện bên trong, cũng đủ để xếp vào trước máy, dù cho không bằng tiên khí, nhưng ở linh khí bên trong, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Nhưng giờ phút này, lại bị nhậm trường sinh nhất quyền đánh nát. Lão tử bảo ngươi cút, ngươi không lăn, vậy liền đi gặp Diêm Vương đi. Phanh. Nhậm Trường Sinh nhất quyền đánh nát pháp trường về sau, bay thẳng đến bộ ngực của thiếu niên rơi xuống, nhìn đến Nhậm Trường Sinh một quyền này đánh tới, thiếu niên sắc mặt trắng bạch xuống tới. Cái này quái vật gì? Phốc phốc. Không có chút nào chống cự, bộ ngực của thiếu niên trực tiếp bị Nhậm Trường Sinh nhất quyền đánh xuyên qua, hư không bên trong, tiên huyết rơi xuống, thiếu niên hai con mắt nhìn lấy Nhậm Trường Sinh. Trong mắt mang theo hoảng sợ. Dừng tay. Dừng tay. Lão giả và tử nhi, trong nháy mắt đứng lên, nhìn lấy hư không thiếu niên, hai trong mắt người đều là bất ngờ. Nói thế nào, bọn họ thiếu điện chủ cũng là bảy kiếp tuyệt thế tán tiên, hơn nữa còn có có thể so với bán thánh thể lôi linh tiên thể, làm sao có thể, bị bại triệt để như vậy. Ngươi ngươi ngươi, ngươi không có thể giết ta, ta là... Ôn ao. Phanh. Nhậm trường sinh tâm thần nhất động, lực lượng đáng sợ chấn động mà ra, thân thể thiếu niên, trực tiếp ở trong hư không, chấn thành vỡ nát. Tiên huyết. Mạng lớn rơi xuống để đô. Yên tĩnh lại. Chúc mừng chủ người chém vết thất kiếp tán tiên, lấy được kinh nghiệm giá trị 100.000, phản hồi điểm kinh nghiệm 1 tỷ, chủ nhân tu vi tăng lên tới ngũ kiếp tán tiên chi cảnh. Tiểu tinh thanh âm, tại nhậm trường sinh trong đầu vang lên. Nhậm trường sinh tu vi, tăng lên tới ngũ kiếp tán tiên chi cảnh. Không đúng, ta lúc này tăng lên, cái kia tán tiên kiếp chẳng phải là muốn buông xuống, đến lúc đó chờ ta tiến vào thiên lôi điện, liên tục cửu kiếp đánh dấu nhiệm vụ, làm không được. Tự hầu nhớ ra cái gì đó, nhậm Trường Sinh thần sắc hơi đổi. Nhưng một lát, nhậm Trường Sinh trên mặt quái dị lên. Tu vi tăng lên, tán tiên kiếp lại không đến. "Tiểu Tinh, chuyện gì xảy ra?" Nhậm Trường Sinh hướng Tiểu Tinh hỏi. "Chủ nhân lấy tiên vương uy áp uy hiếp thiên kiếp, cái này Hồng Vân Đại Lục Thiên Đạo quy tắc đã nhớ kỹ chủ nhân khí tức, chủ nhân về sau tu vi tăng lên, thiên kiếp cũng sẽ không buông xuống." Tiểu Tinh thanh âm truyền đến. "Còn có thể dạng này" nhậm trường sinh mặt mũi tràn đầy trận mắt hốc mồm uy hiếp một lần cái này thiên kiếp cũng biết không làm gì được chính mình cho nên dứt khoát thì không tìm chính mình rồi vậy lần sau đánh dấu nhiệm vụ nhậm trường sinh mi đầu nhíu lại thiên kiếp không đến kỳ thật hắn rất khó xử xem ra lần sau chỉ có thể chính mình tự mình tìm tới đi gia gia thiếu điện chủ chết rồi thiếu điện chủ chết tử nhi thân thể mềm mại không ngừng run rẩy thiếu điện chủ chết rồi bọn họ thiên lôi điện đệ nhất thiên kiêu cứ thế mà chết đi, không có chút nào sức chống cự, bị oanh thành mảnh vùng cặn bã. Quá yêu nghiệt. Lão giả bờ môi, có chút trung rẩy. Chúng ta làm sao bây giờ? Tử nhi âm thanh rung rẩy đường. Chờ. Lão giả thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn giờ phút này. Trong lòng cũng rất kinh hoảng. Nhưng hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ nhậm trường sinh đến xử trí hắn. Hắn đang cầu khẩn, cầu nguyện nhậm trường sinh có thể lòng từ bi, thả hai người bọn họ rời đi. Tần đế, cái này nhị tổ cùng tam tổ, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thiên lôi điện thiếu điện chủ chết rồi. Tần quốc đây coi như là, triệt để đắc tội thiên lôi điện. Về sau nhậm trường sinh sự tình, khi chính là ta tần quốc sự tình, mặc kệ xảy ra chuyện gì, dù là tần quốc diệt vong, cũng sẽ không tiếc. Nhìn lấy hai người, tần đế thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn quyết định. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn đứng tại nhậm trường sinh bên này. Dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Vâng hai vị lão tổ, vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng xuống. Ông ông. Hư không bên trong, nhậm trường sinh hàng lâm xuống, hướng mọi người cười nhạt một tiếng. Nhậm trường sinh hai con mắt, rơi vào tử nhi cùng trên người lão giả. Đụng chút. Theo nhậm trường sinh nhìn tới. Hai người thân thể, rung rẩy quỳ trên mặt đất. Nói cho ta biết, các ngươi tới tìm ai. Nhậm trường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Cái này. Lão giả sau lưng, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hai người bọn họ đến đây, trên thực tế cũng là tìm đến nhậm trường sinh. Một tháng trước, bọn họ nhận được tin tức, bọn họ thiên lôi điện chí bảo, thiên lôi tiên trường hiện thân. Bọn họ đến, thì là muốn cầm lại tiên trường. Chúng ta là tìm đến thiên lôi tiên trường, nghe nói tiên trường tại trường sinh tiên nhân trong tay, cho nên ta hai người, cố ý tiến nhập tận quốc bên trong. Lão giả trầm giọng nói. Giấu giếm. Đó là ngu xuẩn. Giờ phút này thẳng thắng, có lẽ còn có thể sống mệnh. Thiên lôi tiên trường. Người nói chính là hắn nhậm trường sinh tâm thần nhất động một bản pháp trượng xuất hiện ở trong tay cái này pháp trượng chính là nhậm trường sinh thiên lôi pháp trượng cái này pháp trượng mới cực phẩm linh khí mà thôi từ khi đạt được tiên khí cái này pháp trượng nhậm trường sinh dùng cũng thiếu đúng vậy lão giả nhìn lấy nhậm trường sinh trong tay pháp trượng trong mắt trong nháy mắt quang mang tăng vọt cái kia pháp trượng không phải liền là bọn họ thiên lôi điện mất đi chí bảo thiên lôi tiên trượng nghe đồn cái này tiên trượng là hắn thiên lôi điện thượng giới tiên vương ban tặng, nhưng đáng tiếc là, mấy vạn năm trước, chẳng biết tại sao cái này tiên trượng chỉ còn lại có một cái thủy tinh tại thiên lôi điện. Đến mức pháp trượng, lại mất tích. Ta không quản các ngươi tới mục đích là cái gì, trở về nói cho các ngươi biết điện chủ, người ta giết, sau ba ngày, ta sẽ đích thân tiến đến ngươi thiên lôi điện, các ngươi có thủ đoạn gì, ta chờ. Nhìn lấy hai người, nhậm trường sinh cùng ngạo thanh âm, đột nhiên vang lên. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 62. Thiên kiếp đều không dám tới. Nguồn: Mê truyện audio.com. Gia gia tử nhi mặt mũi tràn đầy trắng bệch sau ba ngày nhậm trường sinh còn muốn dết đi thiên lôi điện chẳng lẽ nhậm trường sinh dết thiếu điện chủ còn chưa hết giận còn muốn hướng thiên lôi điện tiếp tục đồng thủ không thành đa tạ trường sinh tiên nhân ân không dết đa tạ ân không dết trường sinh tiên nhân lão phu nhất định sẽ chi tiết bẩm báo cho điện chủ cáo từ thời khắc này lão giả vội vàng lôi kéo tử nhi đứng lên hơi hơi chắp tay hai người chuyển thân nhanh chóng rời đi ông ông để đồ trước trong nháy mắt yên tĩnh lại nhìn lấy hai người rời đi tần đế cùng hai vị lão tổ trong mắt từng đào hàng khí lóe ra ngược lại là nhậm trường sinh trên mặt bình tĩnh không lay động thiên lôi điện hắn khẳng định phải đi trường sinh đại ca ngươi dết thiên lôi điện thiếu điện chủ bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ sau ba ngày sợ là sẽ phải bố trí xuống thiên la địa võng chờ ngươi xa lưới cơ linh nhi tiến lên phía trước nói thiên la địa võng lại như thế nào trước thực lực tuyệt đối bất kỳ vật gì vậy cũng là hư huyễn nhậm trường sinh trong mắt dâng lên một vệt xem thường thiên la địa võng. Hắn đổ là hy vọng, thiên lôi điện có thể xuất ra một chút đồ vật đến, bằng không mà nói, cái kia không khỏi quá không có ý nghĩa rồi. Đúng rồi, ngươi thánh thể vừa mới dung hợp, còn muốn hảo hảo củng cố một chút. Tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhằm trường sinh hướng Linh Nhi khẽ cười nói. Ưm ưm. Cơ Linh Nhi, nhẹ gật đầu. Một lát, hai người hướng đế cung mà đi. Để đô bên ngoài, cái nào đó trên sườn núi. Hô hô hô. Lão giả mang theo tử nhi, rốt cục dừng lại, hướng sau lưng nhìn lướt qua, xác định không có phát hiện nhậm trường sinh bóng người về sau, lão giả miệng lớn thở dốc một hơi. Gia gia. Thời khắc này tử nhi, khuôn mặt cũng trắng xám không thôi. Thật là đáng sợ. Thiếu niên kia, thật là đáng sợ. May mắn người này cùng vọng vô biên, ngay cả ta thiên lôi điện đều không có để ở trong mắt, bằng không mà nói, hôm nay hai người chúng ta, sợ là đều muốn chết thảm tại tần quốc. Lão giả lòng vẫn còn sợ hãi nói, gia gia, ngươi nói người này, sau ba ngày thật sẽ đi ta thiên lôi điện sao? tự nhiên nhìn không được hỏi. Cái này trường sinh tiên nhân tự phụ vô cùng, sau ba ngày, hắn khẳng định sẽ đi, người ta đi về trước thông báo điện chủ, để điện chủ tại thiên lôi điện trước bố trí xuống thiên la địa võng, lần này, nhất định phải làm cho hắn có đến mà không có về. Lão giả thanh âm lạnh lẽo đường. Thiếu niên kia. Quá yêu nghiệt. Lần này, thiên lôi điện nhất định phải giết hắn, bằng không mà nói, một khi để hắn trưởng thành, sợ là thiên lôi điện xuống tràn, sẽ thê thảm vô cùng. Gia gia. Tự nhiên nhìn lấy lão giả, tự hồ muốn nói cái gì. Nhưng há to miệng, tử nhi lại một câu, cũng không có nói ra. Đi, trở về. Thanh âm trầm thấp vang lên, lão giả quay người, hướng thiên lôi điện tiến đến. Hắn nhất định phải, mau chóng trở lại thiên lôi điện. Ta thiên lôi điện, có thể giết hắn sao? Nhìn lấy lão giả rời đi, tử nhi trong miệng ấy ấy tự nói. Trong đầu của nàng, giờ phút này nổi lên cái kia một màn kinh khủng, thiếu niên một đạo ánh mắt, kém chút để nàng đạo tâm sụp đổ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hy vọng ta Thiên Lôi Điện không có việc gì. Hít sâu một hơi, Tử Nhi vội vàng đi theo đi lên. Tần Quốc, Linh Nhi, ngươi thánh thể là Trường Sinh Tiên Nhân đưa cho ngươi. Trên đại điện, Tần Đế trong mắt cực kỳ chấn động. Cái kia Chân Long Thánh Thể, toàn bộ Hồng Vân Đại Lục mạnh nhất Chân Long Thánh Thể, lại là nhậm Trường Sinh, tiện tay đưa cho Linh Nhi. Trường Sinh đại ca nói ta Chân Long truyền thừa quá thấp, cho nên thì cho ta dung hợp Chân Long Thánh Thể, Trường Sinh đại ca nói, cái này thánh thể còn có thể tiếp tục tăng lên. Cơ Linh Nhi thấp giọng nói, còn có thể tăng lên. Tần đế cùng hai vị lão tổ liếc nhau, lập tức cười khổ, thiếu niên kia, đến cùng là quái vật gì. Thánh thể cũng có thể đưa người. Phụ hoàng, tần quốc. Tự hồ nhớ ra cái gì đó, Linh Nhi trong mắt có chút bận tâm. Tần quốc cũng là không cần lo lắng, có trường sinh tiên nhân ban thưởng bốn thanh tiên khí, chúng ta hai cái lão gia hỏa trong thời gian ngắn có thể tiếp tục độ kiếp lần thứ hai, tăng lên tới bảy kiếp thậm chí bát kiếp trình độ, đến lúc đó, ta tần quốc cũng coi là có một chút nội tình. Nhị tổ đứng lên, trầm giọng nói hai vị hoàng thúc chẳng lẽ là muốn tần đế trong mắt phát sáng lên cái này trong vòng ba ngày ta hai người chuẩn bị liên tục độ kiếp có tiên khí tương trợ ta hai người cũng là có thất chắc chắn tám phần mười độ kiếp thành công nhị tổ tiến lên phía trước nói hai vị hoàng thúc khổ cực tần đế trong mắt dâng lên một vệt cảm kích bàn về tư chất hai vị hoàng thúc cũng không cao có thể đạt tới ngũ kiếp vẫn là dựa vào tần quốc cái kia thanh tiên khí giờ phút này vì tần quốc muốn lần nữa độ kiếp cũng như thế, liều mạng. Bệ hạ, ta hai người cái này liền trở về điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị độ kiếp, cáo từ. Cáo từ. Hai vị lão tổ, quay người rời đi. Ngày thứ hai. Rầm rầm rầm. Nhậm trường sinh còn đang ngủ, một đạo tiếng sấm âm thanh đem chính mình bừng tỉnh. Tuy nhiên đã là tán tiên, nhưng nếu là không có chuyện gì, nhậm trường sinh vẫn là quen thuộc ngủ một giấc. Là tần quốc hai vị lão tổ. Nhậm trường sinh trong mắt tinh mang lóe lên, hai cái vị này tần quốc lão tổ, đây chính là tần quốc chỉ có hai vị tán tiên, nhậm trường sinh đối với hai người ấn tượng, ngược lại cũng không kém. Đưa ngươi một cái cơ duyên. Trong miệng dương lên, nhậm trường sinh nằm xuống, tiếp tục ngủ. Để đô bên ngoài. Hai vị lão tổ, cẩn thận. Tần đế mang theo toàn bộ tần quốc hợp trên hạ thể tu chân giả, giờ phút này tại đế đô bên ngoài bày ra tuyệt thế đại trận, hai vị tần quốc lão tổ, đã dẫn hạ tán tiên kiếp. Bệ hạ mời rời đi. Nhị tổ hơi hơi chấp tay lão nhị, bắt đầu. Tam tổ thanh âm truyền đến, sau một khắc, hai người trong tay quan mang lóe lên, nhậm trường sinh ban cho bốn thanh tiên khí, lại thêm tầng quốc một thanh tiên khí. Đều bị hai người kêu gọi ra. Âm âm. Hư không bên trong, hai cái kiếp vân, bao phủ mà đến. Đến rồi. Hai vị lão tổ, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tán tiên kiếp. Một kiếp sau một kiếp đáng sợ. Hồng vân đại lục tán tiên, trừ phi là cổ tộc một số tuyệt thế thiên kiêu sẽ chủ động lựa chọn binh giải chuyển tu tán tiên bình thường tán tiên đều là độ kiếp sau khi thất bại bất đắc dĩ binh giải chuyển tu mà thành bất quá tán tiên kiếp tuy nhiên đáng sợ nhưng một khi vượt qua 12 lần tán tiên kiếp cái kia liền có thể trực tiếp trở thành kim tiên đăng lâm tiên giới đó cũng là một phương cường giả bàn về địa vị so với đại thừa đăng lâm tiên giới hư tiên không biết cao gấp bao nhiêu lần ông ông nhưng ngay tại hai vị lão tổ chờ lấy cái kia tán tiên kiếp buông xuống lúc hư không kiếp vân, giờ phút này tự hồ cảm ứng được cái gì, trực tiếp từ từ, tiêu tán. Lập tức, tường vân bao phủ mà đến. Độ kiếp thành công. Hai vị lão tổ, gương mặt mộng bức, độ kiếp thành công. Cứ như vậy thành công. Thiên kiếp không có buông xuống, bọn họ thì vượt qua lần thứ sáu tán tiên kiếp, trở thành lục kiếp tán tiên. Chuyện gì xảy ra? Nhị tổ hít sâu một hơi. Cái này, quá quỷ dị đi. Ta tấn cấp lục kiếp tán tiên. Tam tổ trầm giọng nói, ta cũng tấn cấp, nhị tổ nuốt một ngụm nước bọt, không cần độ kiếp, trực tiếp tấn cấp. cái này sao có thể? toàn bộ hồng vân đại lục phía trên còn chưa bao giờ xuất hiện qua, như tình huống như vậy a, à? chẳng lẽ? Tự hồ nhớ ra cái gì đó, hai người trong mắt, trong nháy mắt quang mang tăng vọt. chẳng lẽ là bởi vì người kia? tiếp tục, hai người liếc nhau, lập tức đồng thời dẫn xuất lần thứ bảy tán tiên kiếp. hư không bên trong, tiếng sấm âm thanh vang lên lần nữa, nhưng bất quá một phút kiếp vân kia, lần nữa tán đi. Tán tiên kiếp, lại qua. Hai vị lão tổ, tu vi tấn cấp thất kiếp tán tiên. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 63 Xuất phát, thiên lôi điện Nguồn Mê truyện audio com Xảy ra chuyện gì? Vì sao thiên kiếp lại không rồi? Để đô bên ngoài, quan sát độ kiếp tận đế, giờ phút này cũng một mặt đần động dáng vẻ. Bình thường hắn gặp qua hai vị hoàng thúc độ kiếp, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua, chuyện như vậy à, không đúng, hai vị hoàng thúc tu vi đều tăng lên tới thất kiếp tán tiên. Tự hồ phát hiện cái gì? tần đế mắt trong mừng rỡ. Thiên kiếp tiêu tán, nhưng hai vị hoàng thúc đều tấn cấp, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa không có có thiên kiếp rơi xuống, hai vị hoàng thúc, như cũ độ kiếp thành công. Không đúng, bác kiếp tán tiên. Một phút sau, tần đế nuốt một ngụm nước bọt, hai vị hoàng thúc, trực tiếp đạt đến bác kiếp tán tiên chi cảnh. Mà hư không bên trong, thiên kiếp dứt khoát liền nổ vài cái đều không nổ. Cửu kiếp tán tiên. Nhị tổ cùng tam tổ, vẫn còn tiếp tục tăng lên, tần đế nhìn lấy, trong mắt hâm mộ vô cùng. Hắn giờ phút này cũng minh bạch, vậy khẳng định là Nhậm Trường Sinh đang giúp đỡ. Hôm qua hắn có thể chưa quên, Nhậm Trường Sinh câu nói kia, trực tiếp quát lui Thiên Kiếp. Thiên hạ này, ngoài trường Nhậm Trường Sinh, còn có ai có thể làm cho Thiên Kiếp đều không buông xuống, lại trực tiếp độ kiếp thành công? Sớm biết, ta cũng binh giải tán tiên. Tần Đế trong lòng nói thầm, sớm biết độ kiếp này như thế nhẹ nhõm, hắn cũng binh giải tán tiên. Bất quá bây giờ muốn binh giải, đã không kịp. Ngoài thành nhị tổ cùng tam tổ trên thân, khí tức càng ngày càng đáng sợ. Tường vân, thỉnh thoảng bao phủ mà đến. Thập nhất kiếp. Nhị tổ cùng tam tổ, hít sâu một hơi, tu vi theo ngũ kiếp tăng lên tới thập nhất kiếp. Giờ khắc này, bọn họ mới cảm giác được, nhầm trường sinh bực nào đáng sợ. Như tiếp tục. Hai vị lão tổ trong mắt, dâng lên một vệt nóng rực, như tiếp tục độ kiếp, cái kia sau một khắc, thế nhưng là thập nhị kiếp, thập nhị kiếp vượt qua, hai người cũng là kim tiên. Đủ rồi nhưng ngay tại hai người muốn muốn tiếp tục khi độ kiếp giọng nói lạnh lùng đột nhiên tại hai bộ não người bên trong vang lên theo đạo thanh âm này hai thân thể người run lên cả người nhanh chóng lấy lại tinh thần trường sinh tiên nhân hai người vội vàng quỳ bái tại trên mặt đất để cho các ngươi tăng lên tới thập nhất kiếp chi cảnh là vì tần quốc nếu là không thức thời bản thiếu gia để cho các ngươi hiện tại thì chết thảm tại thiên kiếp phía dưới nhậm trường sinh thanh âm lạnh lùng vang lên hai cái này lão gia hỏa còn nghĩ đến tấn cấp kim tiên một khi tấn cấp, hai người trực tiếp bỏ tần quốc, đăng lâm tiên giới. Đây cũng không phải là nhậm trường sinh muốn xem đến, nhậm trường sinh muốn là hai người đạt tới thập nhất kiếp chi cảnh. Sau đó, trấn thủ tần quốc. Dù sao hắn một khi rời đi, cái kia tần quốc nguy hiểm, cũng không ít. Trường sinh tiên nhân dạy phải. Hai người sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, thời khắc này hai người, đương nhiên cũng minh bạch. Như tiếp tục độ kiếp, chẳng những độ kiếp sẽ không thành công, hơn nữa còn sẽ khiến nhậm trường sinh lửa giận. Tán đi đi hai người liếc nhau, bắt đầu tán đi khí tức trên thân. Một lát, hai người đứng lên. Hai vị hoàng thúc. Tần đế tiến lên, thần sắc trung động nhìn lấy hai người, vừa mới hắn cũng nhìn đến hai người muốn muốn tiếp tục độ kiếp. Dù sao cái này trực tiếp tấn cấp kim tiên dụ hoặc, cái kia tán tiên có thể ngăn trở. Kể từ hôm nay, ta hai người chết hộ tần quốc. Hai người đồng thời nói. Đa tạ hai vị hoàng thúc. Tần đế mắt trong mừng rỡ, có hai vị thập nhất kiếp tán tiên tương trợ, tần quốc thực lực đủ để đạt tới cửu châu đại thế lực trình độ đã không sợ bất luận kẻ nào các vị đều tán đi đi đúng đúng một đám người tán đi thiên tài trong điện hai cái lão gia hỏa coi như các ngươi thức thời nhậm trường sinh trong miệng ấy ấy tự nói hai người như tiếp tục độ kiếp vậy hắn nhậm trường sinh sẽ không chút do dự trực tiếp để cái thiên kiếp này rơi xuống đem hai cái này lão gia hỏa đánh thành cho cặn bã ba ngày chậm chậm đi qua ngày thứ ba. Trường sinh tiên nhân, chúng ta hai người nguyện ý đi theo tương trợ. Để đô bên ngoài, nhị tổ cùng tam tổ, liền vội vàng tiến lên. Hai người biết nhậm trường sinh muốn đi thiên lôi điện, giờ phút này thế nhưng là nịnh nọc nhậm trường sinh thời điểm, hai người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tương trợ coi như xong. Nhậm trường sinh quét hai người liếc một chút. Nếu là ta không có đoán sai, hôm qua đã có người đến đế đô. Nhậm trường sinh thản nhiên nói. Trường sinh tiên nhân đoán không lầm, hôm qua tới chính là thiên ma tông thái thượng nhị trưởng lão người này mục đích cũng là vì linh nhi nhưng lại bị hai vị lão tổ chấn nhiếp lui tần đế vội vàng nói thiên ma tông bất quá là mới bắt đầu thánh thể xuất thế tại tần quốc sợ là toàn bộ cửu châu đều sẽ kinh động đến lúc đó liền cổ tộc cũng sẽ đến đây nhậm trường sinh thản nhiên nói cổ tộc tần đế thần sắc âm thầm biến đổi cổ tộc có thể khó đối phó bình thường thế lực có hai người các ngươi ứng phó ngược lại cũng đủ rồi, nếu là cổ tộc đến đây, vậy các ngươi liền nói cho bọn hắn, Linh Nhi bị ta mang đi. Nhìn lấy hai người, Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói. "Tuân mệnh." Hai vị lão tổ vội vàng đáp ứng xuống. "Linh Nhi, chúng ta đi." Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Nhậm Trường Sinh bắt lấy cơ Linh Nhi tay nhỏ, đạp không mà lên. Phi Thiên Thần Hổ, tại hư không biến ảo thành mấy trường uy vũ thân thể, nhậm Trường Sinh hai người trực tiếp rơi vào Phi Thiên Thần Hổ trên thân. "Chủ nhân!" ta muốn đi thiên lôi điện đại sát một trận. Phi thiên thần hổ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, từ khi đi theo chủ nhân, thực lực của hắn đã vô địch. Nhưng đáng tiếc là, phần lớn thời giờ, hắn đều tại thần sủng không gian. Hiếm thấy, nhậm trường sinh sẽ để cho hắn đi ra. Hắn rất trân quý. Mỗi cái đi ra cơ hội. Đi thiên lôi điện lại nói, bọn họ nếu là không thức thời, cái kia liền trực tiếp diệt, nho nhỏ thiên lôi điện, chỉ thường thôi. Nhậm trường sinh trong mắt đạm mạc vô cùng. Một lát. Hai người một yêu, hướng thiên lôi điện mà đi tần quốc đáng tiếc ta tần quốc miếu nhỏ giữa chẳng được trường sinh tiên nhân nếu là trường sinh tiên nhân có thể lưu tại ta đại tần đế quốc ta đại tần lo gì không cường đại tần đế thanh âm trầm thấp nói bệ hạ làm gì nghĩ như vậy trường sinh tiên nhân như vậy thiên kiêu đang lầm tiên giới cái kia cũng bất quá là vấn đề thời gian linh nhi công chúa có thể đi theo tại trường sinh tiên nhân bên người đây đã là ta đại tần quốc vinh hạnh nhị tổ trầm giọng nói không biết thiên lôi điện sẽ như thế nào tam tổ lắp bắp nói. Trời sinh trường sinh, làm sao sinh còn lại thiên kiêu? Cái này hồng vân đại lục phía trên, chỉ cần có hắn tại, cái kia tất cả thiên kiêu, làm không còn tồn tại. Tiếng thở dài vang lên, một đám người, thật lâu mới thối lui. Thiên lôi điện. Nhậm trường sinh, người đáng chết. Chủ tọa phía trên, một vị nam tử thần sắc vô cùng băng lãnh. Người này chính là thiên lôi điện điện chủ, biết được con mình chết thảm, thiên lôi điện điện chủ trong lòng, làm sao không giận điện chủ, cái này nhậm trường sinh có thể ngành kháng thiên lôi, sợ là đồng dạng cũng có thánh thể tại thân, tần quốc nhị thánh thể, cái này một cái cũng không thể bỏ qua a, à, nếu không hậu hoạn vô cùng. Phía dưới lão giả, vội vàng nói. Tần quốc. Nho nhỏ tần quốc, đương nhiên muốn diệt, chờ giết nhậm trường sinh, ta lại điều động môn hạ đệ tử tiến đến tần quốc, đem tần quốc hoàn thất giết hại sạch sẽ, vì con ta chôn cùng. Lôi thần điện điện chủ, tức giận gầm thét. Chương 64 Trực tiếp quanh bạo Nguồn mê truyện audio com điện chủ thuộc hạ cái này đi an bài ta thiên lôi điện tam thập tam tiên lôi trận một khi mở ra coi như nhậm trường sinh có ba đầu sáu tay hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ thất trưởng lão tiến lên mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo đường ta muốn hắn sống không bằng chết thiên lôi điện điện chủ trong mắt âm lãnh vô cùng con của hắn đây chính là thiên lôi điện đệ nhất thiên kiêu nắm giữ tuyệt thế tiên thể đợi một thời gian vượt qua tầng 12 hai tán tiên kiếp đăng lâm kim tiên vị trí vậy cũng không khó nhưng bây giờ lại chết tại nhậm trường sinh trong tay thù này há có thể không báo còn chưa cút đi xuống đúng đúng một đám người vội vàng lui ra thiên lôi điện ở vào nam vực cùng cửu châu chỗ giao giới cũng là nam vực tiến vào cửu châu phải qua đường nơi đây một mảnh liên miên sơn mạch có một ngọn núi cao gọi lôi thần phong lôi thần phong phía trên lâu dài bị lôi điện chi lực bao phủ người bình thường chờ không dám tới gần hôm nay, lôi thần phong bên ngoài, một nam một nữ, lại xuất hiện ở trong hư không. Nam tử chính là nhậm trường sinh, nhậm trường sinh bên cạnh, thì là cơ linh nhi. Trường sinh đại ca, đây chính là lôi thần phong, cũng là thiên lôi điện sào huyệt, nghe đồn nơi đây có một tòa lôi linh mạch, tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu chân giả, ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Cơ linh nhi nhìn lấy lôi thần phong nói ra. Nhậm trường sinh quét cái kia lôi thần phong liếc một chút. Lôi thần phong phía trên. Chỉ thấy từng đạo từng đạo lôi điện chi lực bao phủ, từ xa nhìn lại, như cùng một mảnh lôi hải. Lôi Thần Phong chi đỉnh, càng là có thể nhìn đến mây đen cuồn cuộn, lôi điện gào rú, mười phần đáng sợ. Chúc mừng chủ nhân đến đến Lôi Thần Phong, chỉ cần chủ nhân tiến vào Thiên Lôi Điện, tại Thiên Lôi Điện trên hư không liên tục độ kiếp 9 lần, liền có thể hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Vào thời khắc này, tiểu tinh thanh âm đột nhiên truyền đến. Thiên Lôi Điện trên không sao? Nhậm Trường Sinh khóe miệng dương lên, cái kia cái gọi là Thiên Lôi Điện, ngay tại Lôi Thần Phong chi đỉnh nhậm trường sinh muốn đi trên không độ kiếp, vậy thì nhất định phải phía trên lôi thần phong. Trường sinh đại ca, cái này lôi thần điện ngươi có thể không thể coi thường, ta nghe phụ thân nói, thực lực của bọn hắn so với cửu châu đại thế lực, cũng không kém bao nhiêu. Tự hồ nhớ ra cái gì đó, cơ linh nhi vội vàng lần nữa nói. Cửu châu đại thế lực, thì tính sao? Nhậm trường sinh thanh âm đạm mạc vang lên, sau một khắc, nhậm trường sinh vừa sải bước ra. Theo nhậm trường sinh một bước này, một cổ cùng ngạo lực lượng, theo nhậm trường sinh trên thân, phóng lên tận trời lăn ra đến. Lăn ra đến. Thanh âm mang theo đáng sợ tiên nguyên lực, hướng chung quanh chấn động, lôi thần phong phía trên, vô số thiên lôi điện đệ tử chỉ cảm thấy tâm thần rung lên, nguyên một đám thần sắc kinh hãi chính là nhìn lấy lôi thần phong bên ngoài. Người nào đến phạm? Là nhậm trường sinh, người này cũng là nhậm trường sinh, là hắn giết ta nhóm thiếu điện chủ, nhanh chóng tiến đến thông báo điện chủ đại nhân, nhậm trường sinh giết đến rồi. Cái này nhậm trường sinh thật sự là thật to gan, hắn dám phía trên ta lôi thần phong thiên lôi điện đệ tử, nguyên một đám trong mắt lửa giận phẫn nộ. Trong mắt bọn hắn, thiên lôi điện cũng là cái này nam vực bá chủ, nam vực bên trong, còn có người dám động đến bọn hắn thiên lôi điện. Cái này mẹ nó không phải mình muốn chết sao? Nhậm trường sinh. Oanh. Thiên lôi phong phía trên, chỉ thấy chính cổ mênh mông khí tức truyền đến, sau một khắc, chính bóng người, từ thiên lôi trong điện, đạp không mà đến. Trong chính người. Một vị lão giả nhậm trường sinh vô cùng quen thuộc, người này chính là lúc trước tiến đến tận quốc thiên lôi điện thất trưởng lão, người này nhìn đến nhậm trường sinh, hai con mắt hơi hơi ngưng trọng mấy phần. Lôi thần phong phía trên. Hắn thật đến rồi. Tự nhiên nhìn lấy hư không nhậm trường sinh, tâm thần có chút không yên. Chẳng biết tại sao, nhìn đến nhậm trường sinh đến đây, nàng luôn có một cổ dự cảm bất tường, tự hồ có chuyện đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. Ta thiên lôi điện tam thập tam tiên lôi trận, liền thập nhất kiếp tán tiên đều có thể vây khốn, hôm nay hắn đến đây, hẳn phải chết không nghi ngờ tự hồ nhớ ra cái gì đó tự nhi trong lòng hơi hơi bình phục xuống tới ngươi chính là nhậm trường sinh hư không bên trong chính người mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn lấy nhậm trường sinh trước mắt nhậm trường sinh khí tức trên thân cũng không mạnh mới ngủ kiếp tán tiên chi cảnh cái này tại hán thiên lôi điện căn bản cũng không tính là gì các ngươi điện chủ ở đâu quét lão giả liếc một chút nhậm trường sinh thanh âm đạm mạc vang lên chính người đều là tán tiên mà lại tu vi cũng đều không thấp kém nhất một cái vậy cũng là ngũ kiếp tán tiên, lão giả dẫn đầu, khí tức trên thân càng là đạt đến cửu kiếp tán tiên chi cảnh. Hoàng Mao Tiểu Nhi, chúng ta điện chủ nhân vật bậc nào, sao lại để ý tới ngươi, ngươi giết chúng ta thiếu điện chủ, hôm nay ngươi dám đến, cái này lôi thần phong dưới, cũng là nơi chôn thay ngươi. Một vị thiên lôi điện trưởng lão tiến lên, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo đường. A. À, nhậm Trường Sinh hai con mắt khẽ hít một cái. Nhìn như vậy đến, chỉ có thể đánh lên đi. Nhậm Trường Sinh trong miệng, ấy ấy tự nói cái này thiên lôi điện nếu là thức thời, cái kia nhậm trường sinh cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt, nhưng hiện tại xem ra, người ta sớm liền chuẩn bị tốt trước hết giết hắn, vậy hắn, còn khách khí làm gì? Giết. Một chữ dết, rơi xuống. Nhậm trường sinh trong mắt, một vệt lãnh mang nổ bắn ra mà ra. Nhậm trường sinh thể nội, thời khắc này tổ long huyết mạch, cũng gào lên. Rống rống. Nhậm trường sinh sau lưng, từng đạo long ngâm truyền đến. Thật mạnh khí tức. Hư không chính người, trong mắt quan mang tăng vọt, chính người cũng không phải người ngu, nhậm trường sinh có thể giết bọn hắn thiếu điện chủ, thực lực kia, tuyệt đối không kém. Bố trận. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng nói, bố trận. Bố trận. Chính bóng người, nhanh chóng dời động, bất quá một lát, chính người vây lại nhậm trường sinh, chính người khí tức trên thân, càng là tăng vọt gấp bội. Rầm rầm rầm. Lôi thần phong phía trên, cùng cùng lôi điện chi lực, hướng chính người tụ đến. Chủ nhân, để cho ta đánh bay bọn họ. Nhậm trường sinh dưới thân, Đế Sát một mặt hưng phấn nói: "Đừng nóng vội, nhậm Trường Sinh vỗ vỗ đế Sát đầu. Ngươi bảo vệ Linh Nhi, cái này chính cái lão gia hỏa giao cho ta, cái này thiên lôi điện bên trong, còn không người có thể làm bị thương bản thiếu gia." Lãnh Ngạo âm thanh vang lên, nhậm Trường Sinh một bước tiến lên. Lăn ra ngoài. Thanh âm lạnh lùng vang lên, nhậm Trường Sinh nhất quyền xuất thủ, theo nhậm Trường Sinh một quyền này, một đầu cổ lão thần long gào thét mà ra. Bay thẳng đến Thất Trưởng lão đánh tới, không tốt. Thất Trưởng lão hai con mắt hơi hơi ngưng tụ. Sau một khắc, người này vung tay lên, lôi thần phong phía trên cuồn cuộn lôi điện chi lực, nhanh chóng tụ đến. Bất quá phút chốc, người này trước người, tạo thành một mảnh lôi thuẫn. Rống rống. Hai cổ lực lượng, tại hư không va chạm. Thật mạnh. Va chạm trong nháy mắt, thất trưởng lão sắc mặt, đột nhiên nhất bạch. Một khắc này, hắn tự hồ cảm giác được, một cổ bá đạo vô song lực lượng, đâm vào tâm thần của mình phía trên. Trong cơ thể của hắn, khí huyết điên cuồng mãnh liệt lão tạp chủng, lưu ngươi một cái mạng chó không muốn, vậy liền chết. Lão giả còn chưa có lấy lại tinh thần đến, người này hai con mắt, kịch liệt co rút lại một chút, chẳng biết lúc nào, nhậm trường sinh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhậm trường sinh nhất quyền, chớp mắt đã tới. Không. Lão giả thân thể rung lên, hắn giờ phút này, trong đầu nổi lên đế đô bên ngoài một màn kia, một khắc này, đồng dạng nhất quyền, bọn họ thiếu điện chủ, trực tiếp bị oanh bạo. Phanh. Trầm muộn âm thanh vang lên. Hư không bên trong đột nhiên yên tĩnh lại. Lục kiếp tán tiên thất trưởng lão, giờ phút này cả người, đã bị oanh nát, tiên huyết, theo hư không rơi xuống, lôi thần phong phía trên, vô số thiên lôi điện đệ tử, tâm thần rung rẩy. Tổ long huyết mạch. Khủng bố như vậy. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 65 Quá mẹ hắn dọa người A, nguồn Mê truyện audio.com Thất trưởng lão chết rồi Một lát, toàn bộ thiên lôi điện đều sôi trào lên, thất trưởng lão chết rồi. Nhất quyền, trực tiếp bị oanh phát nổ, đây chính là lục kiếp tán tiên A, da da. Thiên lôi điện trước, tự nhi sắc mặt trắng bệch chết rồi. Cứ thế mà chết đi thiếu niên kia như là thần ma đồng dạng, không ai cản nổi. Thất trưởng lão. Hư không bên trong, tám vị trưởng lão sắc mặt, cũng trắng mấy phần. Bọn họ đã đánh giá rất cao nhậm trường sinh, nhưng lại không nghĩ rằng nhậm trường sinh đáng sợ như vậy, còn chưa khai chiến, bọn họ chín người, thì thiếu một người. Chúc mừng chủ nhân đánh giết lục kiếp tán tiên, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 ngàn, phản hồi kinh nghiệm 1 tỷ, chủ nhân tu vi tăng lên tới lục kiếp tán tiên chi cảnh. Nhậm trường sinh trong đầu, vang lên tiểu tinh thanh âm. Nhậm trường sinh trên thân. Khí tức tăng cường gấp bội, trực tiếp tăng lên tới lục kiếp tán tiên chi cảnh. Hư không bên trong, đồng dạng không có có cái gọi là tán tiên kiếp xuất hiện. Thiên kiếp, tự hồ quên đi nhậm Trường Sinh. Ngươi dết thất trưởng lão. Cầm đầu đại trưởng lão, thanh âm trầm thấp nói: "Đừng nóng vội, tiếp đó cũng là ngươi." Nhậm Trường Sinh hướng người này nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng trắng noãn, xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Nghe được nhậm Trường Sinh lời này, tâm thần của ông lão càng là rung lên. Vết sau một khắc, băng lãnh chữ sát, lần nữa tại hư không vang lên. Không tốt, nhanh tới gần, lẫn nhau tới gần. Đại trưởng lão tức giận quát, nhậm trường sinh có thể nhẹ nhõm chém giết thất trưởng lão, cái kia muốn giết những người khác, cũng tuyệt đối không khó, còn lại tám người nếu là còn tách ra. Đó cùng muốn chết, có gì khác biệt? Nhanh tới gần, nhanh. Nhanh. Tám người giờ phút này chỗ nào còn nghĩ đến vây quanh nhậm trường sinh, vì bảo mệnh, tám người nhanh chóng tới gần cùng một chỗ, hư không bên trong, nguyên bản vây quanh nhậm trường sinh tám người. Giờ phút này, lại bị nhậm trường sinh một người vây lại. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa, ngươi lại muốn được. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư không vang lên, hư không bên trong, nhậm trường sinh bóng người, xuất hiện lần nữa. Lần này, nhậm trường sinh trực tiếp cứ như vậy, nghênh ngang hướng tám người từng bước một tới gần. Ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão nghiêm nghị quát nói. Đòi mạng ngươi nhậm trường sinh thanh âm lạnh lùng vang lên nhậm trường sinh thể nội tổ long huyết mạch điên cuồng gạo lên nhậm trường sinh trên cánh tay giờ phút này có thể nhìn đến từng mai từng mai cổ lão vẫy rồng lan tràn ra chết oanh nhất quyền xuất thủ thiên lôi kiếm quyết thiên lôi ấn hư không bên trong giờ phút này xuất hiện vô cùng hỗn loạn một mạng vì bảo mệnh tám vị trưởng lão đồng thời hướng nhậm trường sinh xuất thủ phanh 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 nhất quyền thế cùng chẻ tre, vô luận là cửu kiếp tán tiên, vẫn là bát kiếp tán tiên lực lượng, bất kỳ lực lượng đụng phải nhậm trường sinh trên thân, trực tiếp sụp đổ. Nhậm trường sinh nhất quyền. Chớp mắt đã tới. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão trong mắt, kinh hải chính là vô song, cái này sao có thể? Cái kia thiếu năm còn là người sao? Vừa mới bọn họ tám người đồng thời xuất thủ, vậy liền coi là là thập kiếp tán tiên. Cũng không dám ngạnh kháng A, mà nhậm trường sinh, giờ phút này lại như là không có việc gì đồng dạng thiên linh tiên kiếm. Cắn răng một cái, lão giả đột nhiên giận quát to một tiếng. Sau một khắc, người này trước người, một thanh màu tím sắc tiên kiếm xuất hiện, cái kia tiên kiếm phía trên, vô số đường vân sáng lên, cổ lão tiên nguyên lực, chấn động mà ra. Giết cho ta. Đại trưởng lão một kiếm, hướng nhậm trường sinh đánh tới. Hắn muốn phải dựa vào tiên kiếm, cho nhậm trường sinh nhất kích trí mệnh. Tiên kiếm. Buông cười. Nhìn lấy tiên kiếm đánh tới, nhậm trường sinh trong mắt dâng lên một vệt đùa cực cái kia tiên kiếm, bất quá là cửu phẩm tiên khí mà thôi, cái này trong mắt hắn, cùng sắc vụn không có gì khác nhau. Ken. Thanh âm thanh thúy vang lên. Hư không bên trong, tia lửa bắn ra bốn phía. Đại trưởng lão trong tưởng tượng một kiếm chém vết nhậm trường sinh, vẫn chưa xuất hiện, tia lửa tán đi, giờ phút này hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy cái kia thanh tiên kiếm. Ngươi. Đại trưởng lão sắc mặt, trắng bệch vô cùng. Tiên kiếm, bị nhậm trường sinh hai ngón tay đón lấy. Hôm nay thì để cho các ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng thanh âm đạm mạc vang lên nhậm trường sinh thể nội tổ long huyết mạch lực lượng bành trướng mà ra ngón tay dùng lực cái kia tiên kiếm trực tiếp vỡ nát phanh vỡ vụn tiên kiếm theo hư không nổ bắn ra ra phốc đại trưởng lão trong miệng máu tươi thẳng bắn ra tiên kiếm nát hắn thiên lôi điện tiên kiếm tổng cộng cũng liền ba thanh cái này thanh tiên kiếm là bởi vì hắn đại trưởng lão thân phận mới tạm thời ban cho hắn nhưng bây giờ lại bị nhậm trường sinh, trực tiếp bóp nát. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Đại trưởng lão điên cuồng gào thét, lôi thần phong phía trên, vô số thiên lôi điện đệ tử, giờ phút này cũng đầy mặt trắng bệt, tiên kiếm đều đánh nát. Cái này còn là người sao? Nhanh, nhanh mở ra 33 lôi tiên trận, nhanh. Đại trưởng lão tự hồ nhớ ra cái gì đó, người này điên cuồng hướng lôi thần phong phóng đi. Hư không bên trong, giờ phút này hắn liền những trưởng lão khác, cũng không quan tâm thật là đáng sợ thiếu niên kia thật sự là thật là đáng sợ đại trưởng lão chạy trốn chạy mau a à. nhanh hư không bên trong còn lại bảy vị trưởng lão lập tức lấy lại tinh thần bảy người bóng người nhanh chóng chạy trốn có mấy người thậm chí hướng lôi thần phong chạy ra ngoài trường sinh đại ca quá mạnh lôi thần phong bên ngoài cơ linh nhi mặt mũi tràn đầy kinh tháng cửu kiếp tán tiên lại như thế nào thiên kiêu lại như thế nào ở trước mặt của hắn đều là con kiến hôi để sát hư không bên trong, nhậm trường sinh quát lạnh một tiếng. "Đúng, chủ nhân." Đế Sát trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sau một khắc, từng đạo từng đạo tàn ảnh theo hư không lướt qua, đồng thời, hư không bên trong truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. "A a a." Liên tục năm đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hư không bên trong, năm vị trưởng lão bị Đế Sát xé nát. "Thiên Lôi Điện." Chính vị trưởng lão rời núi nghênh chiến, nhưng giờ phút này lại chết thảm sáu cái, ba người còn lại, đại trưởng lão trọng thương hai người khác, sắc mặt trắng bệch đứng tại thiên lôi điện trước. Kém một chút, kém một chút bọn họ cũng muốn chết thảm. Khai trận, nhanh khai trận. Âm âm. Đại trưởng lão âm thanh vang lên, lôi thần phong bên ngoài, chỉ thấy một cổ đáng sợ lôi điện lực lượng, mãnh liệt mà ra, sau một khắc, tầng tầng đại trận, bao phủ lại toàn bộ lôi thần phong. Đại trận này, chính là thiên lôi điện tam thập tam tiên lôi trận, nguyên bản chính người muốn dẫn nhậm trường sinh vào trận, sau đó bắt sống nhậm trường sinh, giao cho điện chủ xử trí nhưng giờ phút này đại trận này lại thành bảo mệnh đại trận đại trận nhậm trường sinh khóe miệng dương lên thiên lôi điện phía trên điện chủ điện chủ cứu mạng a đại trưởng lão mang theo sống sót hai vị thiên lôi điện trưởng lão một mặt bi phẫn xông vào đại điện bên trong trên đại điện một vị trung niên nam tử mở ra hai con mắt bổn tòa tĩnh tu trong lúc đó không cho phép đã quấy rầy các ngươi làm cái gì vậy thiên lôi điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói điện chủ nhầm trường sinh tới nhầm trường sinh đến rồi đại trưởng lão vội vàng nói cái gì hắn đến rồi thiên lôi điện điện chủ trực tiếp đứng lên ba ngày hắn đã chờ ba ngày hắn tại phía trên tòa đại điện này đợi ba ngày hắn muốn tự tay giết nhầm trường sinh điện điện chủ tự hồ nhớ ra cái gì đó đại trưởng lão bờ môi đột nhiên run rẩy lên còn có chuyện gì thiên lôi điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói Điện chủ, vừa mới chúng ta nhìn đến nhậm trường sinh đến đây, muốn trực tiếp cầm súng nhậm trường sinh, không nghĩ tới. Không có nghĩ đến cái gì? Điện chủ câu mày nói. Không nghĩ tới chúng ta chính vị trưởng lão, trực tiếp bị hắn giết sáu cái, chỉ còn lại có ba người chúng ta, dựa vào mở ra tam thập tam tiên lôi trận mới bảo trụ nhất mình, nếu không phải tam thập tam tiên lôi trận, nhậm trường sinh đã sớm giết tiến đến rồi. Hoa! Wow. Hoa! Wow. Đại trưởng lão mang theo hai vị trưởng lão, giờ phút này trực tiếp khóc ồ lên. Quá dọa người! Quá mẹ hắn dọa người A. Chương 66 Tức Điên Thiên Lôi Điện Chủ Nguồn Mê Truyện Audio.com Cái gì Thiên Lôi Điện Điện Chủ trực tiếp đứng lên? Đều đã chết. Chính vị trưởng lão chết 6 cái. Cái này 6 vị trưởng lão, đó cũng đều là Thiên Lôi Điện Trường Cột A. Cứ như vậy, chết 6 cái. Ta không phải nói, nhầm trường sinh một khi xuất hiện, lập tức thông báo ta. Thiên Lôi Điện Điện Chủ, tức giận nói. Điện Chủ bớt giận đại trưởng lão lau một cái lão lệ lập tức vội vàng nói thuộc hà cũng là nhìn tu vi của người này mới ngủ kiếp tán tiên chi cảnh muốn trực tiếp cầm xuống giao cho điện chủ xử trí nhưng ai biết đại trưởng lão ngừng lại điện chủ ngươi nhưng muốn vì mấy vị trưởng lão báo thù a à, mấy vị trưởng lão bị xé nát thân thể tiên huyết đổ toàn bộ bầu trời thật thê thảm a à. điện chủ báo thù a à. ba vị trưởng lão trong mắt bi phẫn vô cùng nam vực bên trong thiên lôi điện chính là là bá chủ thực sự, bọn họ khi nào, nhận qua như thế ủy khuất a, một ngày chết sáu cái trưởng lão, đây là cỡ nào thê thảm. Theo ta ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này nhậm trường sinh, mạnh bao nhiêu. Thiên lôi điện chủ thanh âm trầm thấp vang lên. Người này trong mắt, từng đạo sát ý lóe ra, giết hắn nhi tử không nói, hôm nay nhậm trường sinh, lần nữa giết thiên lôi điện sáu vị trưởng lão. Nhậm trường sinh, khinh người quá đáng. Thiên lôi phong bên ngoài. Trường sinh đại ca, đây là thiên lôi điện tam thập tam tiên lôi trận đại trận này nghe đồn liền thập nhất kiếp tán tiên bị khốn trụ cũng muốn ông hận trong đó hư không bên trong cơ linh nhi vội vàng nói tam thập tam tiên lôi trận nhậm trường sinh trong mắt tinh mang lóe lên lôi thần phong phía trên đã bị đại trận bao phủ lại cái kia phía trên đại trận một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt truyền đến thiên đồng nhậm trường sinh trực tiếp mở ra thiên đồng ông ông vào thời khắc này nhậm trường sinh trước mắt bắt đầu biến hóa lôi thần phong phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện mười mấy cái màu đỏ tiêu ký đây là cái gì nhậm trường sinh vội vàng hướng tiểu tinh hỏi chủ nhân trận pháp toàn giải đã học tập song song trong tu chân giới ngoài trường ngũ phẩm phía trên tiên trận đại trần còn lại đại trần chủ nhân liếc một chút liền có thể xem thấu hư thực tiểu tinh thanh âm tại nhậm trường sinh trong đầu vang lên a à, nhậm trường sinh trong mắt phát sáng lên lôi thần phong phía trên những thứ này màu đỏ tiêu ký tổng cộng là 33 cái, 33 cái tiêu ký, phân tán tại lôi thần phong các nơi, cái này 33 cái tiêu ký, chính là tam thập tam tiên lôi trận mắt trận. Người đến. Vào thời khắc này, nhậm trường sinh hướng lôi thần phong nhìn qua, chỉ thấy cái kia tam thập tam tiên lôi trận bên trong. Đại trưởng lão mang theo thiên lôi điện điện chủ, cùng mặt khác hai vị trưởng lão, chính đạp không mà đến. Mở ra đại trận. Lôi thần phong bên trong, thiên lôi điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Điện chủ cẩn thận A, cái này nhậm trường sinh thủ đoạn quỷ dị, mà lại chiến lực kinh người, điện chủ gặp, nhất định muốn cẩn thận ứng phó mới là. Đại trưởng lão một mặt tim đập nhanh đường. Một khắc này, hắn vĩnh viễn quên không được a, à, tiên kiếm bị oanh nát, kém một chút, hắn thì mệnh tan tại chỗ. Hừ. Thiên Lôi điện chủ hừ lạnh một tiếng. Khai trận. Thiên Lôi điện chủ thanh âm lạnh lùng vang lên. Thủ đoạn quỷ dị. Hắn còn chưa tin, cái này nam vực bên trong, có yêu nghiệt như thế, tu vi của hắn cũng không phải cửu kiếp, mà chính là thập nhất kiếp tán tiên chi cảnh đừng nói nam vực, coi như tại cửu châu, cái kia cũng không có người dám trêu chọc. Oanh! Tam thập tam tiên lôi trận, trực tiếp mở ra, lôi thần phong phía trên, điện chủ mang theo ba người, đi ra. Đứng ngạo nghễ hư không, thiên lôi điện chủ toàn thân sát khí đằng đằng, ngược lại là ba vị trưởng lão, thận trọng theo ở phía sau. Đồ vô dụng! Quét sau lưng ba người liếc một chút, thiên lôi điện chủ trong mắt, dâng lên một vệt lãnh mang. Ba người bộ dạng này, quả thực chính là cho hắn thiên lôi điện mất mặt. Điện chủ! ba vị trưởng lão mặt phía trên đỏ bừng lên, nhưng ba người nhìn về phía hư không nhậm trường sinh lúc, ba người sắc mặt trắng nhợt, cước bộ, trực tiếp ngừng lại. Hư. Thiên lôi điện chủ hư lạnh, đi ra đại trận. Ai là nhậm trường sinh? Thiên lôi điện chủ thanh âm lạnh lùng vang lên, người này vung tay lên, một thanh lôi chủ y xuất hiện, theo cái này lôi chủ y xuất hiện, chung quanh lôi linh khí tự động tụ đến. Thiên lôi chủ y, bác phẩm tiên khí tay cầm thiên lôi chủ y lại thêm hắn thập nhất kiếp tán tiên tu vi có thể nói toàn bộ hồng vân đại lục phía trên trừ phi là thượng giới kim tiên buông xuống bằng không mà nói hắn không sợ bất luận kẻ nào ôi chẳng lẽ vị này cũng là thiên lôi điện điện chủ lôi chân nhân nhậm trường sinh cười hiếp mắt âm thanh vang lên có ngày đồng tử tại người này lúc đi ra nhậm trường sinh liền thấy cái kia tam thập tam tiên lôi trận tại nhậm trường sinh trước mặt thì thùng rỗng kêu to ngươi chính là nhậm trường sinh thiên lôi điện chủ trong mắt sát khí tăng vọt trước mắt nhậm trường sinh, trên người tu vi xác thực mới lục kiếp tán tiên chi cảnh, so với trưởng lão nói ngũ kiếp, mạnh như vậy ném một cái ném. Nhưng tại thiên lôi điện chủ trong mắt, ngũ kiếp lục kiếp, cái này căn bản liền không có khác nhau. Là ngươi giết con ta. Thiên lôi điện chủ nghiêm nghị nói. Không sai. Nhậm trường sinh gương mặt nụ cười. Không ngừng ngươi nhi tử, liền ngươi thiên lôi điện sáu vị trưởng lão, cũng thảm chết trong tay ta, đương nhiên, đến đón lấy rất nhanh liền là ngươi, còn có ngươi toàn bộ. Thiên lôi điện nhậm trường sinh lần nữa cười hiếp mắt nói cung vọng oanh thiên lôi điện chủ trong mắt nổ bắn ra trên trăm trường đích lôi mang tới muốn giết hắn Diệt hắn thiên lôi điện trước mắt nhậm trường sinh quá phách lối tiểu tử ta cho ngươi một cái cơ hội giao ra thiên lôi tiên trượng sau đó tự lại nơi đây bản điện chủ sẽ xem xét lưu lại ngươi một cái toàn thây thiên lôi điện chủ lạnh lùng nói thiên lôi tiên trượng ngươi nói là cái này nhậm trường sinh trong tay quan mang lóe lên, thiên lôi pháp trượng, xuất hiện ở nhậm trường sinh trong tay. Mà theo cái này pháp trượng xuất hiện, nhậm trường sinh rõ ràng cảm giác được, chung quanh lôi linh khí, nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cảm giác kia, tự hồ là, những thứ này lôi linh khí tại vui mừng đồng dạng. Quả nhiên là thiên lôi tiên trượng. Thiên lôi điện chủ trong mắt, nóng rực quan mang dâng lên. Đã bao nhiêu năm? Hắn đạt tới thập nhất kiếp tán tiên chi cảnh, đã trọn vẹn trên vạn năm. Nhưng bởi vì không có nắm chắc, Hắn chậm chạp không có đi nếm thử độ cái kia tầng thứ 12 kiếp, nhưng nếu là có thể đạt được Thiên Lôi Tiên Trượng, vậy hắn hoàn toàn chắc chắn vượt qua thập nhị kiếp tán tiên, chứng đạo kim tiên. "Đem tiên trượng cho ta." Thiên Lôi Điện chủ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, "Kim tiên a, à, chứng đạo kim tiên, cái kia tại tiên giới địa vị cũng không thấp, đến mức nhi tử cùng Thiên Lôi Điện trưởng lão, chết cũng liền chết, so với hắn tiên đạo tới. Căn bản cũng không tính là gì. Ngươi muốn a, à, vậy ta thì thì hết lần này tới lần khác không cho ngươi." Răng rắc tại thiên lôi điện chủ kịch liệt co vào đồng tử dưới nhậm trường sinh bắt lấy cái này tiên trượng tay cầm dùng lực sau một khắc cái kia tiên trượng hóa thành vỡ nát ông ông linh khí chung quanh từ từ tán đi nát thiên lôi điện chủ hơi hơi ngẩn ngơ cái kia thiên lôi tiên trượng chính là hắn thiên lôi điện chí bảo chỉ cần dung hợp tiên lôi thủy tinh liền có thể phát huy ra ngũ phẩm phía trên tiên khí uy thế cứ như vậy bị nhậm trường sinh bóp nát ngươi trả cho ta tiên trượng kinh sợ thanh âm tại hư không vang lên Thiên lôi điện chủ trên thân, khí tức triệt để nổ. Nhi tử chết rồi, trưởng lão chết rồi, hắn cũng không đáng kể. Nhưng giờ phút này, chứng đạo kim tiên ý vào, cũng mất. Chương 67 Phẫn nộ đế sát Nguồn Mê truyện audio.com Thiên lôi chù y Rầm 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 Từng đạo nổ tiếng sấm vang lên, thiên lôi điện chủ huy động thiên lôi chù y, bay thẳng đến nhậm trường sinh đập tới. Theo thiên lôi chù y xuất thủ, toàn bộ lôi thần phong trên không, lôi điện chi lực tùy ý mấy ngàn trường. Thật mạnh uy thế, mau lui lại. Mở ra Tam thập tam tiên lôi trận. Đại trưởng lão mang theo hai vị trưởng lão, lần nữa lui về Lôi thần phong phía trên, hơn nữa còn phân phó môn hạ đệ tử mở ra đại trận, kể từ đó, cái kia chiến đấu dư âm cuối cùng bị chặn. Đến được tốt. Nhậm Trường Sinh trong mắt cũng phát sáng lên, trước mắt Thiên Lôi Điện chủ, coi là Hồng Vân Đại Lục cường giả đứng đầu, trừ phi là một số thánh thể thiên kiêu. Bằng không mà nói, người này cơ hồ vô địch chủ nhân, để cho ta đập nát hắn. Để sát trục trịch đường. Tốt. Nhậm Trường Sinh đem cơ hội này nhường cho Đế Sát. Nói thế nào, Đế Sát hiện tại cũng là thập nhị kiếp tán tiên chi cảnh, phải giải quyết Thiên Lôi Điện chủ cũng không khó. Mà lại, Đế Sát còn có thần thú huyết mạch tại thân. Rống rống. Nổi giận gầm lên một tiếng, Đế Sát nhảy lên cùng một chỗ, sau một khắc, trực tiếp ở trong hư không huyễn hóa ra bản thể, trên trăm trường thân thể, uy vũ vô cùng. Tiên thú thiên lôi điện chủ thần sắc giật mình. Lão tạp chủng, ăn ta nhất trảo. Phanh. Chớp mắt đã tới, trân quý mỗi lần cơ hội xuất thủ đế sát, nhất trảo con, trực tiếp đối với đạo thiên lôi này nện, thì cứng trắng đòn khiên đi lên. Ken. Hư không tia lửa bắn ra bốn phía. Sau một khắc, một bóng người té bay ra ngoài. Phanh. Thiên lôi điện chủ thân thể, đâm vào tam thập tam tiên lôi trận phía trên, trong tay hắn thiên lôi chủ y, càng là kém chút tuột tay mà ra. Thật mạnh thiên lôi điện chủ đè nén cái kia muốn phun ra máu tươi, một mặt kinh hải chính là nhìn lấy đế sát, nhậm trường sinh tiên thú, làm sao có thể cũng đáng sợ như vậy. Ngươi là thập nhị kiếp tán tiên. Tự hồ phát hiện cái gì, thiên lôi điện chủ mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn lấy đế sát nói. Thập nhị kiếp tán tiên, cái này sao có thể a? À, hồng vân đại lục phía trên, tán tiên tuy nhiên có thập nhị kiếp, nhưng thập nhị kiếp chỉ cần vượt qua, vậy liền lập tức sẽ đăng lâm tiên giới, trở thành cái kia kim tiên. Trước mắt tiên thú, làm sao có thể là thập nhị kiếp tán tiên? không sai. để sát mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. thập nhị kiếp tán tiên, cũng chính là kim tiên, tu vi của hắn, trên thực tế, cũng là kim tiên nhất trọng chi cảnh, đến mức vì sao không có đăng lâm tiên giới, vậy liền không được biết rồi. kim tiên. thiên lôi điện chủ thân thể rung một cái, trong lòng của hắn, cái kia mối thù giết con, giết trưởng lão mối thù. trong khoảnh khắc hóa đến sạch sẽ, mau mở ra đại trận, để cho ta đi vào. thiên lôi điện chủ thanh âm tức giận vang lên. hắn phát hiện không biết cái gì thời điểm cái này tam thập tam tiên lôi trận lần nữa mở ra mà hắn giờ phút này lại bị tiên lôi trận ngăn tại lôi thần phong bên ngoài lôi thần phong bên trong điện chủ vừa mới đang nói cái gì tự như là gọi chúng ta mở ra đại trận cái gì mở ra đại trận điện chủ thế nhưng là thập nhất kiếp tán tiên nhìn đến vừa mới va chạm không điện chủ liền mảy may thương thế đều không có con hổ kia căn bản không đã thương được điện chủ chẳng lẽ là ta nghe lầm khẳng định là sai lôi thần phong phía trên mấy cái vị đệ tử nghị luận âm ý, mà chủ trận đệ tử, giờ phút này cũng đang quan chiến. Tam thập tam tiên lôi trận, không có chút nào muốn mở ra ý tứ. Đại trưởng lão, điện chủ có thể hay không? Còn lại hai vị trưởng lão, trong mắt có chút kinh nghi nhìn lấy hư không? Điện chủ sẽ không thua. Tuyệt đối sẽ không. Đại trưởng lão gầm nhẹ nói, điện chủ thất bại sao? Hắn không dám suy nghĩ, một khi thua, cái kia toàn bộ thiên lôi điện, thì triệt để xong. Muốn đi. Ngao 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 hư không bên trong để sát phẫn nộ muốn đi cái này cũng quá coi thường hắn đế sát nếu để cho thiên lôi điện chủ đi vậy hắn tại chủ nhân trước mặt thể diện ở đâu về sau muốn lại ra tay còn như thế nào hướng chủ nhân xin chiến cùng bảo đi để sát nổi giận để sát trên thân một tầng huyết sắc lực lượng mãnh liệt mà lên để sát lông tóc giờ phút này càng là biến thành màu tím để sát khí tức trên thân càng là tăng vọt ông ông Đế sát quanh người, giờ phút này hư không, cũng bắt đầu rung rẩy lên, tự hồ sau một khắc, không gian kia liền muốn trực tiếp bị chấn bể đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Nhậm trường sinh trong mắt quan mang tăng vọt, hư không đế sát, tự hồ điên cuồng đồng dạng, đế sát trên đầu, giờ phút này số liệu, cũng không phải thập nhị kiếp tán tiên. Mà chính là... Kim tiên chín tầng. Chẳng lẽ là... Tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhậm trường sinh trong mắt sáng lên. Mà giờ khắc này... Dết. Oanh hư không bên trong, đế sát đối với thiên lôi điện chủ thân thể, trực tiếp va chạm đi lên, nhìn đến đế sát đánh tới, thiên lôi điện chủ kém chút sợ tè ra quần. Kim tiên, khẳng định là kim tiên. Mở ra đại trận, mở ra đại trận A. Nhanh. Thiên lôi điện chủ điên cuồng gào thét. Điện chủ gọi mở ra đại trận, nhanh. Nhanh. Mấy vị thiên lôi điện đệ tử, trong nháy mắt lúng cuốn, nguyên lai điện chủ là thật đang kêu mở ra đại trận, bọn họ còn tưởng rằng là giả đâu. Ông ông mấy cái vị đệ tử vội vàng khai trận nhưng đáng tiếc là vẫn là muôn oanh từng đạo từng đạo va chạm kịch liệt âm thanh truyền đến hư không bên trong để sát thân thể đâm vào thiên lôi điện chủ trên thân thiên lôi điện chủ trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình trực tiếp nổ tung thập nhất kiếp tán tiên như vậy vẫn lạc nhưng cái này vẫn chưa xong để sát đụng nát thiên lôi điện chủ thân thể về sau trực tiếp đâm vào tam thập tam tiên lôi trận phía trên dưới một khắc tiên lôi trận phía trên quang mang tăng vọt phanh 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 33 đạo tiếng phá hủy vang lên, tam thập tam tiên lôi trận, toàn bộ nổ. Phốc phốc phốc. Lôi thần phong phía trên, vô số chủ trận thiên lôi điện đệ tử, nguyên một đám trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Một số tu vi kém một chút đệ tử, càng là ngã trên mặt đất, trực tiếp đã bất tỉnh. Tập hợp toàn bộ thiên lôi điện lực lượng bày ra đại trận. Cứ như vậy, bị đế sát đụng nát. Ngao ngao ngao. Hư không đế sát, hưng phấn vô cùng, đụng nát thiên lôi điện chủ, liền đại trận cũng đụng nát, lần này, chủ nhân khẳng định hết sức hài lòng. Hư không bên trong. Đây con mẹ nó, Cường A. Nhậm trường sinh cũng nhìn trận mắt hốc mồm, nhậm trường sinh biết đế sát thần thú huyết mạch rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng, mạnh như thế không hợp thói thường. Tam thập tam tiên lôi trận. Đường đường lục phẩm tiên trận, cứ như vậy bị đụng nát. Nếu không phải đế sát sau cùng phanh lại xe, sợ là toàn bộ lôi thần phong, đều muốn bị con hàng này đụng nát. Rống rống. Đắc ý rống to vài câu, đế sát hướng nhậm trường sinh bay đi không tệ. Nhìn lấy đế sát, nhằm trường sinh tán thưởng nhẹ gật đầu. Thiên lôi phong phía trên. Nát. Đại trưởng lão ngay ngốc nhìn trước mắt hết thảy, toàn bộ lôi thần phong, giờ phút này kêu trên một mảnh, điện chủ chết rồi, tam thập tam tiên lôi trận nát. Xong, hết thảy đều xong. Đại đại đại. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Còn lại hai vị trưởng lão, âm thanh rung chảy đường. Làm sao bây giờ? Đại trưởng lão thân thể rung một cái. Làm sao bây giờ? hư không thiếu niên kia, người nào có thể ngăn cản. Đến hậu sơn. Tự hồ nhớ ra cái gì đó, đại trưởng lão trong mắt, dâng lên một vệt điên cuồng, mà nghe được đại trưởng lão lời này, hai vị trưởng lão tự hồ cũng đoán được cái gì. Hai người nhìn lấy đại trưởng lão. Trong mắt đều là bất ngờ. Hắn chẳng lẽ, muốn thả ra. Chương 68 Tâm mệt thiên kiếp Nguồn Mê truyện audio.com Không quản được nhiều như vậy, hai người các ngươi nếu là muốn mạng sống, như vậy tùy ta cùng đi." Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. "Ta nguyện ý đi theo đại trưởng lão." "Ta cũng nguyện ý." Hai người cắn răng, quỳ trên mặt đất. "Đi." Trong mắt dâng lên một vệt ánh sáng âm lãnh, đại trưởng lão mang theo hai người, hướng Lôi Thần Phong phía sau núi mà đi, một lát, ba người bóng người biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong. Cái kia kết thúc. Nhậm Trường Sinh trên mặt bình thản không gần sóng. Lôi Thần Phong phía trên. Nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, một đám thiên lôi điện đệ tử, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Liên Điện chủ trưởng lão đều đã chết, Tam thập tam tiên lôi trận cũng phá, còn có ai có thể ngăn trở Nhậm Trường Sinh? Ta, Trường Sinh tiên nhân. Đứng ở trong hư không, Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Quỳ xuống người, miễn tử. Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Miễn tử. Thật hay giả? Bái kiến Trường Sinh tiên nhân. Bái kiến Trường Sinh tiên nhân. Lôi thần phong phía trên, nói đạo thân ảnh hướng nhậm trường sinh quỳ bái xuống dưới. Trong đám người, tự nhiên mặt mũi tràn đầy phức tạp, nhưng một lát, nàng cũng quỳ bái xuống dưới. Thiếu niên kia, quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến nàng liền báo thù ý chí đều không có, thậm chí coi như nhậm trường sinh đứng ở trước mặt của nàng, nàng liền cầm kiếm dũng khí, đều đều không nổi. Ta tuyên bố, kể từ hôm nay, thiên lôi điện giải tán, thiên lôi điện đệ tử, trong vòng một khắc đồng hồ, toàn bộ lăn ra lôi thần phong. Nhậm trường sinh thanh âm lạnh lùng, tại hư không vang lên. Đa tạ trường sinh tiên nhân ân không giết Đa tạ trường sinh tiên nhân, trong mắt mọi người đại hỷ, đối tại bọn hắn hiện tại tới nói, lưu lại mạng nhỏ, cái kia chính là đại hành, đến mức thiên lôi điện giải tán không giải tán, đó đã không phải là bọn họ cái kia suy tính. Đi mau a, à. Đi đi đi. Thiên lôi điện đệ tử, hướng thiên lôi ngọn núi bên ngoài tiến đến. Bất quá một phút. Toàn bộ lôi thần phong, đã trống rỗng. Cái kia đến ta độ kiếp thời điểm. Hư không bên trong, nhậm trường sinh hít sâu một hơi một lát, nhậm trường sinh từng bước một, hướng lôi thần phong đi đến, đứng tại lôi thần phong chi đỉnh, nhậm trường sinh nhìn về phía hư không. Tán tiên kiếp, cái kia đến rồi. Trường sinh đại ca. Cơ Linh Nhi bóng người, xuất hiện ở nhậm trường sinh trước mặt. Linh Nhi, ngươi cùng để sát lui về phía sau vạn trượng bên ngoài, ta muốn độ kiếp, độ tán tiên kiếp. Nhìn lấy Linh Nhi, nhậm trường sinh trầm giọng nói. Độ kiếp. Linh Nhi sửng sốt một chút. Nhậm trường sinh muốn độ kiếp. Nàng nhớ không lầm, lần trước nàng độ kiếp, nhậm trường sinh một câu trực tiếp thì quát lui thiên kiếp. Hai vị lão tổ độ kiếp, vậy cũng bởi vì nhậm trường sinh, ngay cả thiên kiếp đều không hạ xuống. Nhậm trường sinh, muốn độ kiếp. Đế sát, còn không thối lui. Vâng. Đế sát mang theo Linh Nhi, rời đi lôi thần phong. Lôi thần phong chi đỉnh, chỉ còn lại có nhậm trường sinh một người, đứng ở nơi đó, nhìn lấy hư không, nhậm trường sinh nhỏ nhỏ thở dài một cái, cái này thiên kiếp a lại muốn bị uy hiếp. Cùng lúc đó, lôi thần phong ngoài trăm dặm tần châu cái này thánh thể xuất hiện chi địa thật tại tần quốc bên trong hơn nữa còn là ta cổ tộc tần gia một đầu chi mạch đệ tử một vị lão giả thanh âm trầm thấp nói người này mọc ra mái tóc màu đỏ trên người lão giả một cổ chân long uy áp bao phủ toàn thân từ xa nhìn lại khiến người ta không dám tới gần người này trước người chính là đã từng tiến đến tần quốc tần châu nam kiếm tôn đây nhất định không sai đệ tử nhận được tin tức giác tỉnh chân long thánh thể chính là ta tần gia chi mạch nam vực tần quốc bên trong cái kia nắm giữ chân long truyền thừa cơ linh nhi tần châu mặt mũi tràn đầy nóng rực đường thánh thể a thời khắc này tần châu hận chết nhậm trường sinh thánh thể thiên kiêu a kém chút thì là người của hắn chân long thánh thể đây chính là hồng vân đại lục xếp hàng thứ nhất thánh thể coi như đặt ở tiên giới đó cũng là tuyệt đại thiên kiêu ta tần gia muốn là đem nàng đưa đến thượng giới tất nhiên là một cái công lớn thậm chí có cơ hội hạ xuống mấy món tiên vương khí đến nam kiếm tôn vẻ mặt tươi cười đường tiên vương khí tần châu hô hấp dồn dập tiên vương khí đó là đạt tới nhất phẩm tiên khí toàn bộ tần gia cũng liền một kiện mà thôi chính là bởi vì cái này tiên vương khí tần gia thiên kiêu chứng đạo kim tiên dễ dàng không biết bao nhiêu lần đúng rồi lần trước ngươi đi tần quốc không phải là vì cái này cơ linh nhi vì sao nhưng không có đem người này mang về tần gia nắm giữ chân lông chi nhãn cũng là miễn cưỡng có tư cách nhập ta tần gia tự hồ nhớ ra cái gì đó nam kiếm tôn cao mày nói cái này tần châu trong mắt trong nháy mắt âm lãnh bẩm báo nam kiếm tôn lúc trước có một người ngăn cản người này ỷ vào một đầu tiên thú trực tiếp vì tần quốc tiêu diệt chân long chi hồn hơn nữa còn kém chút giết đệ tử cho nên đệ tử tần châu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên phế vật một đầu nho nhỏ tiên thú mà thôi cũng đem ngươi sợ đến như vậy nam kiếm tôn âm thanh lạnh lùng nói nam kiếm tôn còn mời vì ta làm chủ người này ỷ vào tiên thú cướp đoạt ta tần gia đệ tử hơn nữa còn kém chút giết đệ tử mời nam kiếm tôn làm chủ vào thời khắc này tần châu đột nhiên quỳ trên mặt đất một mặt bi phẫn nói a nam kiếm tôn trong mắt một vệt lạnh mang lướt qua cổ tộc tần gia chẳng lẽ là thật lâu không có xuất thủ sao tiểu tiểu nam vực cũng có người dám trêu chọc phải tần gia trên đầu nhậm trường sinh lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào ngươi có có thể so với cửu kiếp tán tiên tiên thú lại như thế nào nam kiếm tôn thế nhưng là thập nhất kiếp tán tiên ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào tần châu trong mắt từng đạo ánh sáng âm lãnh dâng lên lần trước tần quốc đào tẩu tần châu lửa giận trong lòng nập trời nhưng đáng tiếc là nhậm trường sinh bên người cái kia tiên thú chiến lực cũng không yếu trừ phi cổ tộc trưởng lão xuất thủ bằng không mà nói hắn muốn giết nhậm trường sinh căn bản liền không khả năng nhưng lần này thế nhưng là cái cơ hội tốt tần gia trưởng lão việt nam kiếm tôn tự mình trước đến tìm kiếm thánh thể đến lúc đó chỉ cần hắn thêm mắm thêm muối nói thêm mấy câu nữa vì trưởng lão này còn không trực tiếp đem nhậm trường sinh giết đi trước tần quốc miễn cho cái này chân long thánh thể bị người nhanh chân đến trước Nam kiếm tôn âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng. Tần châu cung kính đáp ứng xuống. Cùng lúc đó. Lôi thần phong chi đỉnh. Tiểu tinh, mở ra tiên vương uy áp. Nhậm trường sinh thanh âm trầm thấp vang lên. Tiên vương uy áp mở ra thành công. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy lôi thần phong phía trên, gió dục mây vần, nhậm trường sinh sau lưng, cùng cùng tiên khí bao phủ mà đến, nhậm trường sinh sau lưng, huyển hóa ra vô số tiên sơn. Nhậm trường sinh trên không, có thể nhìn đến vô số tiên nữ uyển chuyển nhảy múa phanh 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 lôi thần phong bên ngoài vô số lôi thần phong đệ tử giờ phút này chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ vương giả uy áp bao phủ mà đến lập tức nguyên một đám theo bản năng hướng lôi thần phong triều bái xuống tới tiên vương uy áp vương giả hàng lâm ông ông nhậm trường sinh quanh người không gian run rẩy Tự hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ lăn ra đến nhậm trường sinh thanh âm lạnh lùng vang lên ngươi đến cùng muốn muốn thế nào? Hư không bên trong, truyền đến thiên địa ý niệm, nhậm trường sinh, lại xuất hiện. Cho ta liên tục đến chín tầng tán tiên kiếp. Nhậm trường sinh thản nhiên nói. Thiên kiếp. Tâm mệt mỏi a, à, mẹ nó, lần trước uy hiếp ta muốn độ kiếp thất bại, lần này, lại muốn hạ xuống chín tầng tán tiên kiếp. Ngươi chơi ta À? Chương 69 Ta, trường sinh tiên vương. Nguồn Mê truyện audio.com Nhanh điểm nhậm trường sinh thanh âm lạnh lùng vang lên. Hư không bên trong. Cái này thiên kiếp mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng một lát, mây đèn bao phủ mà đến, chỉ thấy lôi thần phong trên không, chín cái vòng xoáy xuất hiện. Cửu kiếp, đồng thời buông xuống. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng sấm âm thanh, tại lôi thần phong trên không liên tiếp vang lên, chỉ thấy chín cái vòng xoáy, giờ phút này điên cuồng lăn lộn, vô số lôi linh khí, tụ đến. Lôi thần phong. Ngoài trăm dặm. Có người độ kiếp, Nam Kiếm Tôn cùng Tần Châu, hai người hai con mắt đồng thời hướng Lôi Thần Phong phía trên nhìn qua, làm nhìn lấy Lôi Thần Phong trên không cái kia chín cái vòng xoáy khổng lồ lúc, hai người ngây ngẩn cả người. "Nam đại nhân, đây là cái gì tình huống?" Tần Châu một mặt kinh ngạc nói. "Chín cái thiên kiếp mà lại đều là tán tiên kiếp. Điều đó không có khả năng a, à, thiên lôi điện đệ tử chẳng lẽ là ngu ngốc không thành, chín người cùng một chỗ độ tán tiên kiếp, đây không phải muốn chết sao?" Nam Kiếm Tôn mi đầu cũng nhíu lại. "Chín cái tán tiên kiếp" cái này sợ là liền hắn cũng không dám tới gần cái này thiên lôi điện đệ tử ở đâu là ngu ngốc rõ ràng cũng là tự chịu diệt phong a mau nhìn phía dưới kia giống như có người vào thời khắc này tần châu thanh âm truyền đến tần châu hướng lôi thần phong phía trên nhìn qua chỉ thấy cái kia chính cái vòng xoáy phía dưới một vị thiếu niên ngạo nghễ mà đứng thiếu niên kia Tự hồ có chút quen thuộc rầm 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 vào thời khắc này hư không bên trong liên tục chính đạo tán tiên kiếp đồng thời hướng nhậm trường sinh đỉnh đầu rơi xuống từ xa nhìn lại lôi điện liên tiếp mà tới mười phần đáng sợ trường sinh đại ca hư không bên trong cơ linh nhi kinh hô một tiếng nàng mặc dù biết cái này thiên kiếp không đã thương được nhậm trường sinh nhưng hôm nay kiếp đáng sợ uy thế vẫn là để nàng nhìn không được lòng sinh lo lắng đùng đùng không dứt dưới thiên kiếp nhậm trường sinh gương mặt bình tĩnh thiên kiếp rơi xuống uy thế xem ra cũng không tệ nhưng đối nhậm trường sinh lại không tạo được chút nào thương tổn Trường Sinh Tiên Vương, ngươi tu vi đã đăng lâm Tiên Vương chi cảnh, Hồng Vân Đại Lục tầng 12 tán tiên kiếp, cũng không đã thương được ngươi mảy may, còn xin bỏ qua cho Hồng Vân Đại Lục. Hư không bên trong, truyền đến thiên địa ý niệm, thiên kiếp. Phục Nhuyễn Tiếp tục nữa, sợ là cái này Hồng Vân Đại Lục muốn bị nhậm Trường Sinh chơi hỏng a, thỉnh thoảng tiết lộ Tiên Vương uy áp, để hắn đều trong lòng run sợ. Đừng nói nhảm, bảo ngươi hạ xuống thiên kiếp, ngươi hạ xuống thiên kiếp chính là Nhậm Trường Sinh thần sắc lạnh lùng nói, thiên kiếp tâm mệt mỏi a à, làm hồng vân đại lục thiên đạo quy tắc một bộ phận hắn còn chưa bao giờ bị như thế xem thường qua nhưng hắn không dám không nghe theo a à, rầm 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 thiên kiếp tiếp tục rơi xuống chính tầng tán tiên kiếp từ từ bắt đầu kết thúc lôi thần phong chi đỉnh nhậm trường sinh đứng ở nơi đó động liên tục đều không động một cái bắt đầu thiên kiếp còn tượng trưng bổ nhậm trường sinh vài cái đằng sau dứt khoát nghỉ việc vang mấy đạo tiếng sấm xem như để nhậm trường sinh vượt qua cửu trọng thiên kiếp nam đại nhân cái này tán tiên kiếp yếu như vậy lôi thần phong bên ngoài. Tần Châu hít sâu một hơi. Chính tầng tán tiên kiếp, bắt đầu xem ra uy thế còn đáng sợ hơn vô cùng, nhưng đằng sau mấy đạo, làm sao cảm giác càng ngày càng yếu, thậm chí so với bình thường cửu cửu trọng kiếp, cũng còn yếu nhược. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Nam Đại Nhân Trừng Tần Châu liếc một chút, hắn cũng rất nghi hoặc, người kia duy nhất một lần độ kiếp chín lần coi như xong, thiên kiếp còn tưới nước. Đây càng là chưa từng nghe thấy. Mau nhìn, hắn nhìn tới. Vào thời khắc này, Tần Châu kinh hô một tiếng. Cái kia lôi thần phong xuống. Thiếu niên tự hồ cũng cảm giác được hai người tồn tại, thiếu niên xoay người, hướng hai người nhìn tới. Oanh. Theo thiếu niên cái nhìn này, Tần Châu chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, thức hại cổ nức, một cổ vô thượng vương giả uy áp trấn áp ở trên người hắn. Phốc. Phanh. Tần Châu thân thể quỳ trên mặt đất. Đây là vương giả uy áp. Tần Châu bên cạnh, nằm kiếm tôn cũng đầy mặt bất ngờ, người này theo bản năng, Hướng cái kia lôi thần phong phương hướng quỳ xuống lạy, vương giả uy áp a, à, đây chính là vô thượng tiên vương. Là hắn. Tần Châu đầu rạp xuống đất nằm trên đất, hắn thức hải lăn lộn, thân thể run rẩy, thiếu niên kia, cái kia gương mặt, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Là hắn. Cái này sao có thể? Cái kia đạo để hắn hận thấu xương bóng người, làm sao có thể nắm giữ vương giả uy áp? Nhậm Trường Sinh làm sao có thể là cái kia vô thượng tiên vương a? À? Xin hỏi vị kia tiên vương hạ giới nam đại nhân nằm rạp trên mặt đất, thanh âm cung kính vang lên. Tiên vương buông xuống. Hắn giờ phút này, đột nhiên minh bạch. Tại tiên vương trước mặt, tiểu thế giới này thiên kiếp, đương nhiên không dám đắc tội, đừng nói cửu kiếp buông xuống, liền xem như thập nhị kiếp buông xuống, vậy cũng không đã thương được hắn mảy may. Đến mức nhậm trường sinh vì sao độ kiếp. Vậy hắn thì không được biết rồi. À. Lôi thần phong phía trên. Thời khắc này nhậm trường sinh, đã độ kiếp kết thúc. Nhậm trường sinh trên thân, khí tức đạt đến cửu kiếp tán tiên chi cảnh, hư không kiếp vân, giờ phút này cũng chậm chậm bắt đầu tán đi. Tiên vương. Nhậm trường sinh hai con mắt khẽ hít một cái. Con hàng này. Cũng bị tiên vương uy áp hù dọa, đừng nói, cái này tiên vương uy áp sát thực dùng tốt, thì liền nhậm trường sinh chính mình cũng kém chút cho rằng, chính mình là tiên vương. Tên ta, trường sinh. Nhậm trường sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nguyên lai là trường sinh tiên vương, lão phu nam kiếm tôn, chính là tử vi tiên đế dưới trướng cửu mệnh tiên vương Tần gia đệ tử, hôm nay có thể nhìn thấy Trường Sinh tiên nhân, chính là có phúc ba đời. Lão giả hướng nhậm Trường Sinh, rất cung kính nằm sấp trên mặt đất. Tần gia. Nhậm Trường Sinh có chút dừng lại, lập tức nở nụ cười, quan gia ngõ hẹp a, à, vừa mới làm sao cảm giác lão nhân này người đứng phía sau có chút quen thuộc, nhìn kỹ, cái này không phải liền là Tần Châu đệ đệ sao? Tiên vương. Hắn là tiên vương. Thời khắc này Tần Châu, cả người liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trường sinh đại ca là tiên vương lôi thần phong bên ngoài cơ linh nhi cũng đầy mặt thất thần nhìn lấy nhậm trường sinh nhậm trường sinh nguyên lai là tiên giới tiên vương hắn theo tiên giới mà đến xin hỏi trường sinh tiên vương sở thuộc phương này tiên đế buông xuống cái này hồng vân đại lục lại có gì sự tình vào thời khắc này nam kiếm tôn thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa lớn mật nhậm trường sinh trong mắt lửa giận vạn trường nhậm trường sinh sau lưng vô số tiên sơn hóa thành phấn vụn tiên thú hét giận dữ hư không tung bay nhảy múa tiên tử càng là dọa đến chạy trối chết tiên vương giận dữ thiên địa biến sắc không tốt nam kiếm tôn tâm thần rung lên hắn vừa mới bất quá là nhiều hỏi một câu nhưng ai biết lại đưa tới nhậm trường sinh tức giận tiên vương bất giận tiên vương bất giận nam kiếm tôn vội vàng hướng nhậm trường sinh quỳ bái thời khắc này tần châu càng là dọa đến động cũng không dám động trong lòng của hắn đang cầu khẩn cầu nguyện nhậm trường sinh không có nhìn thấy mình ta theo cái kia vô tận hỗn độn mà đến sư tòng vô thượng tiên tôn tu ba ngàn hỗn độn thần ma chi đạo ngươi cái này tiểu con kiến hôi cũng dám hỏi nhậm trường sinh lãnh ngạo âm thanh vang lên vô tận hỗn độn sư tổng tiên tôn thần ma chi đạo nam kiếm tôn cả người kém chút co quắp trên mặt đất tiên tôn a đó là ngay cả bọn họ cửu mệnh tiên vương chủ tử tử vi tiên đế đều muốn ngưỡng vọng tồn tại a mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ chương 70 mươi liếc một chút nhìn xuyên tiên giới nguồn mê truyện audio com đúng rồi bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa kia cũng không tệ vào thời khắc này nhậm trường sinh nhàn nhạt một câu lại làm cho tần châu cả người cứng nhắc lại xuống tới bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa nói chính là hắn ngươi nói tần châu nam kiếm tôn cũng sửng sốt một chút tần châu cái này tiên vương còn nhận biết tần châu tần châu còn không bái kiến tiên vương nam kiếm tôn âm thanh lạnh lùng nói tần châu bái kiến tiên vương tần châu âm thanh run rẩy hướng nhậm trường sinh lần nữa quỳ bái xuống dưới nửa tháng trước, ta vừa mới buông xuống giới này, lúc ấy tiên nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, là ngươi muốn giết bản tiên vương, chiếm lấy bản tiên vương nhìn trúng thánh thể. Nhậm Trường Sinh nhìn lấy Tần Châu, thẳng nhiên nói: Ta ta ta. Tần Châu sắc mặt trắng bệch, sớm biết Nhậm Trường Sinh là tiên vương, đánh chết hắn, hắn cũng không dám trêu chọc Nhậm Trường Sinh a. Nghiệt chướng, ngươi lại dám đắc tội tiên vương? Nam kiếm tôn mặt mũi tràn đầy khó coi, đắc tội tiên vương, đây không phải muốn chết sao? một khi tiên vương tức giận muốn hủy diệt cổ tộc tần gia cái kia cũng bất quá động động ngón tay sự tình tiên vương bất giận tần châu mạo phạm tiên vương ta tần gia khẳng định sẽ cho tiên vương một cái công đạo nam kiếm tôn liền bận biểu cung kính nói ồ cái gì bàn giao nhậm trường sinh nhiều hứng thú nhìn lấy nam kiếm tôn hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này nam kiếm tôn sẽ cho hắn một cái cái gì bàn giao ta nam kiếm tôn thần sắc âm thầm biến đổi ngươi cái này nghiệt chướng ba nam kiếm tôn đối với tần châu một bàn tay quất lên tần châu thân thể té bay ra ngoài tần châu trong miệng càng là máu tươi liên tục tiên vương bất giận tiên vương bất giận tần châu quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ ngu xuẩn vô tri nhậm trường sinh thanh âm đạm mạc vang lên tiên vương nói không sai là ta tần châu ngu xuẩn là ta vô tri tiên vương đại nhân đừng tìm ta tính toán tiên vương đại nhân tha mạng tần châu vội vàng hướng nhậm trường sinh cầu xin tha thứ con kiến hôi nhậm trường sinh quét tần châu liếc một chút cái này tần châu ngược lại là có thể duỗi có thế khuất nhưng đáng tiếc là một chiêu này tại hắn nhậm trường sinh trước mặt căn bản là không làm được hắn nhậm trường sinh từ trước đến nay có thù tất báo diệt nhàn nhạt một chữ rơi xuống nhậm trường sinh hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc chỉ thấy tần châu trước mặt không gian đột nhiên vặn vẹo lên lập tức không gian kia như là pha lê đồng dạng trực tiếp vỡ nát nước răng rắc tần châu thân thể theo không gian bắt đầu nứt ra không nhìn lấy thân thể của mình nứt ra tần châu mặt mũi tràn đầy bất ngờ tần châu bên cạnh thời khắc này nằm kiếm tôn cũng toàn thân không ngừng run rẩy nhất chỉ toái không quá kinh khủng cái này chẳng lẽ cũng là vô địch tiên vương nam đại nhân cứu ta cứu ta a à. tiếng kêu thảm thiết vang lên tần châu thân thể tại nam kiếm tôn bên cạnh trực tiếp vỡ vụn tiên huyết rơi đầy đất thật lâu tần châu khí tức bắt đầu từ từ tiêu tán Chúc mừng chủ người chém vết Tần Châu, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 ngàn, điểm kinh nghiệm phản hồi 1 tỷ, chủ nhân tu vi tăng lên tới thập kiếp tán tiên chi cảnh. Tiểu Tinh âm thanh vang lên, nhậm Trường Sinh thể nội, lực lượng mãnh liệt mà ra. Thập kiếp. Nhậm Trường Sinh khóe miệng hơi hơi dương lên, tu vi tấn cấp đến thập kiếp, nhưng không có nhậm Trường Sinh mệnh lệnh, cái thiên kiếp này, giờ phút này căn bản cũng không dám buông xuống. Đây chính là tiên vương chấn nhiếp lực. Trường Sinh tiên vương, Tần Châu chọc giận tiên vương là ta Tần gia khuyết điểm còn mời tiên vương xem ở ta tầng gia lão tổ cửu mệnh tiên vương thể diện phía trên, buông tha ta tầng gia. Quỳ trên mặt đất, nằm kiếm tôn âm thanh rung rẩy đường. Cửu mệnh tiên vương. Nhậm trường sinh khóe miệng, hơi hơi dương lên. Hắn tính là thứ gì? Cũng xứng ta trường sinh tiên vương cho hắn mặt mũi, trở về nói cho các ngươi biết tầng gia tất cả mọi người, tầng quốc ta trường sinh tiên vương bảo bọc, ai dám động đến tần quốc, bản tiên vương sẽ đích thân tìm hắn nói chuyện. Nhậm trường sinh lãnh ngạo âm thanh vang lên. Đúng đúng, nam kiếm tôn sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Vừa mới, hắn còn nghĩ đến đi tần quốc tìm thánh thể, nhưng giờ phút này, chỗ của hắn còn dám đi, hiện tại đi tần quốc, đây không phải là đi tìm chết sao. Cúc. Nhậm trường sinh thanh âm lạnh lùng vang lên. Đa tạ tiên vương đại nhân. Nam kiếm tôn quay người, vội vàng rời đi. Thiên lôi phong phía trên. Ông ông. Cái kia thiên kiếp chi lực, triệt để tiêu tán. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành đánh dấu. Vào thời khắc này, tiểu tinh thanh âm, đột nhiên vang lên. Hoàn thành đánh dấu. Nhậm trường sinh trong mắt sáng lên, vừa mới hắn liền đang chờ lấy tiểu tinh câu nói này. Nếu không phải đánh dấu hoàn thành, hắn không ngại đem nam kiếm tôn cùng một chỗ chém giết ở chỗ này, dù sao đắc tội tần gia, giết nhiều một cái, vậy cũng không coi là nhiều. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được tiên vương khí kình thiên trụ một, thần thú huyết mạch tịnh hóa thủy tinh 100, luyện khí toàn giải một, thương cổ thần đồng một. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được tam phẩm tiên khí nguyệt nữ tiên kiếm một, tam phẩm phòng ngự tiên khí nguyệt thần sáu trang một tiên vương khí kình thiên trụ tế luyện dung hợp bắt đầu, tiến độ 1%, 2%. Tế luyện hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân luyện khí toàn giải học tập thành công. Chúc mừng chủ nhân thương cổ thần đồng dung hợp thành công. Tiểu tinh thanh âm, liên tiếp vang lên. Lôi thần phong phía trên, nhậm trường sinh chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một cổ khí tức cổ xưa, nhậm trường sinh tu vi không thay đổi, nhưng nhậm trường sinh khí tức, giờ phút này lại thay đổi. Hồng hoang khí tức, theo nhậm trường sinh trên thân lan tràn ra. Nhậm trường sinh hai con mắt, Giờ phút này cũng thay đổi. Nhậm Trường Sinh đồng tử biến thành quỷ dị màu tím. Thương cổ thần đồng. Thanh âm trầm thấp vang lên, một khắc này, Nhậm Trường Sinh chỉ cảm giác mình đứng ở hồng hoang đại địa phía trên, chỉ thấy một con mắt lơ lửng hư không, cái kia ánh mắt nhìn xuống khắp nơi, xem thường hết thảy. Đồng thời, Nhậm Trường Sinh trước mắt, tất cả mọi thứ đều biến mất. Đây là cái gì? Nhậm Trường Sinh nhìn về phía quanh người, chỉ thấy quanh người hư không, giờ phút này biến đến hư ảo hư huyễn bên trong xuất hiện là từng đoàn từng đoàn các loại màu sắc khí thể ngoại trừ những khí thể này bên ngoài nhậm trường sinh còn có thể nhìn đến từng cái từng cái các loại màu sắc dây xích bao phủ lại toàn bộ thiên địa đây là tiểu thế giới linh khí cùng pháp tắc chủ nhân thương cổ thần đồng chính là thượng cổ thần đồng đừng nói tiểu thế giới này pháp tắc thì liền trong hỗn động tiên giới chủ nhân giờ phút này cũng có thể nhìn đến tiểu tinh thanh âm truyền đến tiên giới nhậm trường sinh thân thể chấn động sau một khắc hướng thương khung nhìn qua thương khung từ từ tiêu tán. Một mảnh hỗn độn xuất hiện tại Nhậm Trường Sinh trước mắt, cái kia trong hỗn độn, một cổ khí tức cổ xưa từ đó truyền đến. Một lát, Nhậm Trường Sinh tự hồ thấy được hoàn toàn hư ảo lục địa. Cái kia chính là tiên giới. Nhậm Trường Sinh trong mắt quang mang tăng vọt, tiên giới, hắn thật nhìn đến tiên giới. Thương cổ thần đồng khủng bố như vậy. Nhìn kỹ, cái kia tiên giới như cùng một cái bóng tại hỗn độn bên trong xoay tròn, trong tiên giới vô số cùng cùng khí tức cổ xưa từ đó truyền đến, mà tại tiên giới trên không, Nhậm Trường Sinh thấy được một cái ngang dọc trăm vạn trường hỏa cầu. Đó là cái gì? Nhậm Trường Sinh thân thể chấn động. Hỏa cầu kia, cho Nhậm Trường Sinh một cổ cảm giác kỳ diệu, tự hồ hỏa cầu kia là một cái sinh mệnh thể. Trăm vạn trường sinh mệnh thể. Đó là cái gì yêu thú? Oanh. Nhưng vào thời khắc này, hỏa cầu kia đột nhiên sáng lên một đạo hào quang sáng chói, theo đạo tia sáng này, nhậm trường sinh chỉ cảm thấy, tâm thần run rẩy, đó là một cái, mấy vạn trường ánh mắt. t Nhậm trường sinh chỉ cảm thấy, tâm thần truyền đến thiêu đốt cảm giác, sau một khắc, nhậm trường sinh bên ngoài thân, một tầng kim sắc hỏa diễm. Tự chủ bắt đầu cháy rừng rực. Nhanh nhốt. Nhậm trường sinh lập tức, nhốt thần đồng. Hô hô hô. Lần nữa mở ra hai con mắt. Nhậm trường sinh sau lưng, tất cả đều là mồ hôi, nhậm trường sinh trong mắt, cũng tràn đầy tim đập nhanh, hỏa cầu kia là cái gì, bất quá là nhìn thoáng qua, nhậm trường sinh trên thân. Vậy mà giấy lên hỏa diễm. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 71 Thường cổ hung thú Kim sĩ điểu Nguồn Mê truyện audio com Nếu không phải là mình kịp thời đóng lại thần đồng, giờ phút này sợ là, đã hóa thành cho tàn. Nhậm trường sinh trên thân Y phục đã phần đốt sạch sẽ, không chỉ có như thế, nhậm trường sinh cái kia đáng sợ thể phách phía trên, giờ phút này có thể nhìn đến, từng tầng từng tầng cháy đen xuất hiện, ngọn lửa kia liền nhậm trường sinh tổ long huyết mạch đều nhìn không được tiểu tinh đó là vật gì nhậm trường sinh xuất ra một bộ y phục mặc vào hướng tiểu tinh hỏi đó là tiên giới mặt trời cũng chính là thượng cổ yêu thú tam túc kim ô chủ nhân tu vi không có đạt tới tiên vương trước vẫn là thiếu hướng trong hỗn độn nhìn tiểu tinh hướng nhậm trường sinh nói thiếu nhìn nhậm trường sinh hít sâu một hơi xác thực muốn thiếu nhìn vừa mới kém chút thì lật xe xem ra thực lực của mình vẫn là quá thấp cùng lúc đó trong hỗn độn. Kỳ quái, vừa mới ta rõ ràng cảm giác được người nào đang trọng nhìn ta. Đại hỏa cầu bên trong, một đạo giọng non nớt truyền đến, một lát, hỏa cầu kia trở mình, tiếp tục đã ngủ say, trong hỗn độn, lần nữa bình tĩnh lại. Lôi thần phong phía trên. Một phút sau, nhậm trường sinh trên thân, cái kia cháy đen da thịt, bắt đầu tróc ra. Một tầng mới da thịt, một lần nữa dài đi ra. Tiểu tinh, thương cổ thần đồng còn để làm gì? Tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhậm trường sinh hướng tiểu tinh hỏi lần nữa chủ nhân thần đồng, có thể xem thấu hết thảy căn bản, mở ra thần đồng, chủ nhân có thể xem thấu cái này hồng vân đại lục phía trên ẩn tàng bất kỳ vật gì, chủ nhân còn có thể nhìn đến bất kỳ tiên vương tu vi phía dưới tu chân giả suy nghĩ trong lòng. Mở ra thần đồng về sau, chủ nhân có thể chưởng khống kim tiên chi phía dưới bất luận cái gì tu chân giả tâm thần, chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt sát đối phương. Tiểu tinh thanh âm, liên tiếp vang lên. Cường A. Nhìn lấy hư không, nhằm trường sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Có cái này thần đồng tại, cái này Hồng Vân Đại Lục phía trên tu chân giả, hắn muốn giết ai, một cái ý niệm trong đầu đã đủ. Đúng rồi, Tiên Vương Khí Kình Thiên Trụ giới thiệu một chút. Nhậm Trường Sinh lần nữa mở miệng nói, Tiên Vương Khí Kình Thiên Trụ nhất phẩm đỉnh phong tiên khí, chính là đã từng Kình Thiên Tiên Đế sở luyện chế, kỳ uy thế đủ để có thể so với bán thần khí, chủ nhân nếu là toàn lực thi triển Kình Thiên Trụ, có thể đem Hồng Vân Đại Lục đánh ra một cái vạn trường lỗ thủng đến. Tiểu Tinh Thanh âm truyền đến. Mạnh như vậy? Nhậm Trường Sinh trong mắt phát sáng lên đi ra. Sau một khắc, nhậm trường sinh quát lạnh một tiếng. Oanh. Hư không rung rẩy, nhậm trường sinh trước mặt, một căn cự đại cây cột xuất hiện, trên cây cột kia, vô số tiên văn dày đặc, đáng sợ khí tức, theo trên cây cột truyền đến. Trường sinh tiên vương. Theo kình thiên trụ xuất hiện, thiên địa ý niệm, lần nữa tụ đến. Ngươi tới làm gì? Nhậm trường sinh hướng hư không âm thanh lạnh lùng nói. Trường sinh tiên vương bớt giận, cái này tiên vương khí chính là vượt qua hồng vân đại lục tiên khí, ngươi nếu là thi triển, toàn bộ Hồng Vân Đại Lục đều sẽ sụp đổ. Thiên địa ý niệm truyền đạt tin tức nói, biết. Nhậm trường sinh thu hồi kình thiên trụ. Quá yếu, cái này nho nhỏ Hồng Vân Đại Lục, thật sự là quá yếu, một thanh tiên vương khí, liền có thể làm sụp đổ. Nhậm trường sinh không biết là. Giờ phút này Hồng Vân Đại Lục thiên đạo quy tắc, trong lòng cũng khổ vô cùng, mấy ngày nay, hắn thật sự là nơm nớp lo sợ, bị uy hiếp coi như xong, sợ là có một ngày, Hồng Vân Đại Lục đều muốn bị làm nổ. Chủ nhân. Trường sinh đại ca vào thời khắc này, đế sát mang theo cơ linh nhi, đi tới nhậm trường sinh trước ngươi. Đế sát, tiện nghi ngươi. Nhậm trường sinh hướng đế sát cười nhạt một tiếng, mình bây giờ, cũng liền một đầu thần sủng. Mà lại đế sát đi theo chính mình cũng là lâu nhất, huyết mạch này tịnh hóa thủy tinh, đương nhiên chọn lựa đầu tiên cho đế sát. Đa tạ chủ nhân. Đế sát tự hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức mắt trong mừng rỡ. Tiểu tinh, sử dụng huyết mạch tịnh hóa thủy tinh, Nhậm Trường Sinh hướng Tiểu Tinh nói, thần thú huyết mạch tịnh hóa thủy tinh sử dụng thành công, chủ nhân mời lựa chọn thi triển đối tượng. Đế sát. Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói, sử dụng xong thành, chúc mừng thần sủng đế sát bạch hổ thần thú huyết mạch tăng lên 10%, bạch hổ huyết mạch đạt tới 21.3%. Tiểu Tinh thanh âm truyền đến. Nhậm Trường Sinh trước mặt, đế sát trên thân, một cổ sức mạnh huyền diệu chấn động, đế sát trong mắt, giờ phút này càng là biến thành màu máu, cổ cổ sát lục chi khí. Theo trên người hắn lan tràn ra rống rống. Sau một khắc, để sát thân thể, hóa thành bản thể, lôi thần phong trên không, có thể nhìn đến một đầu hơn ngàn trượng bạch hổ dơ thẳng lên trời thét dài. Cùng cùng uy thế. Cùng bạo mà ra. Đa tạ chủ nhân. Nửa ngày, để sát thân thể, theo hư không rơi xuống, thân thể thu nhỏ, để sát vội vàng phủ phục tại nhậm trường sinh trước mặt, để sát rất rõ ràng, chính mình hết thảy, vậy cũng là nhậm trường sinh ban cho. Đứng lên đi. Nhậm trường sinh hài lòng nhẹ gật đầu, tuy nhiên tu vi không có tăng lên, nhưng đế sát trên người uy thế, ngược lại là tăng trưởng gấp bội. Đúng rồi, lần sau đánh dấu chi địa, ở nơi nào? Tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhằm trường sinh hướng tiểu tinh hỏi. Lần sau đánh dấu chi địa? Cổ tiên chiến trường, đánh dấu nhiệm vụ. Chủ nhân để Hồng Vân Đại Lục Thiên Đạo quy tắc mở ra cấm địa cổ tiên chiến trường, triệu hoán toàn bộ Hồng Vân Đại Lục tu chân giả tiến vào bên trong, đào ra bốn cổ cổ tiên, đồng thời nô dịch bốn tôn cổ tiên, đánh dấu sau khi thành công, có thể đạt được phong phú khen thưởng. Tiểu Tinh thanh âm, tại nhậm trường sinh trong đầu vang lên. Cổ tiên chiến trường. Nhậm trường sinh trong mắt, quan mang tăng vọt. Thiên đạo. Oanh. Ngay tại nhậm trường sinh muốn tìm Hồng Vân Đại Lục thiên đạo quy tắc thương nghị một chút cái kia cổ tiên chiến trường sự tình lúc. Nhậm trường sinh dưới thân, cái kia lôi thần phong, lại chấn động lên. Rầm rầm rầm. Lôi thần phong phía trên, loạn thạch lăn xuống, nhậm trường sinh một cái lắc mình, mang theo linh nhi, xuất hiện tại lôi thần phong ngoài trăm dặm. Chủ nhân để sát vội vàng đi theo tới. Âm âm. Toàn bộ lôi thần phong, không ngừng rung rẩy, tự hồ có đồ vật gì, ở phía dưới cùng cùng lấy đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Nhậm trường sinh mi đầu, hơi nhíu lại. Chẳng lẽ? Cái này lôi thần phong dưới, còn cất giấu cái gì? Thương cổ thần đồng. Quát lạnh một tiếng, nhậm trường sinh trực tiếp mở ra thần đồng. Theo thần đồng mở ra, nhậm trường sinh hai con mắt, nói đạo tử mang dâng lên, sau một khắc, cái kia lôi thần phong, tại nhầm trường sinh trong mắt từ từ biến mất. Rống rống. Phóng nhãn hướng cái kia lôi thần phong nhìn xuống đi. Nhậm trường sinh trong mắt. Xuất hiện một cái lồng sắt, cái kia lồng sắt, trọn vẹn hơn ngàn trường, sắt trong lồng, một đầu màu tím chim to, tức giận gầm thét, cái kia chim to trên thân, lóe ra từng đạo màu tím đích lôi mang. Chim to lông vũ, càng là như cùng một căn căn lợi kiếm đồng dạng, vô cùng sắc bén. Thật là lớn chim. Nhầm trường sinh trong mắt, quan mang tăng vọt cái này lôi thần phong dưới, lại còn cất giấu như thế một cái đại gia hỏa ở chỗ này, ngàn trượng chim to, cái này sợ là so với đế sát còn mạnh hơn một chút. Phải biết, đế sát thân thể, cũng liền mấy trăm trượng mà thôi, bạch hổ huyết mạch tiến hóa đến 20% về sau, chân thân mới miễn cưỡng đạt tới hơn ngàn trượng. Chúc mừng chủ nhân phát hiện thượng cổ hung thú kim sĩ điểu, hắn nắm giữ kim sĩ đại bằng 10% huyết mạch, chủ nhân phải chăn thu làm thần sủng. Vào thời khắc này, tiểu tinh thanh âm, tại nhậm trường sinh trong đầu vang lên. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ.